thanh niên giật mình kêu lên. Quy tắc thập phương là thiên hạ cùng chung, sao bọn họ có thể làm như vậy? Đây chẳng phải là đối địch với người trong thiên hạ, Lý Vân Tiêu này quá hoang đường. Nam nhân gật đầu, nghiêm túc nói. Lúc ta nghe được tin tức này cũng cảm thấy cực kỳ hoang đường, nhưng ngẫm lại thì thấy rất đáng sợ. Bọn họ nắm chặt nhập cảnh thành thần của thiên hạ, vậy là người trong thiên hạ hoặc đẩy ngã bọn họ hoặc thuận theo. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Bọn họ đang tự tìm đường chết. Nam nhân liếc nhi tử, tiếp tục lắc đầu thở dài. Ai, Lý Vân Tiêu không phải hạng người đơn giản. Thanh niên nói. Có lợi hại cỡ nào chẳng lẽ có thể đấu với người trong thiên hạ? Nam nhân khẽ thở dài. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Chợt một tiếng cười vang lên. Ha ha ha, không hề suy nghĩ nhiều chút nào. Trước mật thất trong chiến hạm, từ khi nào có hai người đứng sẵn, là Lý Vân Tiêu và Bàn Nghị. Lý Vân Tiêu cười nói. Mấy năm không gặp, Ngưỡng tông chủ có khỏe. Ui, Lý Vân Tiêu. Nam nhân giật nảy mình, vội kéo nhi tử ra sau lưng bảo vệ, mặt xanh mét chừng hai người. Không chỉ vì Lý Vân Tiêu có thực lực sâu không lường được, nam nhân hoàn toàn không phát hiện ra. Người đứng kế hắn mặt mày bất phàm nhưng hoàn toàn không có dao động nguyên lực, đứng yên như một tảng đá. Nếu con mắt không thấy thì sẽ không phát hiện có người. Trái tim nam nhân rơi xuống, chìm vào vực sâu không đáy. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngưỡng tông chủ, từ lần từ biệt ở thành Tân Diên phong thái vẫn như xưa, sao thấy bằng hữu cũ mà như gặp đại địch vậy? Nam nhân chính là Ngưỡng Thiên Hạo tông chủ của Thiên Ưng thần miếu. Lúc trong thành Tân Diên Ngưỡng Thiên Hạo nghe theo Tần Xuyên, Chu Sở chỉ thị tự mình ra mặt đối địch với Lý Vân Tiêu, cướp thập giai thần thảo khỉ tinh lan. Về sau cuộc chiến cá cược Ngưỡng Thiên Hạo bị thua, mất hết mặt mũi nên quay đầu bỏ đi ngay. Không ngờ mấy năm sau, khi gặp lại thực lực của hai người không chỉ chênh lệch còn khác nhau một trời một vực. Ngưỡng Thiên Hạo thấy Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm dường như không có ác ý. Người thứ hai thì vẻ mặt chân thành không giống người xấu. Thế là Ngưỡng Thiên Hạo chắp tay chào, trầm giọng nói. Không biết Vân Tiêu công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón xin thứ lỗi. Ngưỡng Tín, mau đi chuẩn bị trà ngon rượu ngon để ta chiêu đã Vân Tiêu công tử và vị bằng hữu này. Ngưỡng Tín kêu lên, chạy nhanh ra ngoài. Lòng Ngưỡng Tín rối loạn, gã chưa từng gặp phụ thân mình làm bộ dáng như gặp đại địch thế này, gã định bụng chạy ra ngoài cầu viện. Tinh anh Thiên Ưng thần miếu hơn phân nửa có trên chiến hạm, Ngưỡng Tín không tin dựa vào sức mạnh của tập thể mà không đấu lại Lý Vân Tiêu. Ngưỡng Tín đang định chạy ra ngoài thì bên tai nghe Ngưỡng Thiên Hạo truyền âm. Chạy nhanh, chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng quay lại. Ngưỡng Tín sửng sốt, tim đập nhanh, tăng tốc bước chân. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Thôi, hai ta đến chỉ vì có việc nhỏ cần nhờ tông chủ giúp, không uống rượu uống trà làm gì. Ngưỡng Tín đang định cắm đầu chạy thì đột nhiên một lực lượng ập đến, không chút báo trước, không cảm ứng được gì, thoáng chốc gã bị hất trở về. Ngưỡng Tín lảo đảo mấy bước quay lại bên cạnh Ngưỡng Thiên Hạo, vẻ mặt gã tràn đầy kinh sợ. Ngưỡng Thiên Hạo biểu tình cực kỳ khó xem, run run hỏi. Vân Tiêu công tử làm vậy là sao? Lý Vân Tiêu nói thẳng. Ta không nói nhiều với đại nhân, dù sao thời gian của hai bên đều quý giá. Yên tâm đi. Ta không có ý ra tay với hai vị. Cho dù hai vị không giúp thì ta vẫn sẽ xoay người đi ngay, tuyệt đối không tổn thương đại nhân. Lúc ở bên ngoài thành Tân Diên tuy Ngưỡng Thiên Hạo là kẻ địch nhưng cũng sảng khoái, nói chuyện giữ lời, không làm khó Lý Vân Tiêu nhiều, để lại ấn tượng khá tốt với hắn. Ngưỡng Thiên Hạo yên lòng thở phào, hết sức cung kính chắp tay hỏi. Không biết Vân Tiêu đại nhân có chuyện gì, chỉ cần trong năng lực của tại hạ thì quyết không chối từ. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, đơn giản, mang hai chúng ta vào thánh vực. Ngưỡng Thiên Hạo giật mình kêu lên. Cái gì? Nhưng rất nhanh Ngưỡng Thiên Hạo phản ứng lại, biết Lý Vân Tiêu tất nhiên là có mưu đồ gì đó. Ngưỡng Thiên Hạo rơi vào khó xử. Nếu Ngưỡng Thiên Hạo mang hai người vào thánh vực, gây ra việc lớn gì thì trách nhiệm của gã rất nặng. Ngưỡng Thiên Hạo gượng cười nói. Ha ha ha, Vân Tiêu đại nhân thật biết nói đùa. Với thực lực của đại nhân muốn vào thánh vực thì dễ như trở bàn tay. Nét mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta nói thẳng, không dài dòng với đại nhân nhưng đại nhân cố tình vòng vo với ta. Dứt khoát một câu, mang hay không? Ngưỡng Tín cướp lời. Đương nhiên là không mang.
Ngưỡng Tín hoàn toàn không có hảo cảm với Lý Vân Tiêu, chỉ hy vọng người này nhanh chóng đi cho rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Không mang, đây là cái tông chủ đại nhân nói, trong vòng năng lượng thì quyết không chối từ. Ngưỡng Thiên Hạo khó xử. Cái đó. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Thì ra đại nhân đang lừa dối ta, gạt ta. Còn người ta ghét nhất người ta lừa mình. Người ta đã không giữ lời thì ta cũng chẳng giữ lời với hắn nữa. Ngưỡng Thiên Hạo ngơ ngác hỏi. Ý của Vân Tiêu đại nhân là sao? Lý Vân Tiêu nói. Lúc trước ta nói, tuyệt đối không ra tay đánh người, coi như không có. Phụ tử Ngưỡng Thiên Hạo. Chấm. Sau thời gian một tách trà, chiến hạm ngừng lại bên ngoài thành. Ba luồng sáng bay ra khỏi chiến hạm thẳng vào nội thành. Lý Vân Tiêu, Bàn Nghị thay đổi khuôn mặt đi theo sau Ngưỡng Thiên Hạo. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Thiên Hạo tông chủ đúng là làm người trượng nghĩa, tại hạ rất cảm kích. Vẻ mặt Ngưỡng Thiên Hạo buồn bực và lo lắng, xua tay nói. Vân Tiêu đại nhân quá lời, chỉ tiện tay, nên như vậy. Lý Vân Tiêu vỗ vai Ngưỡng Thiên Hạo. Nâng cao tinh thần chút. Đi tham quan đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất là việc tốt, hãy cười nhiều vào. Ngưỡng Thiên Hạo ậm ừ. À, làm sao Ngưỡng Thiên Hạo cười nổi, tràn đầy cười khổ. Thiên Ưng Thần Miếu chính là một trong Bắc Vực 10 đại tông môn, nhận được lễ ngộ rất cao, được thị nữ dẫn đường chuyên môn đưa vào truyền tống trận, đi thẳng tới Thánh Vực. Mới tới chỗ ở Lý Vân Tiêu từ biệt Ngưỡng Thiên Hạo, muốn đi một mình. Ngưỡng Thiên Hạo cay đắng nói. Có thể cho tại hạ biết mục đích của Vân Tiêu đại nhân là gì không? Nếu gây lớn chuyện thì sống chết của Ngưỡng Thiên Hạo ta là nhỏ, e rằng liên lụy nguyên tông môn. Lý Vân Tiêu cười nói. Cho nên sao, hiện tại tông chủ định trốn. Ngưỡng Thiên Hạo nói. Có lẽ vậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt nhìn Ngưỡng Thiên Hạo. Thiên Ưng Thần Miếu là một trong Bắc Vực 10 đại tông môn, Thiên Hạo tông chủ có thể trốn lần này nhưng trốn được vòng xoáy thời đại biến đổi lớn không? Thiên vũ giới đương thời có ai trốn thoát vận mệnh thời đại? Không ai đứng ngoài cuộc được. Tim Ngưỡng Thiên Hạo rung lên, cảm giác bất lực. Lý Vân Tiêu nói. Nhiều lúc quyết định vận mệnh chính là sự lựa chọn của chúng ta. Lý Vân Tiêu lấy một khối lệnh bài ra đưa cho Ngưỡng Thiên Hạo. Nếu đại nhân có ý tham gia Thiên Vũ Minh thì cầm khối lệnh bài này đi Nam Vực là được. Ngưỡng Thiên Hạo đứng thẫn thờ tại chỗ nhìn bóng lưng Lý Vân Tiêu, Bàn Nghị rời đi. Thật lâu không nói nên lời. Nửa canh giờ sau, Lý Vân Tiêu, Bàn Nghị đáp xuống trước một đình viện, đi thẳng vào trong. Bên trong toàn là hoa liễu đình, ao nước gợn sóng, linh khí lan tỏa. Trong phòng truyền ra tiếng hét to. Ai đó? Không đợi chủ phòng hẳn ứng Lý Vân Tiêu, Bàn Nghị đã đi thẳng vào. Chủ nhà kinh kêu. A, Lý Vân Tiêu. Chủ nhà vẻ mặt ngơ ngẩn sau đó phục hồi lại bình thường, cười khổ nói. Sao ngươi trà trộn vào làm gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Hiệu suất làm việc của ngươi quá chậm, ta không có nhiều sự kiên nhẫn nên đành tự mình đến. Chủ nhà kêu lên. Lại cho ta thêm chút thời gian đi. Ta đã phát hiện được nhiều thứ nhưng có lẽ kết quả sẽ khiến người giật mình, vì vậy ta vẫn luôn không dám lỗ mãng hành động. Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình nói. À, ta muốn nghe xem. Chủ nhà khuôn mặt tuấn nhã nhưng nét mặt tràn đầy ưu sầu, là đệ tử của Hắc Vũ Hộ, Tần Xuyên, đã lâu không gặp. Tần Xuyên hỏi, Quân Đình hiện có khỏe không? Lý Vân Tiêu nói, ta đã lâu không biết tin tức của nàng, có lẽ còn chịu phạt trong Thần Tiêu Cung. Người Tần Xuyên run rẩy, tức giận trách. Ta vất vả làm việc cho ngươi, ngươi không thể đối xử như vậy với nàng. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, người phạt nàng là cung chủ Thần Tiêu Cung. Chứ không phải ta, Thần Tiêu Cung chấp hành quy định của bọn họ, liên quan gì ta? Không lẽ ta phải vì ngươi mà cưỡng ép xen vào chuyện nội bộ của Thần Tiêu Cung? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Xuyên lặng im, biết nói đạo lý hay so thực lực cũng vậy, gã tuyệt đối không đánh lại người trước mắt. Tần Xuyên nói, ta đã tra ra nhiều thứ, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Quân Đình để nàng tránh khỏi trừng phạt. Lý Vân Tiêu nói, phải xem giá trị tin tức của ngươi thế nào đã. Tần Xuyên trầm ngâm một lúc, nói. Ta tra được nhiều chuyện, tuy chưa có chứng cứ xác thực nhưng suy đoán rất chắc chắn. Mộng Bạch và Mộng Vũ có lẽ là hậu nhân của Mộng Linh Chân Quân. Hả? Lý Vân Tiêu há hốc mồm, giật mình kêu lên. Trong thiên hạ có nhiều người họ Mộng,
ngươi không thể suy đoán lung tung như vậy. Tần Xuyên nói, ban đầu ta cũng không nghĩ nhiều nhưng về sau phát hiện không chỉ mình Mộng Bạch là thiên địa độc thân, Mộng Vũ là thần thể bẩm sinh, điều này không bình thường. Lý Vân Tiêu giật mình hỏi, Mộng Vũ cũng là thần thể bẩm sinh, là thể chất gì? Thật ra lúc Tần Xuyên vừa nói thì Lý Vân Tiêu đã tin mấy phần, nếu không lúc trước ở Thiên Thủy Quốc Phi Thanh không thể nào vì hai đệ tử như hắn mà phái Diêu Kim Lương đến, càng đặt phong ấn trong người Mộng Bạch. Tần Xuyên lắc đầu nói, ta cũng không rõ, chỉ biết dị tượng thần thể của Mộng Vũ là một loại huyễn quang kỳ huy, vật bị soi chúng sẽ biến thành hạt tan biến, như hoa ngữ phi tán, siêu khủng bố. Nói đến đi trong mắt Tần Xuyên chất chứa sợ hãi, dường như đã thấy tận mắt. Lý Vân Tiêu nhíu mày lặp lại. Huyễn quang kỳ huy. Lý Vân Tiêu cũng không hiểu ra sao, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Nhưng kỳ lạ, Mộng Linh Chân Quân không biết chuyện này sao? Hiện Mộng Bạch, Mộng Vũ đang ở đâu? Tần Xuyên nói. Mộng Linh Chân Quân ẩn cư tại Thần Đô nhiều năm, không hỏi chuyện đời, ta chưa từng gặp, chỉ nghe một số lời đồn về Mộng Linh Chân Quân. Mộng Vũ, Mộng Bạch bị Vi Thanh khống chế, rất khó đến gần. Theo ta biết thì rất có thể ở Toái Vân Thiên Xuyên. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Toái Vân Thiên Xuyên, đó là ở đâu? Tuy Lý Vân Tiêu không biết rõ ràng thánh vực nhưng cũng hiểu địa khái, hắn chưa từng nghe cái tên Toái Vân Thiên Xuyên. Tần Xuyên nói. Là một chỗ cấm địa trong thánh vực, thuộc về khe nứt không gian, bị dị thủy nong ra hình thành Thiên Xuyên. Trong đầu Lý Vân Tiêu nhớ đến khúc kính thâm u thủy kính. Tần Xuyên nói tới đây thì Lý Vân Tiêu hiểu đại khái Toái Vân Thiên Xuyên chắc cũng giống như hai nơi trên. Lý Vân Tiêu hỏi, Thiên Xuyên kia ở đâu? Tần Xuyên do dự hỏi, ngươi định đi. Lý Vân Tiêu nói, mang Mộng Vũ, Mộng Bạch về là một trong mục đích ta đến thánh vực, dĩ nhiên phải đi rồi. Tần Xuyên thấy một cây kim chỉ nam gia cầm trong tay. Đi theo kim châm này là sẽ đến Toái Vân Thiên Xuyên, ta hy vọng đưa cho ngươi rồi ngươi hãy kêu khúc cung chủ thả quân đình ra. Lý Vân Tiêu nói, người mà ngươi nhớ mãi không quên có lẽ không một giây nào nhớ đến ngươi. Hàn quân đình là thiên tài khoáng thế của thần tiêu cung, tuy tâm kế đáng sợ, hồng nhan trách phạt nàng ta nhưng thật ra cực kỳ yêu quý, sẽ không bị gì. Tuy nhiên khi nào đi ra được thì khó nói, nếu nàng ta không sửa đổi tính tình, thả nàng ta ra bây giờ là hại nàng ấy. Lý Vân Tiêu nói xong vươn tay chộp, cây kim kẹp giữa ngón tay Tần Xuyên rơi vào tay hắn. Lý Vân Tiêu nói từ biệt rồi cùng bàn nghị rời đi. Tần Xuyên ở trong phòng lặng im thật lâu, vẻ mặt tràn đầy suy sụp, dần biến thành đau khổ. Hài nhi của ta, thì ra lý do ngươi bị nguy hiểm là vì Hàn quân đình này. Nàng ta không chỉ có dung nhan tuyệt thế mà trí tuệ cũng siêu tuyệt, rất xứng đôi với ngươi. Giữa hư không chậm rãi hiển hiện một luồng sáng trắng biến thành hình trăng khuyết, từ từ ngưng tụ ra thanh trường kiếm toát ra hơi thở kỳ dị. Phía sau trường kiếm thấp thoáng bóng người mặc trường bào, đao quang sáng rực chiếu ra khuôn mặt Đinh Sơn. Đinh Sơn phất tay áo thu trường kiếm về, khẽ thở dài. May mắn sớm bày cấm pháp ở bên ngoài nếu không đã bị Lý Vân Tiêu phát hiện. Tần Xuyên nói, phụ thân suy tính kỹ càng, lúc trước hài nhi còn coi thường nhưng giờ đã biết lợi hại. Tần Xuyên nghĩ mà run. Đinh Sơn khẽ thở dài. Ai, hiện tại thời cuộc biến đổi lớn, thiên hạ rối loạn. Thánh vực nhìn như cường đại, an toàn nhưng thật ra lung lay trong gió mưa, khiến người thấp thỏm lo âu, đi mỗi một bước đều suy tính kỹ càng. Tần Xuyên chắp tay hành lễ. Hài nhi nghe dậy, thần thông của phụ thân thật lợi hại, tránh thoát được Lý Vân Tiêu tra xét. Nhưng không biết người đi cùng Lý Vân Tiêu là ai, dường như rất lợi hại. Đinh Sơn cười khổ nói. Năng lực của Lý Vân Tiêu hơn ta nhiều, rất đáng sợ. Thanh kiếm trong tay ta có tên là Thế Giới Linh Lạc, dùng mảnh nhỏ chiến trường cổ thần thánh khí ma chủ ngày xưa luyện chế ra, bên trong tự thành một không gian nhỏ nên ta mới tránh thoát một kiếp. Tần Xuyên nhìn bộ dáng Đinh Sơn như sống sót sau tai nạn, giật mình hỏi. Phụ thân e ngại Lý Vân Tiêu đến mức này sao? Ai? Người này đáng sợ nhất không phải thân phận cổ phi dương chuyển thế mà là thiên mệnh không thể sánh bằng. Đinh Sơn ủ rũ nói. Mấy năm nay các sự việc đều bị ta âm thầm tính rõ ràng, chưa bao giờ có cảm giác bất lực như vậy. Có lẽ ta già thật rồi. Tần Xuyên kinh kêu. Phụ thân, nếu Lý Vân Tiêu không thể địch lại vậy chúng ta đừng đối đầu với hắn nữa, nhường thêm ích lợi cho hắn cầu hòa hảo bình an đi. Đinh Sơn nói.
Ngươi tưởng ta không muốn sao? Nhưng ngày xưa ta giết Vũ Văn Bác, lại giết Đinh Bằng. Ta không chỉ là kẻ thù của Lý Vân Tiêu, cũng là kẻ thù của Đinh Linh Nhi, Lý Vân Tiêu sẽ không tha cho ta. Mắt Đinh Sơn lóe sát khí, ác độc nói. Nhưng Đinh Sơn ta cũng không dễ chọc, không là hạng người bó tay chịu trói. Ta còn có cơ hội, hiện tại thời cuộc rối loạn là cơ hội tốt nhất. Dù là người thiên mệnh thì ta cũng phải chém giết hắn dưới thiên mệnh. Tần Xuyên cảm nhận sát khí, khí độc ác trên người Đinh Sơn, sợ hãi nói. Dù thế nào thì Hài Nhi luôn ủng hộ phụ thân, mãi mãi đứng về phía phụ thân. Tốt, thật là nhi tử ngoan của ta. Đinh Sơn thấy rất mừng, hiếm khi mắt lộ ấm áp nói. Vừa rồi ngươi nói Toái Vân Thiên Xuyên là khe nứt không gian, nó đi thông nơi nào? Tần Xuyên sửng sốt, không ngờ Đinh Sơn hỏi cái này. Tần Xuyên trầm ngâm một lúc nói. Hài Nhi cũng không rõ ràng, tóm lại chỗ đó là cấm địa. Lúc trước Hài Nhi và Sư Tôn đi qua vài lần, Sư Tôn rất có hứng thú với Toái Vân Thiên Xuyên kia nhưng nghiên cứu mấy lần đều không có kết quả. Vi Thanh sắp xếp cho tỷ đệ Mộng Vũ ở đó chắc biết được gì. Vi Thanh có hùng tài đại lược, vốn nên là một trong nhân vật chúa tể thiên hạ, tiếc rằng gặp phải Lý Vân Tiêu có vòng sáng thiên hạ, bị chen thành tiểu nhân vật. Đinh Sơn cười khẩy nói. Chắc Vi Thanh không cam lòng gì. Tần Xuyên nghiêm túc nói. Đúng vậy, Vi Thanh có năng lực kinh thiên vĩ đại, tâm kế sâu, thủ đoạn độc ác khiến người sợ hãi. Hài Nhi nằm mơ cũng không ngờ Vi Thanh dám giở trò với hậu nhân Mộng Linh chân quân. Đinh Sơn nói. Những người này ở trong mắt ta đều là quân cờ, chỉ cần đi tốt sẽ trở thành lực lượng đối phó Lý Vân Tiêu. Ta không tin tụ tập lực lượng thiên hạ mà không đối kháng được Lý Vân Tiêu. Tần Xuyên, người hãy nghĩ cách tìm hiểu rõ về Toái Vân Thiên Xuyên, có lẽ điều này liên quan tới một suy đoán cực kỳ quan trọng của ta. Tần Xuyên tò mò hỏi. Là suy đoán gì? Biểu tình Đinh Sơn nghiêm túc nói. Thiên vũ giới có 5 tiên cảnh, thế nhân chỉ biết địa lão thiên hoang, Tu Di Sơn, Yêu Vân Cổ, Lang Hoàng Thiên, không biết trên Lam Tuyết Thánh Thành còn một tiên cảnh thần đô. Tần Xuyên gật đầu nói. Hài Nhi biết nó, thần đô chính là nơi 3 vị đại nhân Mộng Linh chân quân, Vi Vô Nhai, Thiên Chiếu Tử ẩn cư. Đinh Sơn nói. Tư liệu về thần đô rất ít ỏi, mấy năm nay ta góp nhặt nhiều tin tức, cũng từng đi tàng kinh lâu của thánh vực, chỉ được giải rác vài tin. Ta suy đi xét lại nghĩ đến một khả năng. Thần đô vốn cũng không thuộc về Thiên Vũ Đại Lục, chắc hẳn là một phần của địa giới, bây giờ rất có thể là lối vào địa giới. Địa giới? Nam Á kinh ngạc hỏi. Đó là nơi nào? Đinh Sơn nói. Người biết chuyện này vốn ít ỏi nhưng vĩnh sinh chi giới mở ra, các loại lão quái vật ra ngoài, chuyện địa giới không còn là bí mật nữa, cho người biết cũng không sao. Đinh Sơn giải thích tỉ mỉ. Giới lực Thiên Vũ giới thật ra có 2 loại. Một là lực lượng thiên giới, hình thức biểu hiện có diệt thế thần lôi. Thứ hai là lực lượng địa giới, hình thức biểu hiện có hoàng tuyền minh hỏa. Lực lượng minh hỏa dù không bằng thần lôi nhưng là lực lượng đại địa giới ngưng tụ, uy lực vô cùng, có thể diệt vạn cổ. Tần Xuyên ngạc nhiên lắng nghe, ngơ ngác nói, tại sao ta chưa từng nghe Sư Tôn nói qua? Đinh Sơn đáp, trên thiên vũ giới không nhiều người biết chuyện này, phụ thân của ta học rộng hiểu nhiều. Từ một quyển cổ tục biết được việc này. Cuộc chiến phong ma có mấy vị cường giả khoáng cổ tuyệt kim, trong đó có một vị đến từ địa giới, tự xưng là chủ địa giới. Tần Xuyên nói. Nghe phụ thân nói vậy thì trong địa giới chắc ẩn chứa lực lượng rất mạnh, thậm chí có người sinh tồn trong đó. Đinh Sơn lắc đầu nói. Thế thì ta không rõ, nhưng hoàng tuyền minh hỏa là có thật. Khác với diệt thế thần lôi là thiên ngạo tùy tính tụ lại. Hoàng tuyền minh hỏa có thể kéo dài bất diệt, sinh sôi không dứt mãi mãi tồn tại trong địa giới. Đinh Sơn mắt lóe tia sáng lạnh nói. Chỉ cần ta có được hoàng tuyền minh hỏa, trở thành chủ địa giới là có thể khắc chế, giết Lý Vân Tiêu. Qua một lúc Tần Xuyên mới phản ứng lại. Ta hiểu rồi, ý của phụ thân là rất có thể Toái Vân Thiên Xuyên là khe nứt giữa địa giới và Thiên Vũ Đại Lục. Nhưng Sư Tôn đã tra xét mấy lần. Vi Thanh nghiên cứu nơi này lâu dài nhưng không có tiến triển thực chất gì, ta sợ việc này quá xa vời. Không, chắc chắn Vi Thanh có tình báo. Đinh Sơn cực kỳ tự tin nói. Vi Thanh cho tỷ đệ Mộng Vũ tu luyện trong Toái Vân Thiên Xuyên chắc chắn vì phát hiện ra cái gì. Ta thậm chí nghi ngờ Huyễn Quang Kỳ Huy trên người Mộng Vũ liên quan tới lực lượng địa giới. Tần Xuyên kinh kêu.
bây giờ Lý Vân Tiêu đi Toái Vân Thiên Xuyên có khi nào sẽ trước tiên có được cái gì không? Ninh Sơn sửng sốt, buồn cười nói. Làm gì dễ vậy, nếu thiên mệnh cường đại như vậy, Lý Vân Tiêu vừa đi liền có lực lượng địa giới thì phụ thân còn đấu với hắn làm gì, quỳ xuống mặc hắn chém cho rồi. Tần Xuyên cười ngại ngùng nhưng trong mắt vẫn chất chứa lo âu. Kẻ thù của Đinh Sơn là kẻ thù của Tần Xuyên, ai gặp kẻ địch như Lý Vân Tiêu đều khó thoải mái trong lòng. Đinh Sơn nói, trong thiên vũ giới ít người biết về địa giới, nhưng đám lão quái vật trong vĩnh sinh chi giới e rằng khá nhiều người hiểu biết. Lực lượng của chúng ta còn rất yếu, dù là vĩnh sinh chi giới, hay thiên vũ minh, thánh vực hóa thần hải đều không phải kẻ hù, chỉ có thể sinh tồn trong kẽ hở, tùy thời lớn mạnh bản thân. Tần Xuyên gật đầu nói, hài nhi hiểu. Hai phụ tử cảm thấy không khí hơi nặng nề, sau đó tâm sự vài chuyện thoải mái rất là vui vẻ. Lý Vân Tiêu, bàn nghị rời đi, theo kim chỉ nam hướng tới Toái Vân Thiên Xuyên. Dọc đường đi thỉnh thoảng có chấp pháp giả của thánh vực, Lý Vân Tiêu, bàn nghị đưa ra bằng xem cuộc chiến của Thiên Ưng Thần Miếu, thuận lợi thông qua. Bàn nghị mở miệng hỏi. Một Lý Vân Tiêu ngày nữa là vũ quyết bắt đầu, chúng ta không đi xem sao? Lý Vân Tiêu nói. Chờ xem tình huống đi, nếu thời gian cho phép sẽ nhìn một cái, nhưng xem xong chắc chắn ngươi sẽ thất vọng. Bàn nghị lặng im. Ngươi không lừa ta. Lý Vân Tiêu xấu hổ nói. Nếu có cơ hội chắc chắn ta sẽ mang ngươi đi tham quan. Vẻ mặt bàn nghị tràn đầy kiên cường, tin tưởng. Được, ta tin ngươi. Hai người không dám bay quá nhanh tránh cho người thánh vực chú ý. Hơn nửa canh giờ sau ra khỏi chủ thành thánh vực, Lý Vân Tiêu. Bàn nghị đi tới mảnh đất hoang vắng. Không gian phía trước dao động nhẹ, hai vũ giả giáp vàng xuất hiện, tay cầm giáo dài chặn đường Lý Vân Tiêu, bàn nghị. Một người vẻ mặt cảnh giác quát to. Đằng trước là cấm địa hoang vu của thánh vực, không có thủ dụ từ chấp chính ti không ai được phép đi vào. Lý Vân Tiêu hỏi. Xin hỏi vị đại ca này đằng trước là Toái Vân Thiên Xuyên. Hai người hoàn toàn biến sắc mặt, chiến qua hô một cái nhắm ngay Lý Vân Tiêu. Hét lên. Ngươi là ai? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Nhìn bộ dáng của hai vị thì đúng rồi. Rất tốt, Tần Xuyên không lừa ta. Mắt phải Lý Vân Tiêu hơi đỏ lên, dị lực hiện ra. Hai thủ vệ người khẽ run, khuôn mặt đần độn ngơ ngác đứng như kẻ ngốc. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm. Hai vị đại ca hãy nghỉ ngơi thả lỏng chút đi, lát nữa tỉnh lại sẽ không nhớ ta từng đến. Lý Vân Tiêu. Bàn nghị theo kim chỉ nam bay tới trước. Mấy trăm dặm sau, phong cảnh hoang vắng xuất hiện một hồ nước xanh thẳm. Khác với bốn phía hoang vu là hồ nước này bốc khói mông lung, linh khí đậm đặc trực tiếp hóa dịch, so với chủ thành thánh vực chỉ hơn chứ không kém. Khịt khịt, lỗ mũi bàn nghị nhúc nhích mấy cái. Hình như hồ nước này có độc. Con người Lý Vân Tiêu co rút, thần thức quét mặt hồ. Hồ rất rộng, có mấy dòng chảy từ nguồn nào đó tụ lại chảy vào đây. Hồ nước có gì đó lạ lùng, thần thức cường đại của Lý Vân Tiêu chỉ thăm dò sâu chừng mấy chục trượng, khó thể tiến thêm nữa. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Đây là Toái Vân Thiên Xuyên sao? Cảm giác rất giống với Thâm U Thủy Kính, Hà Khúc Thông U. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Nếu mỗi một thủy kính là khe nứt không gian, vậy Hà Khúc Thông U phía sau cánh cửa cấm chế của Mai Gia đi thông không gian nào? Toái Vân Thiên Xuyên lại đến không gian nào? Lúc trong cấm địa Mai Gia, bên dưới thủy ký anh đằng sau cánh cửa dựng một tấm bia, viết bốn chữ Hà Khúc Thông U. Lý Vân Tiêu cảm nhận nỗi sợ hãi khôn cùng từ trong tấm bia, bên trong có càn khôn gì đó. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, nếu có thời gian phải đi Mai Gia một chuyến, thăm dò thủy kính đó thêm lần nữa. Với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu tự phụ có thể đi bất cứ đâu trong thiên hạ này. Lý Vân Tiêu bay lên cao nhìn mặt hồ không ngừng bốc hơi nước. Rồi dám có nên xuống không? Mộng Vũ, Mộng Bạch không ở chỗ này sao? Hay bọn họ ở dưới thủy kính? Dù sao khói độc mạnh mẽ bốc lên tuy không thể bị thương Lý Vân Tiêu nhưng làm hắn cực kỳ khó chịu. Lý Vân Tiêu bực bội thầm nghĩ. Nếu sớm biết thế này đã mang Bắc Quyến Nam Tơi, tại đây thân hình của hắn sẽ phục hồi nhanh hơn. Đột nhiên từ phía sau vang tiếng cười quái dị. Ha ha ha, Toái Vân Thiên Xuyên rốt cuộc ta tìm được rồi. Bì bõm. Tiếng xuống nước, một người áo đen lội xuống hồ, đứng bên dưới sau lưng Lý Vân Tiêu, bàn nghị. Lý Vân Tiêu, bàn nghị xoay người lại nhìn. Nam nhân áo đen khuôn mặt gầy gò, cằm hơi nhọn,
mặt trắng không chút máu, hốc mắt hõm sâu. Lý Vân Tiêu hỏi, các hạ là? Nam nhân phất tay nói, các ngươi gọi ta là Chiêm Thần được rồi. Lý Vân Tiêu thì thào đọc lại mấy lần. Chiêm Thần. Lý Vân Tiêu cảm thấy rất xa lạ, thân thể người này toát ra khí thế cực mạnh, không phải hạng người bình thường. Người đến được đây thì làm sao bình thường được, cộng thêm thân hình gầy nhom của người áo đen như nhiều năm chưa thấy ánh mặt trời, hơn phân nửa là người chạy ra từ Vĩnh Sinh chi giới. Chiêm Thần nói, nếu đã đến Toái Vân Thiên Xuyên thì chắc chung một mục đích. Ta thấy thực lực của hai vị không tầm thường, chúng ta có thể suy xét hợp tác với nhau. Hợp tác? Lòng Lý Vân Tiêu máy động, hắn nghe ra có tình huống, tuy vẫn không quá rõ ràng. Lý Vân Tiêu âm thầm thăm dò. Hợp tác như thế nào? Bảy Thiên Chiếu Tử nói. Đương nhiên là giúp đỡ lẫn nhau, kết thành đồng minh. Lý Vân Tiêu càng tò mò hơn, chỗ quái quỷ này chẳng lẽ có nguy hiểm hay báu vật gì mà cần kết thành đồng minh? Nhưng Lý Vân Tiêu không tiện nói rõ, mình hoàn toàn không hiểu gì, làm bộ bí hiểm nói. Kết minh, các hạ hãy nói lý do kết minh với các hạ xem. Nếu có thể khiến ta động tâm thì có lẽ sẽ suy xét lại. Chiêm Thần bật cười nói. Còn cần lý do gì nữa? Hay các hạ cho rằng dựa vào hai người là sẽ có được Hoàng Tuyền Minh Hỏa? Buồn cười quá. Lý Vân Tiêu giật nảy mình. Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu không biết đó là vật gì nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Lý Vân Tiêu hỏi. Chẳng lẽ cộng thêm các hạ thì có thể lấy được? Chiêm Thần nói. Có nắm chắc lớn hơn rất nhiều. Không phải ta thổi phồng, ta nghiên cứu địa giới hơn xa hai người. Địa giới, đó là cái gì? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, xem ra nơi này che giấu nhiều bí mật. Lý Vân Tiêu làm bộ khinh thường nói. Vậy sao? Ta rất muốn biết làm sao hơn xa hai người chúng ta. Chiêm Thần cười khẩy nói. Hai người muốn tay không bắt sói lừa thành quả nghiên cứu của bổn tọa sao? Lý Vân Tiêu làm bộ dáng nắm chắc trong tay. Ngươi nói kiểu gì, người có thể đến đây thì ai chẳng phải hiểu rõ sâu sắc. Lý Vân Tiêu tỏ ý nghi ngờ. Dường như ta chưa từng thấy các hạ trong thiên vũ giới, hay các hạ đến từ Vĩnh Sinh chi giới. Chiêm Thần cười tủm tỉm. Coi như người có ánh mắt, bổn tọa đúng là đến từ Vĩnh Sinh chi giới. Ngày xưa ta gần như sắp mở cánh cửa địa giới, tiếc rằng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lần này dù thế nào cũng phải thành công. Lý Vân Tiêu chắp tay xin thỉnh giáo. Về địa giới thì hai ta bỏ thời gian rất lâu mới được ít ỏi chút tin tức, không biết rõ về nó. Nếu các hạ đã là tiền bối trong Vĩnh Sinh chi giới, chắc nắm giữ tin tức trên hai ta, mong hãy giảng dạy kỹ càng hơn. Chiêm Thần nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nói. Các ngươi, chắc không phải không biết gì đi. Ha ha ha, sao có thể? Lý Vân Tiêu cười to bảo. Nếu không biết gì thì làm sao chúng ta đến Toái Vân Thiên Xuyên được? Chiêm Thần nói. Vậy ngươi nói tất cả chuyện liên quan địa giới cho bổn tọa nghe. Bốn phía tĩnh lặng, không một tiếng động, chỉ có hơi nước mông lung trải rộng mặt hồ làm khuôn mặt Lý Vân Tiêu hơi âm trầm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Các hạ muốn thăm dò tư liệu của ta. Chiêm Thần suýt hộc máu, tức giận bật cười nói. Ha ha ha, ta mà thăm dò tư liệu của ngươi. Sao ngươi không lên trời đi, cho ngươi chức thoán thiên hầu chịu không? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Thái độ kiểu các hạ còn mong chúng ta hợp tác, các hạ chơi một mình đi. Lý Vân Tiêu phất tay áo xoay người, phất lờ Chiêm Thần. Với kinh nghiệm của Lý Vân Tiêu biết rằng Chiêm Thần sẽ cầu khẩn. Nếu Chiêm Thần có nắm chắc thì ngay từ đầu đã không yêu cầu kết minh. Hiện giờ Lý Vân Tiêu rất tò mò, hắn muốn biết địa giới, Hoàng Tuyền Minh Hỏa là vật gì. Được rồi, nếu hai vị đã nói vậy thì ta sẽ lấy một tin tức ra chia sẻ. Chiêm Thần biến sắc mặt mấy lần, do dự nhiều lần sau đó nói. Hơn 4 vạn năm trước, bổn tọa đã. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Khoan! Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn đằng trước Chiêm Thần, lạnh lùng nói. Các hạ đã đến chắc cũng vì địa giới, Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Hãy ra mặt đi. Chiêm Thần hoàn toàn biến sắc mặt, gã luôn hết sức cẩn thận nhưng không phát hiện phía sau có người, Lý Vân Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Chiêm Thần giật mình, hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu, sau đó quay người đi chừng đằng trước. Ủa, sao ngươi nhìn thấu ta được? Không thể nào. Trong không gian đó một người chậm rãi hiện ra, biểu tình tràn đầy ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Chiêm Thần sắc mặt âm trầm nói. Ngươi bám theo ta. Ha ha ha, trong toái Vân Thiên Xuyên này ta đã tắm rửa không dưới 100 lần, có cần theo đuôi ngươi không? Người đó lạnh lùng cười. Xem bộ dáng của ngươi thì ngày xưa chắc không phải người trong thánh vực, hơn phân nửa là lén lút đến đúng không? Lý Vân Tiêu, Chiêm Thần giật mình kêu lên. Ngươi là người trong thánh vực. Đương nhiên. Người đó mặt lạnh lùng vươn tay chỉ 3 người, lạnh lùng nói. Các ngươi xem như ăn trộm bên ngoài vào đúng không? Ha ha ha, đừng ăn nói khó nghe vậy. Lý Vân Tiêu cười khẽ. Chẳng lẽ toái Vân Thiên Xuyên ở trong thánh vực thì thuộc quyền sở hữu của thánh vực sao? Dựa vào cái gì nói chúng ta là trộm? Sông này là các người tạo sao? Hay Hoàng Tuyền Minh Hỏa là các người tạo ra? Nói thẳng ra thánh vực các ngươi mới là trộm, đem thứ thuộc về người trong thiên hạ biến thành của riêng mình. Đúng, nói có lý. Chiêm Thần hùa theo. Ta luôn suy nghĩ vấn đề này, dựa vào cái gì thánh vực có thể nắm giữ lối vào địa giới? Các ngươi mới là trộm. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ. Người kia cười khẩy nói. Dựa vào cái gì, đương nhiên là bằng vào nắm tay. Thánh vực mạnh nhất thì tất nhiên muốn gì có nấy, lối vào địa giới không ở trong thánh vực chứ chẳng lẽ ở nhà của ngươi sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ha ha, nói không sai, ta tán đồng. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen. Dựa vào nắm tay là chính, giờ 3 chúng ta ở đây cũng dựa vào nắm đấm luôn. Nếu các hạ không phục thì dùng nắm đấm nói chuyện đi, còn không dám thì ngoan ngoãn câm miệng lại. Người đó ngây ra, bị đối phương dùng lời của mình gậy ông đập lưng ông á khẩu. Về nắm tay thì, nếu trước mắt là 3 tép diêu thì gã đã tiêu diệt sạch, chứ không phải ẩn núp giờ lộ mặt nói rông dài. Hừ, bổn tọa không tranh luận vô vị với các ngươi, nếu 3 vị là người có ý thì hãy nói về địa giới này đi. Người đó nhìn Chiêm Thần. Mới nghe nói trong tay ngươi nắm giữ nhiều tư liệu, hay là mọi người cùng nhau giao tâm, cùng chung tư liệu, cùng nhau tính toán. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hai chúng ta đồng ý. Lý Vân Tiêu và Bàn Nghị không có tư liệu nên vui vẻ đồng ý. Chiêm Thần do dự chần chừ, trầm ngâm suy tư. Người đó nói. Bổn tọa là Bí Đình Phong, từng là chấp chính ti trong thánh vực, về mặt này chỉ có mạnh hơn ngươi chứ không yếu, đừng lo ta chiếm lợi từ ngươi. Dường như Chiêm Thần có nghe nói về người này, giật mình kêu lên. Ngươi chính là Bí Đình Phong. Lý Vân Tiêu loáng thoáng có nghe tên này nhưng không ấn tượng gì, dù sao 10 vạn năm qua thánh vực ra nhiều chấp chính ti. Trừ Diệp Nam Thiên cái thế vũ đế thì Lý Vân Tiêu không nhớ nhiều. Bí Đình Phong tặc lưỡi. Xem ra ngươi còn nhận được bổn tọa. Chiêm Thần gật đầu nói. Đúng vậy, ta còn cố ý tra xét tư liệu của ngươi cũng vì chuyện địa giới. Nhiều tư liệu đều là suy luận từ vài câu ngươi để lại. Nếu là ngươi thì ta vô cùng đồng ý hợp tác. Ha ha ha, không ngờ còn có người nhớ tên lão phu, chậc chậc, rát vui mừng. Tâm tình Bí Đình Phong rất tốt nói. Cánh cửa địa giới mở ra không đơn giản như các ngươi tưởng tượng, sơ sẩy một cái vời ra yêu vật ở bên trong thì rắc rối. Ngày xưa ta thả đi vĩnh sinh chi giới cũng không dám mạo hiểm thử một lần. Lý Vân Tiêu lấy làm lạ hỏi. Vậy tại sao bây giờ thì dám? Ai nói bây giờ ta dám? Bí Đình Phong trừng Lý Vân Tiêu, mắt nhìn hồ nước. Kịch ô ộc trong hồ nước chảy ra từ địa giới, độc tính mạnh hơn ngày xưa gấp mấy ngàn lần. Xem ra Hoàng Tuyền Minh Hỏa không chịu được cô đơn, muốn ra khỏi địa giới. Chiêm Thần giật nảy mình, hoảng sợ hỏi. Lửa đó sẽ tự mình ra được. Bí Đình Phong cười nói. Ai biết được, ta cũng chưa từng đi địa giới. Nghiên cứu về lửa này chỉ có trong tư liệu, mặt lý luận. Nhưng 4 vị thống lĩnh trong cuộc chiến phong ma ngày trước có một người hiện là chủ Hoàng Tuyền Minh Hỏa, tự xưng là chủ địa giới, cường giả đỉnh giới vương cảnh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Giới vương cảnh. Lý Vân Tiêu biết ngày xưa có 4 vị cường giả giới vương cảnh, trừ giới thần, diễn thần ra còn có Lâm Hoàng của Vạn Yêu, không ngờ hôm nay được nghe đến vị thứ 4 lại là chủ địa giới gì đó. Bàn Nghị biến sắc mặt. Rất giật mình, bởi vì Lý Vân Tiêu từng nói với Bàn Nghị là giới vương cảnh đối ứng thánh thể. Bàn Nghị vẽn tai lắng nghe. Chiêm Thần liếm môi cười nói. Muốn luyện chế Hoàng Tuyền Minh Hỏa hoàn toàn là điều không thể, nhưng chỉ cần được một ít cảm ngộ giới lực, không dám mơ giới vương cảnh, tạo hóa cảnh thì còn trong tầm tay. Xin đại nhân hãy mang chúng ta cùng đi thăm dò. Vẻ mặt Chiêm Thần tràn đầy chân thành và khát vọng. Nhưng Bí Đình Phong cười nói.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù thật sự muốn vào địa giới cũng phải đi vào từ thần đô, Toái Vân Thiên Xuyên chỉ là khe nứt không gian chỉ tiêu dùng để quan sát lực lượng địa giới biến đổi. Lam Tuyết Thánh Thành hừ mạnh. Ai chẳng biết phải từ thần đô đi vào, nhưng thần đô bị thánh vực các người bá chiếm 10 vạn năm, người ngoài như chúng ta làm gì có phần. Chỉ đành tìm cách đi từ trong khe nứt này. Lý Vân Tiêu lòng máy động lên tiếng. Hay nước trong Toái Vân Thiên Xuyên là chảy từ thần đô ra. Bí Đình Phong, Chiêm Thần lấy làm lạ liếc Lý Vân Tiêu như đang nói, thứ thưởng thức như vậy mà ngươi không biết sao. Lý Vân Tiêu lúng túng cười xòa. Ta chỉ nghe ít tin đồn về địa giới, Hoàng Tuyền Minh Hỏa, không biết nhiều tình hình cụ thể tỉ mỉ. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Ta nghe các ngươi nói chuyện liên quan địa giới lâu như vậy, coi như, nghe qua, không lừa các ngươi. Chiêm Thần nổi giận mắng. Ngươi quả nhiên là tay mới, bổn tọa suýt bị ngươi lừa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc Chiêm Thần, hừ mũi. Tay mới thì sao, các hạ nói chuyện thật khó nghe, ai không từng là tay mới. Chẳng lẽ ngươi bẩm sinh liền biết địa giới, Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Chiêm Thần sửng sốt, không biết phản bác câu này thất nào. Chiêm Thần phất ống tay áo dài hừ mạnh, không thèm để ý tới. Ha ha ha, vị tiểu hữu này nói rất có lý. Bí Đình Phong cười khẽ. Với thực lực của tiểu hữu thì biết chuyện thần đô cũng không sao. Nhưng ta thấy Toái Vân Thiên Xuyên còn chưa chín muồi thời cơ, bây giờ có vào cũng uổng công. Chiêm Thần vội hỏi. Vậy khi nào vào mới là thời cơ chín muồi? Bí Đình Phong chỉ cười không nói, sẽ không dễ dàng lộ ra tin tức quan trọng như vậy. Chiêm Thần hừ mũi. Có gì ghê gớm, chắc chắn thời cơ sẽ không quá lâu. Cùng lắm ta đợi tại đây. Chờ 4 vạn năm rồi thì ngại gì chút thời gian này. Bí Đình Phong lạnh lùng cười. Dù đợi thời cơ đến thì thánh vực sẽ cho ngươi vào thần đô sao? Ha ha ha, nực cười. Chiêm Thần cười phá lên. Với lực lượng hiện tại của thánh vực làm sao ngăn ta được? Bí Đình Phong thành thật nói. Không ngăn được. Bí Đình Phong đổi đề tài, lạnh lùng nói. Nhưng nếu Đảo Huyền Ly tiếp quản thánh vực thì sao? Đảo Huyền Ly tiếp quản thánh vực. Lý Vân Tiêu, Chiêm Thần rất ngạc nhiên, biểu tình hoảng sợ. Bí Đình Phong cười to bảo. Ha ha ha, ta chỉ nói vậy thôi, xem bộ dáng sợ hãi của các ngươi kìa. Biểu tình Bí Đình Phong bình tĩnh nói. Đảo Huyền Ly thật sự muốn tiếp quản thánh vực, trong đảo có nhiều cường giả từng đi thánh vực. Nhưng dù sao thời gian đã lâu, sợ sinh ra xung đột nên đề nghị này bị đè xuống. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Ngươi là người của Đảo Huyền Ly. Bí Đình Phong cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy. Sắc mặt Chiêm Thần hơi khó xem, trở nên kiêng dè. Bí Đình Phong nói. Ba vị đừng như vậy, nếu muốn có được ích lợi Hoàng Tuyền Minh Hỏa thì hoàn toàn có thể tham gia vào Đảo Huyền Ly, chờ thời cơ chín muồi thì chúng ta trực tiếp đi vào từ thần đô chẳng phải rất tốt sao? Chiêm Thần cười lạnh nói. Nếu muốn vào Đảo Huyền Ly thì 4 vạn năm trước bổn tọa đã tham gia. Sẽ không chờ tới bây giờ. 4 vạn năm còn không tham gia, hiện tại sẽ vào sao? Các hạ không cần xúi dục ta. Đầu óc Lý Vân Tiêu xoay chuyển nhanh, hắn quan tâm vấn đề khác. Vậy hiện tại Đảo Huyền Ly có thái độ thế nào với thánh vực, thậm chí là thế lực các phương thiên vũ giới? Bí Đình Phong khen ngợi nhìn Lý Vân Tiêu. Ngươi rất quan tâm chuyện thiên hạ, thái độ của Đảo Huyền Ly đối với thánh vực là hợp tác chứ không phải khống chế. Dù sao Đảo Huyền Ly rời thế gian quá lâu, không rõ ràng thế cục hiện thời, cần có thánh vực giúp đỡ. Thực lực thánh vực không đủ, khó mà khống chế đại cục nhưng vẫn cần lấy Đảo Huyền Ly làm chính. Lý Vân Tiêu nói, đảo chủ Diệp Kình Vũ có thể nghĩ cách liên hợp mà không phải ỷ lớn hiếp nhỏ thật là đáng quý, các hạ có nghe qua Thiên Vũ Minh không? Bí Đình Phong nói, là đồng minh gần đây nổi lên lại có vài địa phái siêu lớn hợp tác. Có nghe nói qua. Xê truyền hùng cứ Nam Vực, hơn nữa. Bí Đình Phong mắt lóe tia sáng lộ vẻ khát vọng, hưng phấn nói. Hơn nữa nghe nói khống chế lực lượng quy tắc thập phương, tràn ngập cơ hội thành thần. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nghe coi như chính xác, ta nghe đồn Thiên Vũ Minh phong tỏa quy tắc thập phương không cho ra Nam Vực, muốn thành thần nhất định phải tham gia Thiên Vũ Minh, không biết Đảo Huyền Ly có cách nhìn thế nào. Không tham gia vào Thiên Vũ Minh thì không thể thành thần. Ha ha, thật là chuyện cười lớn nhất thế giới. Bí Đình Phong cười nhạt. Chắc liên minh này sẽ không tồn tại được lâu,
không nói đến quần hùng thiên hạ nổi lên tấn công, dù đảo Huyền Ly đứng ngoài mặc kệ việc này thì những lão quái vật khác sẽ đồng ý sao? Thiên Vũ Minh đối địch với thiên hạ, chỉ số thông minh của vị minh chủ kia thật đáng thương. Lý Vân Tiêu trầm ngâm giây lát, nói. Ta muốn biết thái độ của đảo Huyền Ly đối với Thiên Vũ Minh, mắt Bí Đỉnh Phong hấp háy tia sáng. Hay Tiểu Hữu là người của Thiên Vũ Minh? Lý Vân Tiêu không phủ nhận, gật đầu. Đúng vậy. Bí Đỉnh Phong sửng sốt, cười nói. Ha ha ha, hèn gì. Nhưng cách nói vừa rồi của Tiểu Hữu rất buồn cười. Xin hãy khuyên quý minh chủ tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch này. Thái độ của đảo Huyền Ly đối với Thiên Vũ Minh thì cũng là liên hợp. Tôn chỉ của đảo Huyền Ly là không phá vỡ cân bằng thế lực Thiên Vũ giới hiện có, ban đầu thế nào thì hiện tại thế ấy, liên hợp tất cả lực lượng có thể hợp sức cùng nhau ứng đối ma kiếp sắp đến. Lý Vân Tiêu khen, quý đảo chủ quả nhiên có hùng tài đại lược. Bí Đình Phong gật đầu nói, đảo chủ đại nhân tự nhiên là khỏi nói rồi, nhưng đây chỉ là thái độ bước đầu. Nếu quý minh phong tỏa quy tắc thập phương sợ sẽ là có tình huống khác. Lý Vân Tiêu nói, ta hiểu. Tuy rằng vấn đề vô cùng hóc búa, không lâu sau đảo Huyền Ly sẽ có hành động đối phó Thiên Vũ Minh nhưng Lý Vân Tiêu lại có ấn tượng khá tốt với đảo Huyền Ly, Diệp Kình Vũ. Ít ra trước khi ma kiếp đảo Huyền Ly có lực lượng cực kỳ cường đại, còn rất đáng tin. Nếu Diệp Kình Vũ xác nhận con người Diệp Kình Vũ, quyết tâm của đảo Huyền Ly thì Lý Vân Tiêu có thể đơn độc ngoại lệ với đảo Huyền Ly, cho cường giả trên đảo đi thành Viêm Vũ. Còn về Thần Đô, Bí Đình Phong trầm tư nói. Ta nghĩ đảo chủ đại nhân nhất định sẽ suy xét. Chiêm Thần lạnh lùng cười. Sẽ suy xét, e rằng Diệp Kình Vũ đã định độc chiếm Hoàng Tuyền Minh Hỏa đúng không? Bí Đình Phong thản nhiên nói. Hoàng Tuyền Minh Hỏa là lực lượng địa giới, sao có thể nói độc chiếm liền có thể? Mấy thứ này đều có linh tính, không có cơ duyên thì không lấy được. Chiêm Thần trách mắng. Đừng lấy chuyện cơ duyên ra lừa người. Các ngươi không mở Thần Đô thì chúng ta thậm chí không có cơ hội thấy Hoàng Tuyền Minh Hỏa, nói gì đến cơ duyên. Bí Đình Phong lộ vẻ khó xử. Cái này, cơ duyên là một trong thiên đạo, ta làm sao biết? Đừng lừa phỉnh chúng ta. Biểu tình của Chiêm Thần lạnh băng, vươn tay đòi. Mau đưa tất cả tư liệu liên quan địa giới cho ta. Bí Đình Phong xòe tay làm vẻ bất đắc dĩ. Ha ha ha, nếu không tin lời của ta thì coi như ta chưa hề nói. Xuống toái Vân Thiên Xuyên sẽ ấy phần cơ duyên vào địa giới, Chiêm Thần tiên sinh cứ thử xem. Chiêm Thần sinh ra ác ý, cầu viện Lý Vân Tiêu. Vị bằng hữu này, chúng ta cùng nhau bắt giữ Bí Đình Phong đi. Trong tay hắn chắc chắn có tư liệu Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu nói, ta tin tưởng Bí Đình Phong đại nhân, nếu Bí Đình Phong đại nhân nói chưa phải là thời cơ thì chắc chắn là vậy. Mắt Bí Đình Phong lộ tia ngạc nhiên, nhưng càng nghiền là khen ngợi. Chiêm Thần giận dữ nói. Chờ thời cơ tới thì ngươi còn có cơ hội không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. À, câu này nói rất có lý. Vậy Chiêm Thần đại nhân định làm thế nào? Mắt Chiêm Thần lóe tia sắc bén, dứt khoát nói. Vào toái Vân Thiên Xuyên, cưỡng ép phá ra khe nứt, mở lối vào địa giới. Bí Đình Phong kinh kêu. Không được, nếu làm như vậy sẽ khiến hai không gian chấn động, sơ sẩy một cái là thánh vực cũng bị liên lụy. Chiêm Thần lạnh lùng nói. Thánh vực bị liên lụy thì liên quan gì ta? Lúc có lợi thánh vực các ngươi cũng không nghĩ đến ta thì tại sao ta cần biết chết sống của thánh vực các ngươi? Vị bằng hữu này, thời cơ không thể mất, mất rồi là không đến nữa. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu do dự, hắn ngần ngừ vì chuyện mộng vũ, mộng bạch, không biết có trùng hợp ẩn bên trong toái Vân Thiên Xuyên không? Mặt Bí Đình Phong lạnh băng chỉ vào Chiêm Thần, bộ dạng sai khiến, cao cao tại thượng. Lời Chiêm Thần tiên sinh nói khiến người khó chịu, nếu vậy thì ta từng là chấp chính thì buộc phải ngăn cản Chiêm Thần tiên sinh lại. Chiêm Thần nhìn Lý Vân Tiêu, sốt ruột nói. Còn lo lắng gì nữa? Ba người chúng ta hợp sức lập tức bắt hắn lại rồi xé rách toái Vân Thiên Xuyên, cưỡng ép vào địa giới. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, có quyết định. Ta không hứng thú chuyện giữa các ngươi, còn địa giới và Hoàng Tuyền Minh Hỏa thì ta định tự mình đi xuống xem. Lý Vân Tiêu chỉ hồ nước. Bay người lặn xuống, phá vỡ mặt hồ lặn xuống dưới. Bàn nghị theo sau ngay, hai người rất nhanh biến mất trên mặt hồ mắt thường trông thấy. Chiêm Thần, Bí Đình Phong ngẩn ngơ. Bùm bùm. Hai người liên tiếp nhảy vào trong hồ, đuổi theo. Dưới mặt hồ thần thức bị ức chế dữ dội,
Lý Vân Tiêu chỉ có thể thăm dò phạm vi trăm trượng, không xa bằng mắt thường trông thấy. Đây còn là vì Lý Vân Tiêu có Nguyệt Đồng, vũ giả bình thường chỉ nhìn được phạm vi mấy chục trượng. Hồ nước trừ kịch độc ra không có gì khác lạ. Lý Vân Tiêu nhanh chóng lặn xuống, rất nhanh cảm nhận hai người đuổi theo phía sau. Lý Vân Tiêu phớt lờ bọn họ, bơi tới trước không mục đích. Lý Vân Tiêu giật mình thầm nghĩ. Loại cảm giác này rất giống với Hà Khúc Thông U, hay hai con sông này là cùng một cái. Lúc quan sát trên mặt hồ có 5 dòng chảy tụ lại, có thể thấy dòng chính rất dài, loại suy đoán này rất có thể. Hơn nữa dưới tấm bia viết Hà Khúc Thông U trấn áp lực lượng cực kỳ khủng bố, bây giờ Lý Vân Tiêu ngẫm lại còn run sợ, chẳng lẽ là lực lượng địa giới. Các loại suy nghĩ đan xen trong đầu, Lý Vân Tiêu hận không thể lập tức đi mai ra, lại đến con sông kia. Đột nhiên trong vực nước u ám đằng trước tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng như ngọn đèn leo lét qua khung cửa sổ, mờ tối mà u minh. Con người Lý Vân Tiêu co rút bơi theo luồng sang, ép. Đến gần hơn, ánh sáng từ một vòng tròn biến to cỡ bánh xe. Lý Vân Tiêu thế mới phát hiện ánh sáng dường như là các loại tinh thể nhỏ tụ hợp lại với nhau. Chợt con người Lý Vân Tiêu nở to, các tinh thể phát ra tiếng nho nhỏ, tuy không nghe được nhưng có cảm ứng rất mạnh. Quả nhiên bánh xe bỗng biến to mấy vòng, tất cả tinh thể như tự biến sáng lên, không ngừng tự sáng lên, khuếch tán ra ngoài nhẹ nhàng như mưa hoa. A, à, Lý Vân Tiêu xoe tròn mắt như chuông đồng, những tinh thể tán đi lộ ra một người bên trong, váy dài phấp phới, mái tóc như tơ, là một băng mỹ nhân. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Mộng Vũ. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hóa thành lôi quang bơi nhanh trong nước, thoáng chốc đến bên cạnh nàng. Bàn Nghị nhíu mày đi theo. Hai người mới dừng lại thì Mộng Vũ mở mắt ra, mắt sáng như sao không dính bụi trần. Lý Vân Tiêu lại kêu lên. Mộng Vũ, người trước mắt bộ dáng giống với trong học viện Già Lam trong trí nhớ. Lúc trước là nụ hoa chưa nở giờ hơi mở ra, đào phun đan hà, lê hoa như tuyết. Khuôn mặt thanh tú của Mộng Vũ cau mày liễu, hai tay kết ấn trước mặt vỗ tới. Lòng Lý Vân Tiêu trùng xuống, hắn hiểu ngay Mộng Vũ giống như Mộng Bạch, bị vi thanh thi thuật không hề nhớ hắn. Ấn ký kia không mạnh nhưng lúc đánh ra thì ánh sáng không ngừng phản chiếu như có đóa hoa kỳ lạ nở rộ trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu nhớ lời Tần Xuyên nói, và những đốm sáng vừa rồi thấy, lòng thầm cảnh giác. Tay phải Lý Vân Tiêu vạch vòng tròn trước mặt kết ra một vòng sáng. Vòng sáng như vòng khói to ra, hồ nước bị áp lực phát ra tiếng rền rĩ chảy hướng huyễn quang. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật nảy mình, phát hiện vầng sáng của mình bị huyễn quang đông lại. Bùm một tiếng tan biến. Huyễn quang lại chiếu tới. Thú vị. Lý Vân Tiêu kinh ngạc giây lát sau liền lấy lại bình tĩnh, khóe môi cong lên nụ cười. Lý Vân Tiêu vươn tay chộp, giới thần bi lập tức bay đi, tỏa ra lực lượng thế giới như bánh xe ầm ầm vọt lên bắn vào trong huyễn quang. Tuy huyễn quang kỳ dị nhưng Lý Vân Tiêu không tin có thể tinh hóa giới thần bi, nếu không giới thần bi làm sao là thiên thánh khí. Giới thần bi chui vào huyễn quang. Bề mặt kêu răng rắc không ngừng kết một lớp tinh bích, lực lượng thế giới hoàn toàn bị ức chế biến mất. Cái này! Giờ Lý Vân Tiêu mới hết hồn, lùi lại 3 bước. Tay phải Lý Vân Tiêu đánh ra kiếm thương chảm hồng, 7 băng sát tâm diễm lần lượt hiện ra, nở như đóa sen. Tay trái bay lên một đoàn sáng, là tân quý ly diễm quang biến thành quả cầu lửa bay qua. Trán Lý Vân Tiêu mở ra một con mắt, ánh sáng tím lấp lóe bên trong rồi xé gió bay ra. Giới thần bi đã bị tinh hóa, Lý Vân Tiêu hoảng hốt hầu như thi triển tất cả thủ đoạn ra. Bùm! Băng sát tâm diễm, tân quý ly diễm quang xông vào huyễn quang liền nổ tung, tạc hồ nước ra một cái vòng xoáy lớn cuốn 3 người vào trong. Huyễn quang quái dị biến mất trong vụ nổ, 3 người tuy bị cuốn vào vòng xoáy liên tục xoay vòng nhưng không hoảng loạn, bình tĩnh đứng trong vòng xoáy, lượn vòng theo lực lượng xoay tròn. Nhưng mắt Lý Vân Tiêu luôn nhìn Mộng Vũ. Hai người ở trong vòng xoáy càng lúc càng xa, mắt không rời nhau. Thật lâu sau Mộng Vũ mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Đôi mắt Mộng Vũ bình tĩnh như nước, chỉ có mắt nhìn ánh sáng tím trên trán Lý Vân Tiêu mới có sóng gợn nổi lên. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, nói. Lý Vân Tiêu. Mộng Vũ lặp lại một lần. Lý Vân Tiêu. Mộng Vũ nhẹ gật đầu nói. Ta nhớ kỹ. Mộng Vũ từ từ thụt lùi như hạt màu xanh thẩm nhào dần trước mắt hai người. Lý Vân Tiêu không đuổi theo, hắn bình tĩnh nhìn Mộng Vũ rời đi. Bàn Nghị hỏi. Người quen nàng.
Lý Vân Tiêu gật đầu. Ừm. Bàn Nghị lại hỏi. Nàng không biết ngươi. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Trước kia có quen. Bàn Nghị nói. Ta hiểu rồi, nàng đã quên ngươi. Tại sao không đuổi theo, khiến nàng nhớ lại. Lý Vân Tiêu nói. Nàng trúng thuật của người khác, bắt nàng lại cũng không phục hồi được. Nhưng ngươi cũng thấy huyễn quang vừa rồi, hầu như có thể kết tinh vạn vật, rất khủng bố. Đây là lực lượng gì? Lý Vân Tiêu vung tay lên, trong vòng xoáy ra một luồng sáng trắng rơi vào tay hắn, là giới thần bi kết một tầng tinh bích. Tinh bích dính trên tay hơi lạnh, thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, nó cực kỳ cứng rắn nhưng dễ vỡ, bóp mạnh là nát thành bột, ngoài ra không có gì khác lạ. Vừa rồi có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Bí Đình Phong, Chiêm Thần bơi lại, thần thức bị đáy hồ ức chế quá dữ. Hai người cảm nhận dao động khác lạ thì vội vàng lại đây nhưng vẫn muộn một bước, Mộng Vũ đã đi từ lâu. Lý Vân Tiêu cất đi giới thần bi, nói. Không có gì. Không có gì sao? Bí Đình Phong nhìn bốn phía. Nếu không có gì thì ngươi tự cuốn vòng xoáy chơi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đúng rồi đó, thế nào, không được. Mắt Lý Vân Tiêu lộ tia sáng lạnh. Không ai thích bị người ép hỏi, đặc biệt là lúc tâm trạng khá tệ. Được, tất nhiên là được, ta chỉ hỏi vậy thôi. Bí Đình Phong cảm nhận Lý Vân Tiêu lạnh lùng, nếu đối phương không muốn nói thì Bí Đình Phong lười hỏi. Nhưng tình huống xảy ra trong Toái Vân Thiên Xuyên làm Bí Đình Phong cảnh giác vô cùng. Bí Đình Phong không tin, hừ mũi. Có trạng huống gì hy vọng hãy nói thật ra, nếu trong Thiên Xuyên xảy ra chuyện gì khác lạ thì hai người các ngươi không ứng đối nổi. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Biết, đa tạ nhị vị quan tâm. Mộng Vũ đã đi, hơn phân nửa Mộng Bạch không ở trong Thiên Xuyên nên Lý Vân Tiêu chẳng cần gì. Bí Đình Phong, Chiêm Thần bất mãn hừ mũi. Hừ, hai người quan sát bốn phía, hy vọng sẽ phát hiện được chút manh mối gì. Đáng tiếc nước trong hồ trừ kịch độc, dao động nguyên lực nhẹ nhàng ra không còn vật khác. Sau đó bốn người đi vòng quanh đáy hồ, thỉnh thoảng Chiêm Thần sẽ ghi chép như đang tìm điểm nối không gian yếu. Nhất, Lý Vân Tiêu, Bàn Nghị. Bí Đình Phong hờ hững nhìn Chiêm Thần, không có động tác gì. Chiêm Thần chợt lên tiếng. Các ngươi có phát hiện là dị lực trong hồ nước này từ năm dòng chảy rót vào không? Lý Vân Tiêu liếc Chiêm Thần. Chuyện đã quá rõ rồi. Chiêm Thần lặng im một lúc. Ta đang nghĩ năm dòng chảy này từ đâu đến, chẳng lẽ cũng là không gian địa giới? Những dòng nước tụ lại ở hồ nước, mà hồ nước thì mãi mãi không đầy, nước chảy hướng nào? Bí Đình Phong đại nhân chắc có nghĩ đề những vấn đề này đi. Bí Đình Phong gật đầu nói. Ngươi rất thông minh, không biết ba vị có tinh thông trận pháp không? Trong trận đạo có một cách nói gọi là khiếu, hình hóa tứ phương, dòng sông không dứt, là nói đến loại trận thế này. Thế năm dòng chảy tụ tập lại là trận thế thiên nhiên quỷ phủ thần công, trở thành thủ hộ địa giới, có tên là giới chướng. Giới chướng. Lần đầu tiên ba người nghe đến từ ngữ này. Lý Vân Tiêu càng giật mình, hắn cảm thấy thiên địa mênh mông, càng tiến lên trước càng phát hiện nó vô cùng ảo diệu. Chiêm Thần hỏi dồn, vậy phải làm sao mới phá được giới chướng? Bí Đình Phong vuốt râu cười nói. Ha ha ha, lão phu nói rồi, thời cơ chưa đến. Ánh mắt Chiêm Thần lạnh lùng nói. Hôm nay không nói rõ ràng thì ngươi đừng nghĩ đi. Sát khí ngưng tụ, hồ nước không ngừng bốc hơi phát ra nhiều bọt nước kêu ủng ục. Bí Đình Phong cười lạnh nói. Bằng vào ngươi mà muốn giữ lại lão phu sao? Ngươi nghiêm túc. Chiêm Thần nói. Hai vị bằng hữu đã tới lúc này rồi mà hai vị vẫn không tỏ thái độ sao? Chiêm Thần có chút tức giớ, táo bạo. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Đối với địa giới, Hoàng Tuyền Minh Hỏa thì có được là số của ta, không có được cũng chẳng sao. Bản thiếu gia tạm thời không muốn đối địch với đảo Huyền Ly. Xin lỗi, đi trước đây. Không thấy trong hồ có gì khác lạ, Lý Vân Tiêu không muốn ở lại lâu hơn, chắp tay từ biệt, phá tan mặt hồ rời đi. Bàn Nghị luôn không nói không rằng, như cái bóng theo sát Lý Vân Tiêu. Hai bóng người xẹt qua không trung, biến mất. Sắc mặt Chiêm Thần khó xem, Bí Đình Phong thì cười nhạt, rằng co dưới đáy hồ. Hừ, dù không có hai người kia trợ giúp thì bổn tọa cũng có 5 phần nắm chắc giữ lại ngươi. Chiêm Thần đã đặt quyết tâm, tay trái bắt ấn. Tay phải hiện ra một cái thước gấp quét đằng trước. Thước gấp hiện ra hình vuông khuôn mẫu đo đạc không gian khu vực nước bốn phía,
cuốn Bí Đình Phong vào, Bí Đình Phong cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, nắm chắc 5 phần, Ếch ngồi đáy giếng, quá buồn cười. Hai tay Bí Đình Phong duỗi ra, hai luồng sáng vàng theo kim đồng hồ xoay tròn ngưng tụ thành quả cầu màu vàng quanh thân như kết giới bao lại Bí Đình Phong. Kim dung trưởng. Nhưng ánh sáng thước gấp bị chặn lại ngoài quả cầu vàng, vô số phù văn bắn ra biến thành trưởng ấn lớn nhỏ chút xuống. Bùm 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 bùm. Hai lực lượng công kích mãnh liệt bên dưới, đáy hồ bị đánh nổ bắn lên dòng nước đầy trời thẳng lên 9 tầng mây. Chiêm thần sắc mặt âm trầm, phát hiện Bí Đình Phong mạnh hơn tưởng tượng mấy phần. Khiến chiêm thần lo nhất là chỗ này là thánh vực, nếu kinh động cường giả trong thành thì rắc rối. May mắn Toái Vân Thiên Xuyên vô cùng xa xôi, lại là cấm địa, trong thời gian ngắn sẽ không có người đến. Bí Đình Phong bị chọc lửa giận, cười khẩy nói. Cuồng vọng vô tri. Bí Đình Phong dọc theo xung lực lao lên, ánh sáng vàng mông lung phủ toàn thân. Bí Đình Phong đáp xuống trước mặt chiêm thần, hai tay vỗ ra. Bùm! Thước gấp của chiêm thần vỡ từng tấc trước một kích kia, cả người bị đánh bay đi, máu đổ giữa không trung. Ai vậy? Tinh thần chiêm thần rung động, lực lượng khủng bố làm lòng nổi lên sợ hãi. Chiêm thần không lo được nhiều, co giò bỏ chạy. Nhưng chiêm thần mới nhúc nhích thì không gian xoay tròn, không dù chiêm thần thi triển độn thuật cỡ nào cũng không thể đột phá trói buộc lực áp chế kia. Chiêm thần bị hù sợ, liều mạng vùng vẫy. Chiêm thần lấy một hạt châu ra, há mồm hun ngụm lửa vào hạt châu. Vô số phù văn tăng vọt, nổ tung chấn không gian áp chế rung lắc. Chiêm thần bắt chặt một cơ hội, hét to tay không xé rách hư không. Trong khe nứt bị xé ra có một bóng người màu vàng lộ ra, mắt lạnh băng, mặt không biểu tình nhìn chiêm thần. Người chiêm thần run như cầy sấy. A, à, ngươi là... Chiêm thần quên mất chạy trốn, không dám đánh lại người đó. Chiêm thần ngây ngốc ở trên trời. Người sắc vàng lạnh nhạt nói. Dám ra tay với người của đảo Huyền Ly ta thì phải có giác ngộ cái chết. Trong giọng nói không có bất cứ tình cảm, lạnh băng khiến lòng người lạnh lẽo. Người sắc vàng giơ tay lên, một phù ấn màu vàng ngưng tụ trong lòng bàn tay, dường như ẩn chứa quy tắc thiên vô tận. Trưởng giáng xuống, thương khung chấn vỡ. Bàn nhược thần trưởng. Ầm 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 ầm. Thân hình chiêm thần vỡ nát dưới trưởng kia, hóa thành bụi trần tan biến, không để lại dấu vết, như thể trên đời chưa bao giờ có người này. Bí Đình Phong bay tới. Hai tay chắp vào nhau hành lễ cung kính chào. Thiên Chi Vương đại nhân. Người sắc vàng là Thiên Chi Vương Diệp Nam Thiên, từng là đỉnh Thiên Vũ Đại Lục, chủ thánh vực. Diệp Nam Thiên nói. Nếu chuyện Hoàng Tuyền Minh Hỏa truyền ra ngoài thì rắc rối, ta không thể không ra tay vĩnh viễn giữ hắn lại. Bí Đình Phong vội nói. Đại nhân lo nghĩ là đúng, nhưng hai người vừa rồi. Mắt Diệp Nam Thiên háp háy. Để hai người kia đi đi. Một người là Lý Vân Tiêu Minh chủ Thiên Vũ Minh, còn người kia. Diệp Nam Thiên trầm ngâm, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, khó tin, dường như không dám xác nhận thân phận của người đó rồi lại kiêng dè. À, thì ra là hắn. Bí Đình Phong giật mình kêu lên. Hèn gì trẻ tuổi như vậy, có thực lực như thế, bình tĩnh đến vậy. Diệp Nam Thiên gật đầu nói. Ta kêu Hạo Phong đi Nam vực thành Viêm Vũ nhưng không ngờ Lý Vân Tiêu đến thánh vực. Bí Đình Phong hỏi. Đại nhân muốn liên hợp Thiên Vũ Minh cùng nhau tiêu diệt hỏa thần. Diệp Nam Thiên hỏi lại. Ngươi cảm thấy không ổn. Bí Đình Phong nói. Không phải không ổn mà vì thuộc hạ cảm thấy không cần thiết. Đảo Huyền Ly đã đủ sức càn quét tất cả, khiến thiên hạ quy tâm. Diệp Nam Thiên cười cười. Càn quét hết thảy cũng được, có lẽ có thể khiến thiên hạ quy nhất, nhưng muốn thiên hạ quy tâm thì khó khăn. Ý của đảo chủ rất rõ ràng. Chỉ có liên hợp thiên hạ cùng nhau chống ma, không tham gia và thay đổi thế cục thiên hạ, dù sao chúng ta không phải người của thời đại này. Thuộc hạ hiểu. Bí Đình Phong nghiêm túc nói. Nhưng Lý Vân Tiêu đã biết Hoàng Tuyền Minh Hỏa, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Diệp Nam Thiên nói. Lý Vân Tiêu chiếm hết cơ duyên thiên đạo, tùy hắn đi, dù sao hắn là người chúng ta ôm hy vọng lớn nhất. Nếu Lý Vân Tiêu có bản lĩnh lấy được Hoàng Tuyền Minh Hỏa là tài của hắn. Chúng ta không cần ngăn cản nhưng không thể cố ý nhường hắn. Tuân lệnh. Bí Đình Phong lại nói. Vừa rồi Lý Vân Tiêu nói chuyện Thiên Vũ Minh phong tỏa quy tắc thập phương, xem ra bọn họ có ý đồ này, hành động như thế quá ngu xuẩn. Diệp Nam Thiên trầm ngâm nói. Không phải ý đồ,
theo ta nghe được mấy ngày nay thì đã phong tỏa. Lý Vân Tiêu là người cực kỳ thông minh, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn làm chuyện ngu ngốc, tất nhiên là có cách nghĩ của hắn. Nhưng chờ đảo Huyền Ly ra khỏi Vĩnh Sinh chi giới sẽ đi thành Viêm Vũ, giờ ta cảm thấy hứng thú là mục đích Lý Vân Tiêu đến thánh vực, thân phận người bên cạnh hắn. Đừng nói với ta là hắn đến tham gia đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất. Bí Đình Phong nói, tuyệt đối không phải, với thực lực của Lý Vân Tiêu e rằng dưới hư cực rất khó ức chế, người bên cạnh cũng thâm tàng bất lộ, thực lực không thua gì hắn. Không ngờ Thiên Vũ Minh cũng nhân tài đông đúc. Diệp Nam Thiên ung dung nói, dưới hư cực sao, ha ha, dù là ngươi cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Diệp Nam Thiên nhớ lại cảnh đám người Thiên Vũ Minh hợp sức chiến đấu với Lam Nham Chủ trong Vĩnh Sinh chi giới, mắt Diệp Nam Thiên biến mông lung. A, à, Bí Đình Phong ngẩn ra, hiển nhiên không quá tin tưởng. Diệp Nam Thiên mỉm cười nói, người này là một trong vài người có khả năng bước vào giới vương cảnh trong giới này. Diệp Nam Thiên lười giải thích rõ hơn, tiếp tục bảo, tóm lại người này là bạn không phải địch, cố gắng đừng xung đột với hắn. Nhưng nếu không có cách nào thì cũng đừng nhún nhường nguyên tắc. Bí Đình Phong gật đầu nói, tuân lệnh, thuộc hạ hiểu. Diệp Nam Thiên nói mấy lời này đã cho Lý Vân Tiêu đánh giá, địa vị rất cao, cũng địa biểu cho thái độ của đảo Huyền Ly. Sau này nếu gặp Lý Vân Tiêu thì Bí Đình Phong biết làm sao giao tiếp. Diệp Nam Thiên nói, đi đi, trước khi phá mở giới chướng thì không ai mở cánh cửa địa giới được. Chờ đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất kết thúc là chúng ta có thể đi hóa thần hải, trong thời gian này vừa lúc để mọi người tìm hiểu tình thế thiên vũ giới đương thời. Hai người dần biến mất trong hồ nước. Hồ nước vì chiến đấu mà bốc hơi hơn phân nửa được năm dòng nước chính không ngừng rót vào, tăng cao mực nước, mấy ngày sau đầy trở lại như cũ thì ngừng dâng cao hơn. Lý Vân Tiêu rời khỏi Toái Vân Thiên Xuyên, quay về chủ thành. Lý Vân Tiêu từ trên cao vạn dặm nhìn xuống bên dưới, mây tiên mờ mịt. Thánh thành thấp thoáng dưới áng mây tựa như tiên cảnh. Bàn Nghị hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Xem đại hội tỷ võ sao? Lý Vân Tiêu nói, xem ra ngươi cứ nhớ mãi không quên địa hội kia. Ừm, hiện tại ta rất kích động. Bàn Nghị thành thật nói, vừa rồi gặp hai người cực mạnh, người quen nữ nhân kia cũng rất lợi hại. Ta rất mong chờ, trong đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất chắc có thể gặp nhiều vũ giả cường đại hơn bọn họ nhiều. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, được rồi, vậy chúng ta đi xem tỷ võ, hoàn thành giấc mơ của ngươi đi. Nhưng, mới rồi trong Toái Vân Thiên Xuyên ngươi có cảm giác có người trong hư vô theo dõi chúng ta không? Bàn Nghị giật mình kêu lên, có sao? Bàn Nghị nhíu mày nói, nếu có thật thì người này thực lực mạnh đến khó tưởng tượng. Lý Vân Tiêu tự giễu nói, có lẽ là ảo giác của ta. Tuy thần thức không điều tra được nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu tin chắc có người ở trong hư vô dòm ngó chính mình. Sau khi bước vào thuật thần thì cảm ứng tâm linh của Lý Vân Tiêu mạnh hơn trước kia gấp trăm lần. Đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất còn đang thi đấu tiểu tổ, chia 20 sân đấu, suốt đêm vũ quyết, giết trời đất tối sầm. Lý Vân Tiêu, Bàn Nghị tùy tiện vào một sân xem cuộc chiến. Hai người tỷ thí đều có thực lực vũ đế bát tinh, đang chém giết kịch liệt nhất. Khán giả dưới lôi đài liên tục gào thét, kích động, hưng phấn còn hơn trên đài. Hai người xem một lúc, Lý Vân Tiêu thấy Bàn Nghị nhíu chặt mày thì bật cười hỏi. Ha ha, cảm giác thế nào? Bàn Nghị thành thật bình luận. Chiêu thức rất mới mẻ đặc biệt, ta xem được gợi ý nhiều, thì ra có thể đánh như vậy. Nhưng tu vi không được, ta dùng một ngón tay là có thể đánh gục bọn họ. Lý Vân Tiêu gật gù, Bàn Nghị là linh biến ra từ xác chết. Tuy có vi nhưng chưa bao giờ học vũ kỹ, muốn học thì cùng lắm là tuyệt kỹ của đám vũ giả Hỏa Ô đế quốc, tất nhiên không bằng hai người trên lôi đài. Lý Vân Tiêu vỗ ngực nói, ta có nhiều vũ kỹ lợi hại hơn, nếu ngươi muốn học thì ta sẽ dạy cho. Bàn Nghị reo lên, thật không? Bàn Nghị nói ngay, đa tạ, ta muốn học, xin hãy dạy cho ta. Lý Vân Tiêu cười nói, cái này dễ, trong thánh vực đã có vô số chân tàng vũ kỹ. Ta dẫn người đi tham quan. Hừ, nói chuyện không sợ gió lớn thụt đầu lưỡi. Bốn phía đột nhiên có mấy người áo lam vây quanh hai người vào giữa. Có tổng cộng 8 người, tay cầm kiếm lớn, mặt lạnh băng. Lý Vân Tiêu liếc mấy người kia. Làm gì vậy? Nam nhân dẫn đầu cười khẩy nói. Vừa rồi các ngươi đã nói gì? Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ,
nói. Chúng ta nói cái gì liên quan gì đến ngươi? Sao, ngươi có ý kiến? Đương nhiên có ý kiến. Nam nhân chỉ vào bàn nghị. Người này vừa nói một ngón tay có thể đánh gục sư tôn của ta và Ôn Quang đại nhân. Người lăn lộn trên đời này đều nên biết một điều, đó là có thứ ăn bậy được nhưng không thể nói bậy. Lý Vân Tiêu nghe liền biết đã rước phiền phức, không ngờ bàn nghị vô tình buột miệng chọc phải rắc rối. May mắn bọn họ đã thay đổi mặt, tu vi của đám tép diêu không nhìn ra được. Bàn nghị cãi lại. Ta không nói bậy. Hả, ngươi còn cãi? Tám nam nhân nổi điên, rút kiếm to ra hình thành kiếm trận vây quanh Lý Vân Tiêu, bàn nghị, sát khí bừng bừng. Mọi người bị hấp dẫn nhìn sang. Có chấp pháp giả thánh vực nhìn sang, trách mắng. Làm gì vậy? Đại nhân, người này nói năng lỗ mãng. Nam nhân vội cất kiếm, tiến lên thì thầm bên tai chấp pháp giả. Hai người liếc nhau, trao đổi ánh mắt, tuy làm rất kín kẽ nhưng Lý Vân Tiêu vẫn trông thấy. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ hèn gì nam nhân này dám hoành hoang không kiêng nể gì, ra là đệ tử của đại môn đại phái. Đi tới thánh vực ít nhiều gì phải thu lại tính tình, ra nam nhân này quen chấp pháp giả. Chấp pháp giả ngoắc ngón tay hướng Lý Vân Tiêu. Ngươi, qua đây. Bộ dáng kênh kiệu sai khiến, cao cao tại thượng. Lý Vân Tiêu chỉ mình, buồn cười. A, ta sao? Lý Vân Tiêu lại chỉ hướng bàn nghị. Chẳng phải là hắn nói linh tinh sao? Tại sao kiếm ta? Chấp pháp giả sắc mặt âm trầm quát mắng, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Kêu ngươi qua đây thì qua, nói nhảm nhiều vậy. Được rồi, ta đi qua. Lý Vân Tiêu bước qua, bàn nghị theo sau hắn. Chấp pháp giả lạnh lùng hỏi. Mới rồi ngươi nói gì? Ngươi muốn đi tham quan tàng thư lâu của thánh vực. Ánh mắt chấp pháp giả sắc bén như dao nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Lý Vân Tiêu bực mình, hắn không sợ đám người này nhưng không muốn gây lớn chuyện. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Cái này, ta nói nhảm thôi, đừng chê trách. Bàn nghị nhíu mày hỏi. Cái gì, ngươi lừa ta? Chân mày bàn nghị không có vẻ tức giận rõ ràng là khó chịu. Lý Vân Tiêu. Chấm. Lý Vân Tiêu nói quanh co, bắt đầu giải thích rồi lại khó nói rõ. Hừ, hãy lấy lệnh thông hành của các ngươi ra. Chấp pháp giả nhìn bộ dạng Lý Vân Tiêu, bàn nghị kỳ lạ thì hung tợn tới gần. Lý Vân Tiêu ném lệnh bài thông hành qua, thầm nghĩ, Thiên Hạo tông chủ, xin lỗi. Chấp pháp giả giật mình kêu lên. Thiên Ưng thần miếu, các ngươi là Thiên Ưng thần miếu. Thiên Ưng thần miếu là một trong 10 đại tông môn Bắc Phực, không dễ chọc. Sắc mặt chấp pháp giả phức tạp, lệnh bài trong tay tuyệt đối không phải hàng giả. Các vũ giả áo lam kiếm to đều biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó xem. Lý Vân Tiêu xì cười, ngẩng cao đầu, vỗ ngực nạt. Đến đây, đánh đi. Vừa rồi ai nói bắt chúng ta lại? Ai nói muốn chúng ta? Đứng ra xem. Lý Vân Tiêu ưỡn ngực, hếch mũi lên trời, trong mắt không người. Lý Vân Tiêu liếc kiếm giả áo lam, chấp pháp giả của thánh vực, bộ dáng, có ngon thì đánh ta đi. Chấp pháp giả, đám kiếm giả áo lam mặt mày xanh mét nhưng không dám đánh thật. Chấp pháp giả sắc mặt âm trầm nói. Người mới nói đi tàng thư lâu của thánh vực tham quan, ta có quyền lợi chất vấn người muốn trộm sách, bắt người điều tra cũng không có gì đáng trách. Bắt, mau bắt đi. Lý Vân Tiêu ngẩng cao đầu tới sát gần, hừ mũi. Chiến hạm của Thiên Ưng thần miếu ta ngay bên ngoài thánh thành, người dám đụng ta xem. Tông chủ đại nhân sẽ mang ngươi xông tới đòi gai hỉ thích. Ta nghĩ thánh vực to lớn sẽ không vì bảo vệ ngươi mà quyết liệt với Thiên Ưng thần miếu ta. Bộ dáng kiêu căng không ai bì nổi của Lý Vân Tiêu làm tất cả người nhìn nghiến răng. Đám người xung quanh xem đều chuyển sang phản cảm, xì xầm bàn tán, mắng luôn Thiên Ưng thần miếu. Lý Vân Tiêu tiến lên giật lại lệnh bài. Xem xong lệnh bài thông hành chưa? Coi xong rồi thì nhanh chóng đưa đây. Lý Vân Tiêu hơ lệnh bài trước mắt chấp pháp giả. Loại lệnh bài cao cấp này không phải chấp pháp giả thân phận cấp thấp như ngươi có thể cầm, nếu làm bẩn thì ngươi bồi thường được không? Hoa hoa! Chấp pháp giả tức xì khói, không nhịn được nữa xông lên đấm vào mặt Lý Vân Tiêu. Mọi người thầm la đánh hay, có mấy người vỗ tay cổ vũ. Lý Vân Tiêu giả bộ tức giận hét to. Chết tiệt, thứ ti tiện nhà ngươi dám đụng vào đệ tử hạch tâm của Thiên Ưng thần miếu ta đây. Lý Vân Tiêu nói xong tung cước. Cước pháp của Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng, không thắng bằng sức mà tính bằng góc độ kỹ xảo ập đến, điểm ngay trước ngực chấp pháp giả.
Một luồng kinh khí chui vào kinh mạch, chấp pháp giả khựng người lại, cả người đông cứng, miệng há to ra, mặt tím lịm. Chấp pháp giả theo đà ngã ra sau, khi gã té xuống đất thì dường như kinh mạch đã thông, chợt phun búng máu. A! À, đám kiếm giả áo lam giật mình xem, chính là hoảng sợ. Tuy đại vị của chấp pháp giả không cao, chưa chắc dám đụng vào đệ tử hạch tâm của Thiên Ưng Thần Miếu, nhưng đệ tử hạch tâm của Thiên Ưng Thần Miếu nên kiềm chế một chút trong thánh vực, vậy mà không kiêng nề gì xuống tay đánh chấp pháp giả. Lý Vân Tiêu kiêu căng không ai bì nổi, cuồng vọng khinh miệt liếc mọi người. Thiên Ưng Thần Miếu tạo oai như thế đấy, sao? Ai không phục thì đánh. Một lão nhân từ trên trời đáp xuống. Tốt, tốt thật, Thiên Ưng Thần Miếu đúng là hay thật. Tám chấp pháp giả khác vây quanh Lý Vân Tiêu, bàn nghị, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Lão nhân chỉ là vũ đế bát tinh, phát hiện không thể nhìn ra tu vi của Lý Vân Tiêu, bàn nghị thì ngạc nhiên nhưng không nghĩ nhiều. Lão nhân phất tay quát to. Bắt lại. Tám chấp pháp giả xông lên, đám người vây xem tản ra, người xem náo nhiệt còn nhiều hơn xem vũ quyết. Lý Vân Tiêu hét to. Lên, cho bọn họ thấy sự lợi hại của đệ tử hạch tâm Thiên Ưng Thần Miếu ta. Lý Vân Tiêu lắc người lao lên. Bàn nghị không rõ tại sao phải đánh nhau nhưng vẫn phối hợp Lý Vân Tiêu, cũng đi theo. Bên tai bàn nghị nghe Lý Vân Tiêu truyền âm nhập mật, đừng giết người. Lý Vân Tiêu sửng sốt, nhẹ gật đầu. Bùm 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 bùm. Chớp mắt mấy phen liên kích, tám người bị đánh gãy sống mũi, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này. Đám người xung quanh và lão nhân ngây ra, lợi hại quá vậy. Hai người tỉ thí trên đài cũng phát hiện khác lạ, nhưng đang đánh túi bụi, sơ sẩy một cái sẽ bị đối phương bắt lấy cơ hội nên không dám phân tâm. Hừ, chuyện lần này bỏ qua, nếu có lần sau thì bản thiếu gia không dễ nói y chuyện như vậy. Lý Vân Tiêu bỏ lại câu hăm dọa, trước bao cặp mắt hắn nghênh ngang rời đi. Hai người kia thật sự là Thiên Ưng Thần Miếu sao? Thực lực quá đáng sợ. Thì đó, vừa rồi có kiểm tra lệnh bài xem cuộc chiến của họ, đúng là Thiên Ưng Thần Miếu. Một trong 10 địa thế lực Bắc Vực thì sao có thể khinh thường. Nhưng không ngờ dám đối nghịch với Thánh Vực. Nghe nói Thánh Vực liên tục gặp biến cố, xưa đâu bằng nay. Những siêu thế lực như Thần Tiêu Cung cũng vào Thiên Vũ Minh, xem ra tin đồn là thật. Thánh Vực đúng là không được, ngay cả Thiên Ưng Thần Miếu cũng có thể đạp lên bọn họ hoành hành. Chậc chậc. Đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất gì đó hơn phân nửa chỉ có cái tiếng, muốn cứu vãn chút danh dự nhưng không ngờ bị Thiên Ưng Thần Miếu tát mặt. Chậc chậc, Thiên Ưng Thần Miếu cố ý tới kiếm chuyện đúng không? Bốn phía vang tiếng xì xầm, từng tiếng lấn át từng tiếng. Mặt lão nhân xanh mét, tức giận vụt xoay người liếc đám đông, tiếng nghị luận lắng xuống nhiều. Nhưng vẫn có người to gan không sợ chết lẩm bẩm. Có giỏi thì chút giận vào cao thủ Thiên Ưng Thần Miếu đi. Không dám đánh người gây sự chỉ dám khi dễ chúng ta nói chuyện. Bùm! Lão nhân tức giận một chân đạp xuống mặt đất thủng cái hố sâu. Lão nhân rít qua kẽ răng. Thiên Ưng Thần Miếu, ngưỡng thiên hạo. Lão nhân đột nhiên biến thành độn quang chạy nhanh như bay. Lý Vân Tiêu, bàn nghị đã đi. Lát sau hai người tới trước tàng thư lâu của thánh vực. Thủ vệ đột nhiên cảnh giác, tay cầm kiếm to nghênh đón. Thủ vệ đang định quát nạt thì hai người cùng ngây ra, biểu tình từ cảnh giác biến thả lỏng, trở nên đờ đẫn. Đôi mắt bắn ra tia sáng vụt tắt ánh sáng, ngơ ngẩn. Lý Vân Tiêu, bàn nghị thoải mái đi thẳng vào trong, chính giữa đặt một bình đài lớn, một quyển sách ngọc đặt trên đó, ánh sáng lấp lánh, thỉnh thoảng có phù văn nổi lên. Lý Vân Tiêu nói, đây là tàng thư lâu của thánh vực, quyển kim khuyết ngọc thư này chứa các loại võ kỹ thần thông của các môn trong thiên hạ. Có muôn vàn loại, người muốn học bao nhiêu đều được. Bàn nghị nhìn quyển sách ngọc, lộ vẻ vui mừng nhưng giây sau biến sắc mặt, giật mình kêu lên. Hình như có cấm chế. Lý Vân Tiêu cười nói. Chút cấm chế này làm khó được ngươi sao? Bàn nghị gật đầu, tiến lên trước. Xung quanh quyển sách ngọc đột nhiên tỏa ánh sáng màu ngọc bích như vòng tay chụp lên quyển sách, ngưng tụ thành phong tỏa. Bàn nghị giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy tới trước. Vòng tay màu ngọc lập tức xuất hiện vết rạn, nhẹ nhàng vang lên răng rắc sau đó tất cả vỡ ra. Lý Vân Tiêu nói, ngươi hãy ở đây đọc sách, đừng làm ra tiếng động gì. Ta đi làm việc của mình, chờ lúc nào ra sẽ kêu ngươi sau. Bàn nghị phất tay. Được. Bàn nghị sốt ruột vươn chấp pháp giả vào trong sách cẩn thận xem. Lý Vân Tiêu một mình rời khỏi tàng thư lâu,
Hai thủ vệ tỉnh táo lại nhưng đã quên chuyện trước đó, không biết có người ở bên trong, tiếp tục canh gác. Một góc thánh vực, mây trắng lượn lờ, mông lung sương khói. Trong mây thỉnh thoảng bắn ra bảo quang chiếu ứng với sao trời. Một lão nhân một tay nâng vòng tròn, tay phải bắt ấn. Trong dĩa có phù văn xoay tròn, tuy là ban ngày bên trong chiếu ra tinh tú thiên đồ, như một phương vũ trụ. Mây trắng và sông sương bốn phía như đông lại, bị bảo quang đóng băng rồi thả lỏng, lại đông, lại thả, không ngừng lặp lại quá trình. Thật lâu sau lão nhân phất ống tay áo dài thu vòng tròn về, chìm trong suy tư. Trụ quang này vô cùng ảo diệu, dung nhập quy tắc thời gian. Tư liệu liên quan đến nó quá ít, khó thể hiểu thấu hết. Lão nhân chính là Thương Ngô Khung, nhíu chặt mày thật lâu không giãn ra. Nếu vậy thì cho ta nhìn xem, có lẽ sẽ tham khảo ra cái gì. Huyễn quang chợt lóe trong tầng mây, một bóng người lộ ra, cười tủm tỉm nhìn Thương Ngô Khung. Lý Vân Tiêu. Thương Ngô Khung dùng mình, sợ hết hồn. Thương Ngô Khung vội bay ngược ra sau mấy chục trượng, để phòng toàn bộ tinh thần. Lý Vân Tiêu nói. Nguyên thánh vực hừng hực khí thế tổ chức đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất, mấy chấp chính ti lại không thấy bóng dáng, thật kỳ lạ. Ta khó khăn lắm mới tìm được Thương Ngô Khung đại nhân. Thương Ngô Khung nhíu mày hỏi. Công Dương chính kỳ cũng không có sao. Không biết Vân Tiêu công tử tìm ta có chuyện gì. Lý Vân Tiêu nhe răng cười nói. Ha ha, chuyện gì? Ta muốn giết ngươi. À, tim Thương Ngô Khung đập nhanh, sợ hãi lùi thêm mấy bước, lạnh lùng nói. Tại sao? Ha ha ha, ta đùa với đại nhân thôi, sợ quá vậy. Lý Vân Tiêu cười lớn nhưng mắt càng lạnh. Mặt Thương Ngô Khung không chút máu, tay lau mồ hôi, như có tảng đá nặng đè trong lòng. Thương Ngô Khung gượng cười, ngượng ngùng nói. Thì ra là đùa, Vân Tiêu công tử làm ta hết hồn, ha 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 ha. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia trêu cợt. Đừng sợ, ta không phải ma đầu ăn thịt người. Dù có muốn ăn người cũng chọn ăn người nào da mỏng thịt mềm. Đại nhân da dai thịt cứng nếu ăn vào thì buồn nôn chết, Thương Ngô Khung cười cười, lúng túng nói. Ha ha ha, buồn nôn thật. Đầu óc Thương Ngô Khung xoay chuyển nhanh, vắt óc tìm cách thoát thân nhưng không nghĩ ra cách nào hay được. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Phải rồi, đại nhân còn nhớ Hoa Thiên Thụ, đồ nhi của ta không? Ha ha ha, nhớ, đương nhiên là nhớ. Mắt Thương Ngô Khung lộ tia khen ngợi. Hoa Thiên Thụ căn cơ thâm sâu, thiên phú siêu tuyệt, là nhân tài hiếm có. Lý Vân Tiêu nói. Đúng là hắn rất giỏi, giờ người đâu rồi? Ta làm sư phụ rất muốn gặp hắn. Thương Ngô Khung nghiêm mặt, thở dài. Ai, tiểu tử kia trọng tình trọng nghĩa, từ khi đại lục đồn Vân Tiêu công tử chết, hắn vì tìm ra nguyên nhân cái chết của công tử mà tự động thỉnh cầu điều đi phù không đảo sơn mạch thiên đáng. Nhìn mặt Lý Vân Tiêu trở nên âm trầm, Thương Ngô Khung vội nói. Đương nhiên ta hết sức ngăn cản nhưng không thay đổi được tính cách cứng đầu của hắn, và tình nghĩa tôn sư trọng đạo. Hiện tại hiếm có thanh niên nào ưu tú như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy nguyên nhân trước kia Hoa Thiên Thụ nhập ma thì đại nhân đã điều tra rõ chưa? Cái này, Thương Ngô Khung trầm ngâm nói. Ngày xưa ta cũng điều tra thật lâu, chắc vì hắn ngẫu nhiên tu luyện ma công dẫn đến nhập ma. À, đơn giản vậy sao? Lý Vân Tiêu nói. Tu luyện ma công cùng lắm là công pháp tẩu hỏa nhập ma, không có nhiều ma nguyên rót vào người thì bản thể sẽ không nhập ma. Thương Ngô Khung kinh ngạc nói. À, vậy sao? Thương Ngô Khung ngơ ngác bảo. Thế thì kỳ, Vân Tiêu công tử cho ta một thời gian đi, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Thôi, không cần. Lý Vân Tiêu xua tay. Ta định tự mình điều tra chuyện này. Thương Ngô Khung đại nhân còn lời gì muốn nói không? Giọng Lý Vân Tiêu lạnh băng, sát khí dâng lên trong mắt. Tim Thương Ngô Khung rung lên, cảnh giác vội nói. Vân Tiêu công tử đừng nóng, ta lập tức điều lệnh ngay, chắc chắn sẽ triệu hồi Hoa Thiên Thụ về. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Ta đã đợi 20 mấy năm, rất nóng lòng, ta tự mình đi vậy. Đại nhân vất vả làm việc nhiều năm cho thánh vực và thiên hạ, nên nghỉ ngơi rồi. Ma khí ngập trời tuôn ra từ người Lý Vân Tiêu biến thành chân ma cự linh, một lòng bàn tay nổi trận văn từ trên trời giáng xuống. Thương Ngô Khung tức giận quát. Lý Vân Tiêu, người đáng chết. Thương Ngô Khung giận vì mình rùa rút đầu lâu như vậy mà đối phương vẫn muốn giết chết, Thương Ngô Khung không có chút tôn nghiêm.
trụ quang nổi lên trong lòng bàn tay Thương Ngô Khung, bảo quang bắn ra hóa thành trận văn ngưng tụ trên không trung như một màn sáng che trước mặt. Ầm. Chân ma cự linh một chưởng đè xuống màn sáng, trụ quang xoay, thời gian như đảo ngược. Lý Vân Tiêu cảm giác rõ ràng lực lượng chưởng của cự linh bị vặn vẹo. Ầm 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 ầm. Cánh tay cự linh vỡ nát biến thành ma khí đầy trời trút xuống. Thương Ngô Khung vừa mừng vừa sợ, lại cầm lấy bảo bàn vung lên, thời không chấn động. Thương Ngô Khung chậm rãi biến mất trong lực lượng chấn động. Lý Vân Tiêu hết sức giật mình, mắt phải co rút hóa thành huyết nguyệt, thần kỹ thiên khuyết bay ra. Mọi thứ trong tia mắt đều hóa vô. Tần suất chấn động quanh Thương Ngô Khung bị cảm nhiễm, từng chút một hỏa quang bắn ra cách trước mặt Thương Ngô Khung mấy thước. Nguyên lực lượng tụ quang bị lực lượng thiên khuyết đổ ập xuống. Bùm! Trụ quang phát ra tiếng giòn vang như bị va chạm, linh quang tán đi. Thương Ngô Khung hoàn toàn biến sắc mặt, xoay người định chạy trốn. Nhưng độn quang mới nổi lên thì thấy không gian bốn phía biến ảo, không phải mây trắng sông nước nữa mà trong một dãy sơn mạch. Chim rừng hót véo von, trùng thú chạy nhảy, mặt trời từ trên cao chiếu xuống, xuyên qua tán lá rơi lên người rất chân thật. Tuy nắng ấm chiếu trên người Thương Ngô Khung, bốn phía bình yên nhưng cả người Thương Ngô Khung toát mồ hôi lạnh, cảm giác rơi vào đông lạnh tháng 12, tay chân lạnh lẽo. Phòng tuyến trong lòng Thương Ngô Khung hoàn toàn tan vỡ. Vân Tiêu công tử, buông tha ta đi. Đúng là chuyện năm xưa ta có lỗi nhưng không phải một mình ta làm, ta sẽ nói hết cho Vân Tiêu công tử nghe. Thương Ngô Khung là người rất thông minh, biết chênh lệch với Lý Vân Tiêu sẽ ngày càng lớn hơn, khó có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chống cự thì chỉ có đường chết. Sớm chịu thua cầu một đường sống. Nhưng đáp lại Thương Ngô Khung là tiếng chim hót sâu kêu, không có hồi âm từ Lý Vân Tiêu. Thương Ngô Khung nóng nảy hét to với bốn phía. Oan gia nên giải không nên kết, ta triệt để nhận thua, chịu thua rồi. Phá Quân đại nhân làm ơn tha cho ta đi, sau này tuyệt đối không dám có lòng ngỗ nghịch nữa. Chuyện Hoa Thiên Thụ thì ta sẽ tìm mọi cách bù đắp lại, hiện tại ta đi đảo Phù Vân còn kịp. Rào rào. Đáp lại Thương Ngô Khung là cổ thụ chọc trời bốn phía như sống lại, trên vô số nhánh cây toát ra nhiều linh khí, biến thô thành cánh tay đều đổ ập xuống. Ánh sáng lục đầy trời bao lấy Thương Ngô Khung, tay Thương Ngô Khung lóe ánh sáng vàng, cửu hoàn đại đao hiện ra chém mạnh. Rào rào, trăm, ngàn nhánh gãy bay lên nhưng càng nhiều nhánh khác ập đến như những con mãng xà màu lục. Thương Ngô Khung đề phòng vận đao, đột nhiên dưới chân có nhiều dây leo phá đất chu ra quấn lấy Thương Ngô Khung. Hai chân Thương Ngô Khung đạp chấn vỡ những dây leo, đánh ra mấy hai chiến hạm vào trong đao. Tiếng thú hoang gầm giống phát ra từ đao như trăm thú chạy trồm chém nát biển cây trước mắt, Thương Ngô Khung vọt lên trời. Thương Ngô Khung không chết tâm hét to trên bầu trời. Lý Vân Tiêu, Vân Tiêu công tử. Nhưng trời cao mây trắng, không có bất cứ hồi âm. Nơi này là... Người Thương Ngô Khung run rẩy hoảng sợ nhìn bên dưới. Thương Ngô Khung không xa lạ gì địa thế này. Từ nam hướng bắc, nguyên sơn mạch xuyên suốt trường không, hơn phân nửa kéo dài đến hư không không nhìn thấy. Tựa như một con cự long ở trên bầu trời, nửa người đâm thủng không trung, một nửa treo lơ lửng. Con người Thương Ngô Khung co rút, mặt đen như lọ nồi. Sơn mạch thiên đãng. Tuy Thương Ngô Khung biết trước mắt toàn là ảo giác nhưng lại chân thật khiến người khó tin. Thương Ngô Khung vẫn luôn biết đồng thuật của Lý Vân Tiêu lợi hại lại. Nhưng Thương Ngô Khung nằm mơ cũng không ngờ sẽ ghê gớm đến vậy. Thương Ngô Khung không dám quay về sơn mạch, ngơ ngác đứng trên bầu trời, ít ra không sợ bốn phía có thứ gì đánh lén. Đột nhiên một cái bóng ma từ trên cao đổ xuống, Thương Ngô Khung ngước lên xem, há hốc mồm. Một con cá xanh to lớn nhìn Thương Ngô Khung chằm chằm. Cá làm sao bay? Thương Ngô Khung ngạc nhiên qua đi chợt hiểu ra, trong ảo cảnh có gì mà không thể. Ở trong ảo cảnh là không có chốn an toàn. Cá há mồm táp tới. Không gian co rút đều bị cá nuốt vào miệng. Cái gì? Tim Thương Ngô Khung đập nhanh, không cưỡng lại được lực hút bị kéo qua. Cửu hoàng đại đao chém xuống đầu cá. Xoẹt. Trên bầu trời bị xé một cái khe nứt đen, giây lát khe nứt bị con cá ăn. Bà mợ nó. Thương Ngô Khung chửi thề, bị cá xanh hoàn toàn nuốt vào. Thương Ngô Khung mới vào bụng cá liền phát hiện bên trong có luồng sáng trắng chói lòa bắn ra. Thương Ngô Khung nhìn kỹ thì hút ngụm khí lạnh, đó là từng mảng núi đao biển kiếm. Lực lượng trong bụng cá hút Thương Ngô Khung vào núi kiếm biển kiếm, Thương Ngô Khung vội vàng thi triển ra định thân thuật nhưng vẫn không cưỡng lại được,
từ từ bị kéo đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thương Ngô Khung nổi khùng giống to. Lý Vân Tiêu, người thật ác, muốn thiên đao vạn quả ta. Trán Thương Ngô Khung nổi gân xanh, mặt mày dữ tợn. Giờ phút này, Thương Ngô Khung hoàn toàn bỏ ý định van xin, chợt ném cửu hoàn đại đao ra ngoài biến thành cầu vồng màu vàng rơi vào sâu trong bụng cá. Hai tay Thương Ngô Khung lật, tụ quang lộ ra, bị kích hoạt. Bảo quang lấp lánh chiếu rọi bốn phía. Nơi bảo quang đi qua tựa như thần kỹ thiên khuyết không ngừng tan rã, năm tháng trôi nhanh. Ầm 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 ầm. Đột nhiên ngoài bụng cá vang tiếng nổ, nguyên con cá nổ tung, ánh sáng vàng vọt vào bao lấy Thương Ngô Khung. Ánh sáng vàng cực kỳ dịu dàng, tuy sắc bén nhưng không tổn thương Thương Ngô Khung mà giống kết giới bảo vệ. Cảnh tượng sơn mạch thiên đãng không ngừng tan biến, Thương Ngô Khung trở về không trung vạn dặm trong thánh vực. Gió thổi mây bay, trời quang mây tạnh. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn người đứng gần đó, mắt lóe tia sáng phức tạp. Thương Ngô Khung biết là người đó cứu mình, lòng hoảng sợ vội tiến lên trước chắp tay nói. Đa tạ đại nhân ra tay cứu giúp, không biết tôn tính đại danh của đại nhân là gì. Tại hạ suốt đời khó quên. Người kia phất tay nói. Đừng khách sáo, ta tên Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên. Thương Ngô Khung run bần bật, khó tin nhìn người trước mắt nhưng giây sau liền tin. Đối phương tuyệt đối sẽ không lừa gạt Thương Ngô Khung làm gì. Thương Ngô Khung chắp tay vái, cung kính nói. Kính chào Diệp Nam Thiên đại nhân, thì ra là vũ đế cái thế, chủ thánh vực ngày xưa. Lòng Thương Ngô Khung mừng như điên, tuy không biết người này tại sao cứu chính mình nhưng nếu đã ra tay tức là Thương Ngô Khung không chết được. Diệp Nam Thiên nhìn Lý Vân Tiêu. Nể mặt ta hãy tha cho hắn đi. Hả, ha 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 ha. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Diệp Nam Thiên, ta kính trọng ngươi là tiền bối nhưng ngươi xen vào hơi nhiều, cho rằng ra dễ nói chuyện sao. Diệp Nam Thiên nói. Hiện tại ma kiếp sắp tới, nên là thiên hạ đồng lòng. Thương Ngô Khung là chấp chính ti của thánh vực, nhất định có thể cống hiến sức mạnh lớn lao, giết thì tiếc. Hay là cho hắn lập công chuộc tội đi. Lập công chuộc tội, ngươi bị nhũn não sao? Lý Vân Tiêu tức giận quát. Ta giết hắn là vì thù riêng, nói gì lập công chuộc tội. Còn nhúng tay vào chuyện của ta thì đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Diệp Nam Thiên biến sắc mặt, chưa từng có ai dám nói kiểu đó với gã, dù là Lý Vân Tiêu thì gã cũng sẽ không nhịn. Nhưng Diệp Nam Thiên nghĩ lại mình có điều nhờ và người ta nên cố dằn tính nóng xuống. Diệp Nam Thiên nói, ta nhất định bảo vệ Thương Ngô Khung, ngươi đừng quên vài lần ta giáng lâm xuống người Diệp Phàm đã cứu ngươi. Chẳng lẽ không thể cho ta chút mặt mũi sao? Lý Vân Tiêu lặng im, đúng là Diệp Nam Thiên có ơn với hắn, không thể không trả ơn được. Nhưng ngày xưa Thương Ngô Khung hại Hoa Thiên Thụ, thậm chí hại chết Lý Vân Tiêu, dù không hoàn toàn là Thương Ngô Khung sai khiến nhưng cũng thuộc một trong các chủ mưu, nếu tha cho thì quá dễ dàng rồi, không hợp tính cách của Lý Vân Tiêu. Diệp Nam Thiên nói, về tình về lý thì Thương Ngô Khung và ngươi có thủ riêng, nên giết. Về ơn thì ta mấy lần cứu ngươi thoát khốn, nể mặt ta, ngươi không nên giết hắn. Về đại nghĩa thì Thương Ngô Khung là một trong lãnh tụ thiên hạ, mà kiếp sắp tới, ngươi không nên giết hắn. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Đừng nói đạo lý linh tinh gì với ta, dài dòng quá. Bản thiếu gia muốn giết liền giết, không muốn giết thì không giết. Nhưng có một điều ngươi nói đúng, ngươi có ơn với ta, bản thiếu gia không thể không báo. Ta có thể tha cho Thương Ngô Khung nhưng từ nay xóa bỏ ân tính trước đó của ngươi và tay, ngươi có chịu không? Diệp Nam Thiên giật mình, do dự. Diệp Nam Thiên nhiều lần ra tay giúp Lý Vân Tiêu một vì giúp Ba Hạo Phong, hai vì kết thân với chủ nhân giới thần bi. Tất cả diễn ra vô cùng thuận lợi, nếu vì cứu Thương Ngô Khung mà lãng phí những ân tình này thì hơi không đáng giá. Nếu lôi ân tình ra trong trường hợp khác có thể đổi lấy ích lợi càng lớn hơn. Chẳng lẽ ngươi không thể từ đại nghĩa? Đủ rồi. Lý Vân Tiêu tức giận ngắt ngang. Nếu ta giết cả nhà ngươi thì ngươi có thể xuất phát từ đại nghĩa tha cho ta không? Ta là chủ giới thần bi, là chủ lực tương lai kháng ma. Mặt Diệp Nam Thiên xanh mét không nói nữa, khẽ thở dài. Được rồi. Thương Ngô Khung mừng như điên, vội kêu lên. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Diệp Nam Thiên lắc đầu. Là tự ngươi gieo, nhân. Ta không thể thay đổi, quả, cho ngươi, hãy tự bảo trọng. Thương Ngô Khung giật mình kêu lên. Cái gì? Diệp Nam Thiên nói.
Người muốn giết hắn thì cứ giết, ta mặc kệ. Diệp Nam Thiên tiếc không muốn lãng phí ân tình với Lý Vân Tiêu. Diệp Nam Thiên đại nhân. Thương Ngô Khung sốt ruột hét to. Ta là chấp chính ti của thánh vực, người là tiền bối thánh vực, không thể ngồi xem mặc kệ. Diệp Nam Thiên chắp hai tay sau lưng phất lờ Thương Ngô Khung kêu gào cầu cứu, hoàn toàn đặt quyết tâm. Lý Vân Tiêu chắp tay hướng Diệp Nam Thiên. Đa tạ. Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra sát khí tới gần Thương Ngô Khung. Thật ra mới rồi Lý Vân Tiêu có cơ hội giết Thương Ngô Khung nhưng lần đầu tiên thi triển ảo thuật với cường giả thần cảnh, hắn muốn thử xem mình có thể làm được đến trình độ nào nên đã bỏ lỡ nhiều thời gian, với Diệp Nam Thiên ra. Lý Vân Tiêu không muốn phức tạp nữa, tay phải chộp, kiếm thương trảm hồng hiện ra trong lòng bàn tay, muôn vàn kiếm ý lượn vòng quanh thân. Thương Ngô Khung sợ hãi lùi ra sau, rít gào liên tục. Lý Vân Tiêu, ngươi không muốn biết toàn bộ sự thật sao? Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tia sáng lạnh giễu cợt. Đương nhiên muốn biết, nhưng ta sẽ dùng cách của mình tìm ra đáp án từ trong não của ngươi. Kiếm thế vung lên, muôn vàn tinh thần tụ lại, bầu trời chấn động trước kiếm uy. Kiếm ý đầy trời bao phủ, kiếm thức chưa ra đã khí lạnh thấu xương. Tốt, tốt, tốt. Thương Ngô Khung biết không thể may mắn thoát khỏi, liên tục gầm giống ba chữ tốt rồi giữ tợn cười như điên, ha ha ha. Muốn giết ta? Muốn rút hồn phách của ta tìm tòi ký ức. Làm sao ta có thể cho ngươi như nguyện? Trụ quang trong tay Thương Ngô Khung tỏa sáng chói lòa. Làn da trên người Thương Ngô Khung già nhanh với tốc độ mắt thường trông thấy, khuôn mặt biến tang thương, tóc đen hóa trắng. Điều duy nhất không thay đổi là đôi mắt thù hận và tức giận. Chợt một người hiện ra bên cạnh Diệp Nam Thiên, là Bí Đình Phong. Bí Đình Phong biểu tình giật mình kêu lên. Nguy rồi, hắn muốn tự bảo. Thương Ngô Khung hoàn toàn phát cuồng. Ha ha ha, Diệp Nam Thiên, nếu ngươi đã thấy chết không cứu vậy thì chết chung với Lý Vân Tiêu đi. Thương Ngô Khung dùng quy tắc trụ quang thiêu đốt tất cả tuổi thọ của mình, vùng đan điền không ngừng gã ánh sáng phản chiếu cùng trụ quang. Diệp Nam Thiên biến sắc mặt nói. Chết tiệt, ngươi muốn hủy cả thánh vực sao? Diệp Nam Thiên tức giận quát. May mắn ta không ngốc đi cứu ngươi, kẻ ích kỷ như vậy chết cũng không quên kéo người xuống nước chung. Thật là sỉ nhục của thánh vực. Ánh sáng vàng cường đại dâng lên từ tay Diệp Nam Thiên, thuyền nặc á bay ra khỏi tay. Người Diệp Nam Thiên tỏa ánh sáng chói lòa, bắt đầu diễn hóa thế giới. Lúc này khó thấy rõ thân hình Thương Ngô Khung, hoàn toàn bị ánh sáng từ trụ quang, vùng đan điền bao phủ như một vầng mặt trời, dao động nguyên lực khủng bố từng đợt truyền ra. Thương Ngô Khung điên cuồng rít gào. Ha ha ha, ích kỷ, con người sao không ký kỷ được? Ta sắp chết rồi, ai quan tâm các ngươi chết sống thế nào? Ai thèm biết thánh vực ra sao? Ai cần quan tâm thiên hạ chết sống? Mặt Thương Ngô Khung vặn vẹo biến hình không ra hình người, thân thể trướng căng như được bơm hơi. Cùng nhau ra tay áp chế hắn. Sắc mặt Diệp Nam Thiên âm trầm hét to. Đừng để lực lượng vụ nổ trùng kích đến thánh vực. Một cường giả quy chân thần cảnh tự bạo, còn có trụ quang cũng bị cuốn vào tự bạo thì uy lực khủng bố biết bao. Dù Lam Tuyết Thánh Thành cứng rắn hơn nơi khác nhưng không chịu nổi trọng kích như vậy. Tuân lệnh. Hai tay Bí Đình Phong vẽ vòng tròn, kết giới màu vàng đón gió tăng vọt bay hướng Thánh Thành như cấy lồng chụp trong suốt bao phủ tứ cực. Kiếm ý của Lý Vân Tiêu ngưng tụ tới cực điểm, cánh tay vung nhẹ. Muôn vàn kiếm ảnh lơ lửng bốn phía ánh sáng tan vỡ biến thành vô số ánh huỳnh quang màu nhạt bay đầy trời. Kiếm chảm tinh thần. Lý Vân Tiêu không xông lên trước mà đẩy kiếm thương chảm hồng tới trước. Một luồng sáng trắng như hồng xuyên qua muôn vàn ánh sáng đâm vào huyễn quang đằng trước. Con người Diệp Nam Thiên hơi co rút, chớp mắt hai tay biến thành trường. Thuyền nặc á lượn vòng biến thành giới quang ánh sáng vàng rực rỡ như hàng rào răng ra, vòng qua phạm vi mấy ngàn trượng cố định lại nguyên không gian. Ầm 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 ầm. Khi thuyền nặc á bay ra thì kiếm thương chảm hồng đâm vào huyễn quang, trực tiếp xuyên thấu thân thể Thương Ngô Khung. Thương Ngô Khung không cam lòng rít gào. Các ngươi chắc chắn cũng sẽ chôn cùng. Thương Ngô Khung hoàn toàn nổ tung, uy năng khủng bố tạc nổ tụ quang. Hai lực lượng tụ lại với nhau như bão tố sấm chớp bắn hướng bốn phía. Ầm 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 ầm. Lực lượng thế giới của thuyền nặc á biến thành giới quang bị trùng kích không ngừng nổ vang. Xung lực như rông bão phá giới quang bay ra, như sao băng rơi xuống đất. Ầm 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 ầm. Từng luồng sáng như pháo hao rơi xuống lồng chụp trong suốt bắn lên sóng gợn rồi vụt tắt.
dị cảnh trên bầu trời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả nhìn chằm chằm trên bầu trời, nhưng Bí Đình Phong thi triển ra lồng chụp không chỉ ngăn giữ âm thương Ngô Khung tự bạo mà còn có thể ngăn cản thần thức, khiến người bên dưới không nhìn thấu, không hiểu bên trên xảy ra chuyện gì. Uy lực thuyền nặc á cản lại đa số lực lượng tự bạo, còn sót lại không nhiều. Lát sau Diệp Nam Thiên thu về giới quang, thuyền nặc á và ánh sáng vàng chui vào thân thể Diệp Nam Thiên, sắc mặt tái xanh. Một kích khủng khiếp đến thế dù là Diệp Nam Thiên cũng khó tránh khỏi bị thương không nhẹ, nhưng cố gượng không biểu hiện ra ngoài. Thời gian khoảng một tách trà sau, năng lượng trên bầu trời tán đi gần hết, Bí Đình Phong thu màn sáng về. Bí Đình Phong thi triển thuật Na Di chuyển rời năng lượng nguy hiểm còn sót lại trên trời ra ngoài. Bên ngoài mấy trăm dặm vụ nổ, Lý Vân Tiêu, Bí Đình Phong, Diệp Nam Thiên hiện hình. Trừ Lý Vân Tiêu ra bộ dáng hai người khác khá tệ, tổn sức háo nhiều, mặt trắng bệch như giấy. Bí Đình Phong ân cần hỏi han. Đại nhân có sao không? Diệp Nam Thiên lắc đầu, dầu dĩ nói. Không ngờ thương Ngô Khung cực đoan như vậy, may mắn ta không cứu hắn. Không thì tương lai ma kiếp đến loại người này vì cầu sinh có thể làm bất cứ chuyện gì. Tuy Lý Vân Tiêu không bị vụ nổ trùng kích nhưng sắc mặt không dễ nhìn, dù sao hắn rất chú trọng có lấy được ký ức của thương Ngô Khung không. Nếu không phải Diệp Nam Thiên cố tình nhúng tay vào thì Lý Vân Tiêu đã khốn chết thương Ngô Khung trong ảo cảnh, nắm chắc siêu tầm ký ức rất lớn. Hiện tại Lý Vân Tiêu chỉ còn đường đi Phù Không Đảo, hy vọng sẽ tìm ra sự thật vụ việc, tìm được Hoa Thiên Thụ. Diệp Nam Thiên cảm thấy lúng túng, chân thành xin lỗi. Lý Vân Tiêu, chuyện hôm nay lỗi do ta lỗ mãng. Lý Vân Tiêu uể oải xua tay. Việc đã đến nước này có nhiều lời cũng vô ích, nếu đại nhân muốn tiếp quản thánh vực thì ta rất đồng ý, nhưng hy vọng hãy thay đổi người đảo Huyền Ly hết đi, ta không thích nhân viên cũ của thánh vực. Diệp Nam Thiên nói, ta sẽ suy xét đề nghị của ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng của Diệp Nam Thiên tuy không lộ vẻ qua loa nhưng ánh mắt, sắc mặt nhỏ tỏ rõ không để bụng. Ta muốn hỏi thăm đại nhân một việc, có biết Phi Thanh, Công Dương Chính Kỳ hiện đang ở đâu không? Sau khi Lý Vân Tiêu chia tay bàn nghị gần như điều tra khắp thánh vực mà không thấy bóng dáng hai người này, chỉ tìm thấy thương Ngô Khung. Tổ chức đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất vẫn đang hừng hực khí thế diễn ra, thánh vực chỉ còn ba chấp chính ti nhưng vắng mặt mất hai người. Một người thì thờ ơ rửng rưng, hơi lạ. Diệp Nam Thiên nói, ta biết hai người đang bế quan tu hành, phụ tử Vi Thanh rời khỏi thánh vực. Công Dương Chính Kỳ thì, dường như đi thần đô. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi, ở chung với Mộng Linh Chân Quân. Diệp Nam Thiên gật đầu. Lý Vân Tiêu lại hỏi, đại nhân có cách nào vào thần đô không? Ta có chuyện muốn gặp Mộng Linh Chân Quân. Diệp Nam Thiên lắc đầu nói, cánh cửa thần đô chỉ có thể mở từ bên trong hoặc bên ngoài cưỡng ép vào, ta luôn liên lạc với Mộng Linh Chân Quân nhưng mãi chưa có kết quả. Lý Vân Tiêu suy tư. Hiện tại là lúc phi thường, đã không liên lạc được vậy thì cưỡng ép mở thần đô ra thăm dò đi. Diệp Nam Thiên, Bí Đình Phong cùng kêu lên phản đối. Không được. Hai người bị đề nghị này hù sợ. Tại sao? Lý Vân Tiêu khó hiểu hỏi. Không lẽ là vì địa giới? Diệp Nam Thiên gật đầu nói. Tuy trên danh nghĩa thần đô thuộc về thánh vực quản lý nhưng thật ra không phải của thánh vực mà là địa giới. Dù bản thân Mộng Linh Chân Quân, ngày xưa tuy là chấp chính ti, một trong tam lão thần đô nhưng thật ra lại là người địa giới. Người địa giới. Lý Vân Tiêu suy tư ý nghĩa câu nói này, kinh kêu. Chẳng lẽ địa giới cũng có kiểu truyền thừa? Đương nhiên. Diệp Nam Thiên trả lời. Người có thể xem địa giới như một môn phái. Bọn họ tu luyện lực lượng hơi khác với chúng ta nhưng đại khái giống nhau. Dù sao chúng ta tham ngộ quy tắc đa phần là lực lượng thiên giới, nhưng lực lượng địa giới cũng trong phạm vi giới lực thiên vũ giới, vì vậy đại thể giống nhau, chỉ khác biệt nhỏ. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rất nhiều. Nói vậy Mộng Linh Chân Quân là chủ địa giới. Mộng Linh Chân Quân có thể khống chế Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Diệp Nam Thiên nói, Mộng Linh Chân Quân có phải là chủ địa giới không? Có thể khống chế Hoàng Tuyền Minh Hỏa hay không thì ta không biết. Lần này đến thánh vực có ba mục đích lớn, một trong số đó là gặp Mộng Linh Chân Quân một lần, bàn chuyện. Đáng tiếc không hoàn thành được cái nào trong ba mục đích. Diệp Nam Thiên cười khổ. Lý Vân Tiêu tò mò hỏi. Ba mục đích lớn. Diệp Nam Thiên không giấu giếm. Một là gặp Mộng Linh Chân Quân, nói chuyện địa giới với hắn.
hai là liên hợp thánh vực, để lực lượng đảo huyền ly thẩm thấu vào, trợ giúp thánh vực nâng cao thực lực tổng thể. Ba là bàn bạc chuyện hóa thần hải, nhanh chóng trừ bỏ khối u này. Bí Đình Phong cười khổ nói. Hiện tại không thấy được Mộng Linh chân quân, chuyện thứ nhất khỏi nói nữa. Chỉ còn lại một chấp chính ti lại bị Vân Tiêu công tử giết, hiện tại không tìm được người cầm quyền thực tế của thánh vực, hai việc sau thì không thể nói được. Lý Vân Tiêu hỏi. Ta muốn biết đại nhân định đối phó hóa thần hải như thế nào? Diệp Nam Thiên trả lời. Hóa thần hải là nơi thuật luyện sư trong thiên hạ tụ tập, không thể xóa sạch ngay mà phải lần lượt trừ bỏ. Ta tạm thời không muốn lộ ra lực lượng đảo huyền ly trước mắt thế nhân, vì vậy chỉ có thể lấy thánh vực, thiên vũ minh dẫn đầu, chúng ta từ bên cạnh hỗ trợ trừ bỏ người ma tu trong hóa thần hải, phong ấn cổ ma tinh. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Trừ sạch người ma tu. Cách này qua cực đoan. Diệp Nam Thiên nghiêm túc nói. Không hề cực đoan, những người ma tu này là vật thí nghiệm của Lỗ Thông Tử, e rằng để ma quân giáng lâm dùng, với cách này chống cự giới lực thiên vũ giới áp chế. Dù trừ khử Lỗ Thông Tử thì chúng ta không rõ những ma tu còn che giấu nguy hiểm gì không, chém hết mới yên tâm. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Bản thiếu gia đồng ý giúp việc giết Lỗ Thông Tử, nhưng việc tiêu diệt hết ma tu thì xin lỗi. Ta không chút hứng thú, hơn nữa cực kỳ ghét cách này, sẽ không tham gia. Được, những việc này để chúng ta làm. Diệp Nam Thiên mắt lóe tia sáng. Nếu bây giờ không tìm ra người phụ trách thánh vực vậy thì Thiên Vũ Minh dẫn đầu trừ bỏ hóa thần hải đi. Lý Vân Tiêu do dự hỏi. Lúc nào lên đường, có thể chờ hơn một tháng nữa không? Lý Vân Tiêu muốn đi Phù Không Đảo một chuyến. Không được, trễ một ngày cũng không được. Diệp Nam Thiên nghiêm mặt nói. Vân Tiêu công tử nên biết hóa thần hải nguy hiểm thế nào, nếu không phải không tìm thấy người phụ trách thánh vực thì chúng ta đã sớm hành động. Hạo Phong cũng đi Nam vực thành Viêm Vũ tìm Vân Tiêu công tử, hơn phân nửa là bỏ lỡ người. Ta định chờ Hạo Phong trở về nếu thánh vực không thấy bóng dáng chấp chính thì đâu sẽ hành động một mình. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ chuyện Hoa Thiên Thụ đã bỏ lỡ hơn 20 năm thì không vội vàng trong một lúc. Lý Vân Tiêu cũng quan tâm tình hình cổ ma tỉnh, càng lo lắng hai bằng hữu tốt Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, tình huống của đệ tử Dương Địch. Lý Vân Tiêu quyết định. Được, ta và các ngươi đi hóa thần hải một chuyến. Diệp Nam Thiên reo lên. Đại thiện, ta biết ngay Vân Tiêu công tử là người đáng tin. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Bất nịnh tho ta đi, chẳng qua là thiên hạ hưng vong. Thành Viêm Vũ không có truyền tống trận đi thông hóa thần hải. Ta điều phái mấy người đến thánh vực rồi cùng nhau xuất phát. Diệp Nam Thiên nói. Hóa thần hải đã phong tỏa con đường truyền tống đi thánh vực. Chúng ta hoặc là từ đường cũ qua tạm thời chém ra hư không, sẽ đi ra gần hóa thần hải. Hoặc là thành ly quang hỏa thụ bất dạ thành, nhưng hơn phân nửa thẩm tra sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ. Thôi đi từ thành ly quang qua, với thế sét đánh không kịp bưng tai vượt qua phong tỏa chạy vào hóa thần hải. Đi đường cũ thì mạo hiểm rất lớn. Con người Lỗ Thông Tử học xuyên xưa nay, tài năng kinh thiên vĩ đại, nếu dở trò trong con đường thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Tốt, vậy cứ làm theo lời ngươi nói, hội hợp ở thành Ly Quang. Diệp Nam Thiên quyết định ngay. Bí Đình Phong đại nhân hãy lập tức điều động người, kêu ty trưởng có thể khống chế trong thánh vực qua, để bọn họ triệu tập người cùng nhau đi hóa thần hải. Bí Đình Phong nhíu mày nói. Nhưng phải có người chơi gần chừng đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất, cũng có thực lực cường đại tỏa chấn. Hiện tại thánh vực đã trống rỗng, nếu điều những người còn lại đi. Ta sợ. Sắc mặt Diệp Nam Thiên khó chịu hừ mũi. Vốn tổ chức Phú Quyết cũng không có gì đáng trách, nhưng Vi Thanh, Công Dương Chính Kỳ đều không ở thì rất kỳ lạ. Hiện tại không lo nhiều được, xóa bỏ ma tu hóa thần hải quan trọng hay Vũ Quyết quan trọng hơn. Triệu tập tất cả người có thể điều động lại đây hết sao? Lý Vân Tiêu nói, nếu bắt giữ hóa thần hải đúng là khó khăn, e rằng sẽ tổn thương nhiều thuật luyện sư, tạo thành tổn thất lớn khó thể bù đắp cho thiên vũ giới. Hơn nữa trong cổ ma tỉnh đang là tình hình thế nào thì không ai biết, hy vọng đảo Huyền Ly sẽ phái thêm vài người đến. Diệp Nam Thiên nói, đảo chủ đại nhân rất chú trọng việc này, nên mới phái ta và Hạo Phong đến. Trên đảo có thể điều khiển bao nhiêu cao thủ đa số đã tới đây? Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Có thể điều khiển, là sao, chẳng lẽ đảo Huyền Ly còn có người mà các người không thể điều khiển? Diệp Nam Thiên nói.
Có rất nhiều cường giả vào đảo Huyền Ly rồi luôn bế quan không ra, có người phong ấn bản thân. Lúc này đều cần có người đi thức tỉnh bọn họ. Lý Vân Tiêu nói, lần này bao nhiêu người đi hóa thần hải, nguyên đảo Huyền Ly có bao nhiêu người? Bí Đình Phong nhướng mày nghe, cảm thấy vấn đề này rất đường đột. Lý Vân Tiêu cũng biết mình hơi mạo muội, nhưng hắn rất muốn biết. Dù sao thực lực đảo Huyền Ly mới là sức chiến đấu mạnh nhất có thể lấy ra trong một giới. Diệp Nam Thiên mỉm cười nói. Số liệu này đừng nói ta không biết, dù là đảo chủ cũng chưa chắc biết. Mấy năm nay có bao nhiêu người vào đảo Huyền Ly chắc có thống kế, nhưng nhiều người đang bế quan hoặc tự phong ấn mình, không ngăn được năm tháng trôi qua, có nhiều người trực tiếp chết. Còn về số người lần này đi hóa thần hải, tính cả ta và Hạo Phong có tổng cộng 30 người. Trong đó 5 người hư cực thần cảnh, 9 người trưởng thiên thần cảnh, còn lại đều là quy chân thần cảnh. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, vỗ tay cười nói. 24 vị cường giả thần cảnh, đừng nói san bằng hóa thần hải, dù bình thiên hạ cũng dư sức. Ngươi lạc quan như vậy thật sao? Diệp Nam Thiên lo lắng nói. Theo lời Hạo Phong thì ngày đó một mình Lỗ Thông Tử thả ra 36 thập phương hung hồn sát, đây chính là 36 vị tồn tại quy chân thần cảnh. Lý Vân Tiêu trừng Diệp Nam Thiên. Thế thì sao, còn chẳng phải bị Hạo Phong đại nhân một đao tiêu diệt. Huống chi đó là trong vĩnh sinh chi giới, với tình huống không bị giới lực ức chế. Trong hóa thần hải ma đầu đều bị giới lực áp chế, thực lực giảm mạnh. Chúng ta chỉ có 5 vị tồn tại hư cực thần cảnh, có Nam Thiên đại nhân, Hạo Phong đại nhân cách tạo hóa cảnh có một bước. Nếu đến vậy mà không thể áp chế được hóa thần hải thì tương lai mở ra đường hầm hai giới, đàn ma giáng lâm thì chúng ta còn có đường sống không? Diệp Nam Thiên gật đầu nói. Lời ngươi nói rất có lý. Bỏ đi nhiều nghi ngờ của ta. Dù sao ngươi và Lỗ Thông Tử đã đánh nhau ngay mặt mấy lần, hai đời đều làm trưởng lão danh dự của hóa thần hải, hiểu biết tình huống trong đó hơn chúng ta. Từ ngươi dẫn đầu tổ chức cuộc tấn công này thì càng tốt hơn. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. À, ta dẫn đầu. Lý Vân Tiêu vội từ chối. Không được, Nam Thiên đại nhân, Hạo Phong đại nhân dẫn đầu là hơn, không thì về lãnh đạo sẽ xảy ra vấn đề. Những lão quái làm sao nghe theo ta chỉ huy được. Bí Đình Phong ngạc nhiên, nhẹ gật đầu thầm nghĩ Lý Vân Tiêu xem như biết điều, chưa mụ mị. Diệp Nam Thiên cười nói. Ngươi lo lắng cũng có lý, vậy thì chọn dùng kiểu liên hợp, hai lãnh đạo. Ta dẫn dắt đảo Huyền Ly và Thánh Vực, ngươi thì dẫn dắt Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy là tốt nhất, bây giờ ta truyền tin về, gặp mặt ở thành Ly Quang. Nói xong Lý Vân Tiêu xoay người đi, kiếm quang độn quang biến mất trên bầu trời. Diệp Nam Thiên nhìn Lý Vân Tiêu đi xa, nói với Bí Đình Phong. Nhanh chóng triệu tập người thánh vực, để lại hai vị đỉnh vũ đế tọa trấn thánh vực là được, những người khác đều theo ta đi hóa thần hải. Bí Đình Phong lĩnh mệnh lập tức đi chấp hành. Tuân lệnh, Lý Vân Tiêu đi dạo mấy vòng trong thánh vực nhưng không phát hiện tung tích Mộng Vũ. Thậm chí lại đi Toái Vân Thiên Xuyên một lần nhưng không thấy bóng dáng Mộng Vũ, chắc đã rời khỏi thánh vực. Lý Vân Tiêu thở dài, bây giờ hắn lo nhất là Hoa Thiên Thụ và Dương Địch, tỷ đệ Mộng Vũ, Mộng Bạch, Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên. Nhưng dục tốc thì bất đạt, chỉ có thể trải vuốt từng sự kiện, ít ra hiện tại Mộng Vũ, Mộng Bạch ở bên cạnh Vi Thanh không có nguy hiểm, hơn nữa thực lực tăng cao vùn vụt cũng là cách hay. Chuyện Hoa Thiên Thụ kéo dài lâu như vậy không nôn nóng trong một lúc. Dương Địch, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên mới là việc gấp. Quyết định xong Lý Vân Tiêu lập tức thi triển bí pháp truyền tấn về thành Viêm Vũ, hắn đi Tàng Thư Lâu tìm Bàn Nghị, cùng nhau đi thành Ly Quang. Bàn Nghị không muốn chút nào, mãi khi Lý Vân Tiêu nói dẫn gã đi xem đỉnh cường giả thật sự quyết chiến thì mới lưu luyến không rời rời đi. Ngay lúc này, một tòa thành nhỏ phồn hoa trong Bắc Vực, người đến người đi qua lại không dứt. Trong thành có nhiều người giàu đeo vàng đeo bạc đi đường. Huyền khí của vũ giả khảm các loại bảo thạch tăng phúc toát ra hơi thở giàu có. Trong tiệm nhỏ ven đường bày các loại đan dược, huyền khí đầy rẫy làm người ta hoa mắt. Cả thành thị như một nơi tập kết vật phẩm thuật luyện lớn, tràn ngập phồn hoa, phú quý, huyên náo, náo nhiệt. Nơi này là thành trì cách hóa thần hải gần nhất, tuy khắp nơi trong thiên hạ đều có truyền tống trực tiếp đi truyền tống trận hỏa thụ bất dạ thành, nhưng các chế độ điều lệ trong bất dạ thành cực kỳ nghiêm khắc. Không sơ sẩy chút gì, không phải tất cả mọi người đều thích. Ngược lại hoàn cảnh thoải mái, náo nhiệt trong thành Ly Quang hấp dẫn nhiều vũ giả, thương nhân hơn.
Thành Ly Quang là một tòa thành nhỏ nhờ vào Bất Dạ Thành mà phồn hoa, như cái bóng của Bất Dạ Thành. Tuy nhiên mỗi ngày lượng giao dịch của Thành Ly Quang không thua gì Bất Dạ Thành, thậm chí rất nhiều huyền khí, đan dược cửu giai đều lưu thông trong Thành Ly Quang. Trong đám đông có một đôi nam nữ nhàn tản đi dạo, lười biếng nhìn bốn phía như không quan tâm cái gì rồi lại như cái gì cũng muốn nhìn xem. Nam nhân mặt khô vàng, khuôn mặt chữ điền ngay ngắn, mày rậm mắt to, mặc trang phục xa hoa. Nữ nhân đeo mạng che mặt mỏng nhưng chân thô eo mập, ai nhìn lướt qua đều không muốn xem lại lần thứ hai. Hai người nhàn nhã đi dạo hưởng thụ thú vui cuộc sống. Đột nhiên phía trước đám đông truyền đến sao động, dường như xảy ra chuyện gì khiến vũ giả đang giao dịch hai bên đứng lại, đưa mắt nhìn qua. Có chuyện gì vậy? Hình như Mạn Bắc có người đánh lộn, động tĩnh không nhỏ. Mạn Bắc cũng không phải khu thương mậu, sao lại có người đánh nhau? Hơn nữa đội chấp pháp Thành Ly Quang không phải chỉ biết ăn không ngồi rồi. Đúng vậy, ta nghe nói mậu dịch trong Thành Ly Quang có nhiều đại sư hóa thần hải đều có phân ngạch trong đó, nên đội chấp pháp cũng là số một, không yếu hơn những lực lượng siêu thế lực. Có tin tức đây, hình như không phải đánh nhau mà nghe đồn là truyền tống trận bị hủy. Truyền tống trận nguyên Thành Ly Quang đều bị hủy. À, xảy ra chuyện gì, không thể nào. Các thanh âm giật mình không ngừng vang lên. Càng nói càng khẳng định. Có vẻ truyền tống trận thật sự bị hủy, hình như không phải một, hai cái mà là nguyên khu vực truyền tống đều bị trọng kích. Đôi nam ữ đứng trong đám đông liếc nhau, mắt lóe tia sáng kinh sợ. Nữ nhân kéo mạng che luôn sống mũi, khẽ nói. Ca, có khi nào hắn đuổi theo tới không? Nam nhân nhíu mày rậm rồi chân mày giãn ra. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, có lẽ là vậy. Nhưng Thành Ly Quang là đất, sống, của chúng ta, tuyệt đối không sai. Dù hắn có đến thì chỉ có thể trốn tại đây. Nữ nhân truyền âm. Hơn phân nửa phòng yếu ly có thể tính ra chúng ta ở đây, sợ chúng ta trốn nên hủy khu truyền tống, sau đó là bắt lươn trong thúng. Nam nhân truyền âm lại. May mắn tuy Thành Ly Quang không lớn nhưng gần hóa thần hải, đông người, không thiếu người vũ lực siêu mạnh. Trừ phi hắn giết chóc đồ sát hết. Không thì trong một lúc khó tìm ra chúng ta. Nữ nhân lo lắng hỏi. Vậy hãy nói xem hắn có khi nào sẽ đổ sát không? Nam nhân á khẩu. Cái này. Nam nhân cười khổ nói. Nghe muội nói xong thì rất có thể. Người này là tên điên, mà một kẻ điên không có tính người, có thể luyện hóa cả quốc gia của mình chứ nói gì một thành bình thường. Nữ nhân lo âu nói. Nếu vì chúng ta mà liên lụy nhiều người vô tội chết đi thì làm sao chúng ta yên tâm được? Biểu tình nam nhân trầm trọng, mắt lóe tia sáng lo lắng. Nam nhân lẩm bẩm. Đường sống này nằm ở đâu? Chẳng lẽ chờ lỗ thông tử hóa thần hải tới cứu chúng ta sao? Đột nhiên từ Mạn Bắc vang tiếng hét chói tai. Nguy rồi, giết người. Thoáng chốc hỗn loạn, nhiều người từ Mạn Bắc chạy trốn ra. Nam nữ hoàn toàn biến sắc mặt, tuy Thành Ly Quang không lớn nhưng cũng không nhỏ, khủng hoảng tuyền đến nơi này thì biết lúc trước đã tử thương vô số. Người xung quanh cặp nam nữ ngây ra, sau đó lộ vẻ khó tin. Giết người chẳng phải rất thường thấy sao, đừng hoảng loạn như vậy. Đúng rồi, ha ha ha, một đám chưa thấy qua quen mặt, thật mất mặt. Chờ xem đi, đội chấp pháp vô dụng thật, tốc độ giải quyết chậm như vậy. Sống có gì vui? Chết có gì buồn, đã lâu Thành Ly Quang không xảy ra chuyện, chắc đám đội chấp pháp bị thoái hỏa rồi. Trừ người từ Mạn Bắc chạy tới ra những người khác biểu hiện rất bình tĩnh. Một vũ giả mặt đẫm máu hét to, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không phải, đội chấp pháp đã bị người giết sạch. Cái gì? Đám đông rốt cuộc xôn xao, đa số lộ vẻ hoảng sợ, khó tin. Cặp nam nữ nét mặt xa sầm, mắt bốc cháy lửa giận, oán hận. Nữ nhân nói, ca, hắn quả nhiên bắt đầu đổ sát, làm sao đây? Nam nhân cay đắng nói, còn làm sao nữa, đành chờ đường sống xuất hiện. Nữ nhân sốt ruột nói, nhưng mà, thương vong quá lớn, với thực lực của hắn không cần một canh giờ là đủ đổ sạch thành trì. Trong một canh giờ này làm sao xuất hiện đường sống được? Có khi nào đại ca tính sai rồi không? Nam nhân buồn bực nói, muội nói bậy cái gì? Ca tiêu hao tuổi thọ thi triển ra thiên thần giám mới tính ra một đường sống, sao sai được. Hơn nữa ca nghiên cứu thái sơ chân quyết song tính chính xác khi bói toán nâng cao rất nhiều,
nếu không chớ chắc tính ra trước kiếp nạn này để sẵn sàng ứng đối. Nữ nhân oán trách, nếu không tại Thái Sơ chân quyết chưa chắc sẽ có việc này. Nam nhân gật đầu nói, cái này gọi là phúc và họa song hành, phúc rồi họa rồi phúc. Chuyện đời rất khó định nghĩa tốt hay xấu, bây giờ nhìn như chúng ta gặp đường chết nhưng thật ra có sự sống vô cùng. Hai người này là huynh muội Đoan Mộc Hữu Ngọc và Đoan Mộc Thương của Đoan Mộc Thế Gia. Lúc hai huynh muội đang tu luyện Thái Sơ chân quyết bỗng nhiên cảm ứng được sát khí, lập tức giải tán hết người trong thế gia, chạy thục mạng ra ngoài. Người đi lầu chống thế nên tránh thoát Phong Yếu Ly truy sát. Nhưng Phong Yếu Ly không phải hạng tầm thường, một đường rượt đuổi mãi tới tận đây. Đoan Mộc Thương nói, được rồi, dù ẩn chứa sự sống nhưng người nguyên cái thành này thì sao? Chẳng lẽ đường sống của chúng ta là ngày chết của bọn họ? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhíu mày, vẻ mặt buồn bã nói. Có lẽ mạng của chúng ta rất đáng giá, ông trời vì để chúng ta sống đành dùng mạng những người này đổi lấy. Đoan Mộc Thương ngơ ngác hỏi. Ca cũng cho là như vậy, vậy chúng ta vì sống mà khiến bọn họ chết là đúng hay sai? Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu nói. Ai có thể nói rõ ràng, nhưng con kiến còn ham sống. Chúng ta sao có thể vì thương tiếc mạng sống của những người này mà thản nhiên chịu chết? Từ đại nghĩa thì ta và muội sống sót phát huy ra lực lượng hơn xa những người này. Đoan Mộc Thương bất đắc dĩ thở dài. Ai? Lòng Đoan Mộc Thương tràn đầy buồn khổ, mắt chất chứa bất nhẫn, tự trách. Phía không xa đột nhiên vang lên thanh âm ung dung. Hai vị đừng quá tự trách, mà kiếp sắp đến, tương lai còn chuyện quan trọng hơn cần hai vị đảm đương. Nên giá trị mạng sống phải hơn xa đám người phàm này rồi. Một nam nhân áo trắng ngồi trước khung cửa sổ trà lâu nhấm nháp bánh ngọt, phớt lờ việc xảy ra ngoài cửa sổ. Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình kêu lên. Trác Thanh Phàm. Mắt Đoan Mộc Hữu Ngọc sáng rực, mừng như điên hỏi. Ha ha ha, ta tính ra đường sống là ngươi sao? Ngươi đến cứu ta, đa tạ, vô cùng đa tạ, thật là hoạn nạn thấy chân tình. Đoan Mộc Hữu Ngọc vội kéo Đoan Mộc Thương bước nhanh đi qua ngồi xuống đối diện Trác Thanh Phàm. Trên bàn bày mai hoa cao tinh xảo, một dĩa bánh bao. Đoan Mộc Hữu Ngọc cầm một cái bánh bao lên ăn. Trác Thanh Phàm nhíu mày nói. Làm ơn nhã nhặn chút. Ha ha, thật lâu không ăn qua thứ này, thử mùi vị để nhớ lại chút. Đoan Mộc Hữu Ngọc đặt bánh bao đã cắn hai miếng xuống dĩa, nuốt cái ực. Xin Thanh Phàm huynh nhanh chóng ra tay hàng phục người kia. Giảm bớt tử thương vô vị. Ha ha ha. Trác Thanh Phàm bật cười nói. Những người này chết vì huynh muội nhà ngươi, liên quan gì ta? Tại sao ta phải đi cứu bọn họ? Vẻ mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc đau khổ nghiêm túc nói. Con người tuy chia ra cao thấp quý tiện nhưng mạng sống đều như nhau. Nhìn đám người này chết hàng đống mà huynh nhẫn tâm vậy sao? Trác Thanh Phàm nhấp ngụm trà, cười nói. Ngươi nói đúng. Nhưng đường tu luyện vũ đạo thậm chí xem nhẹ mạng sống của mình chứ nói gì người khác. Đoan Mộc Hữu Ngọc ngẩn ngơ. Cái này. Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm ngâm nói. Tuy nói vậy nhưng cố gắng giảm bớt thương vong vẫn tốt hơn. Trác Thanh Phàm cười nói. Ngươi lại nói đúng, nhưng ngươi đề cao ta quá, năng lực của ta làm sao địch nổi quốc quân của Tuyết Chi Quốc. Ngươi làm vậy chẳng khác nào kêu ta đi chịu chết. Đoan Mộc Hữu Ngọc nghiêm ặt nói. Ta có dùng thiên thần thiêm suy tính rồi, trong thành Ly Quang sẽ có quý nhân áp chế được Phong Yếu Ly, cứu mạng ta, bây giờ xem ra đó chính là Thanh Phàm huynh, tuyệt đối không sai. Bởi vậy Thanh Phàm huynh đừng coi thường mình, nhất định sẽ chiến thắng Phong Yếu Ly kia. Trác Thanh Phàm lắc đầu nói. Ngươi nói xong ta càng khẳng định người cứu ngươi tuyệt đối không phải ta mà là người khác. Đoan Mộc Hữu Ngọc trợn to mắt nói. Thanh Phàm huynh đang nói đến Lỗ Thông Tử sao? Trác Thanh Phàm cười cười. Ai biết? Ầm 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 ầm. Phía xa trong tầm mắt chợt vang tiếng nổ, ánh sáng ngút trời, dao động nguyên lực khủng bố truyền đến chấn mặt bàn kêu lộc cộc. Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm giọng nói. Đến rồi, Thanh Phàm huynh thật sự không định ra tay sao? Trác Thanh Phàm cầm tách trà lên uống cạn, đặt xuống mặt bàn. Đương nhiên không phải, nếu không ngăn cản thì thành này sẽ bị hủy, cùng ta xuất chiến đi. Trác Thanh Phàm đứng dậy, tay phải chộp, một thanh phương thiên hỏa kích màu bạc trắng nằm trong tay, khí thế ngập trời, uy phong lẫm lẫm. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh ngạc kêu lên. Vậy mới rồi Thanh Phàm huynh. Trác Thanh Phàm nói. Vừa rồi đang uống trà chiều, giờ ăn đã xong, ra tay thôi.
Trác Thanh Phàm lắc người biến mất trước mặt bàn. Ầm 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 ầm, một luồng sáng trắng bắn ra chém vào trong tiệm, vị trí lúc trước ba người ngồi nháy mắt hóa thành hư vô. Nguyên cửa tiệm bốc hơi, không còn tồn tại. Giọng Phong Yếu Ly vọng vào. Đoan Mộc Hữu Ngọc, ra đi, ta cảm nhận được hơi thở của ngươi. Ánh sáng chợt lóe, Phong Yếu Ly xuất hiện bên trên phế tích, mặt lạnh băng nhìn bốn phía. Vừa rồi Trác Thanh Phàm bộc phát ra lực lượng, dao động nguyên lực cực mạnh bị Phong Yếu Ly bắt giữ. Phong Yếu Ly cảm thấy đó không phải Đoan Mộc Hữu Ngọc nhưng cũng là cường giả đẳng cấp thần cảnh, nên gã bất chấp chém một kiếm trước rồi nói tiếp. Giờ thần thức Phong Yếu Ly càn quét không phát hiện chút hơi thở nào, chỉ có nhiều hơi thở rối loạn sợ hãi khuếch tán bốn phía. Không tìm được người, Phong Yếu Ly sắc mặt âm trầm, sát khí bắn ra từ đôi mắt. Đoan Mộc Hữu Ngọc, ngươi là tiểu nhân, vì mạng sống của mình mà liên lụy Nguyên Thành chỉ rơi vào địa ngục. Người như vậy còn xứng truyền thừa Thái Sơ Chân Quyết sao? Xứng có được Cửu Diệu Tinh Trượng sao? Cút ra cho bản quân. Giọng Trác Thanh Phàm vang lên. Người nóng này nên ăn thức ăn thanh đạm là chính, có như vậy mới dưỡng gan ghẻ ẩm nóng này, đạt đến. Trác Thanh Phàm chưa nói xong Phong Yếu Ly một kiếm đâm vào hư không, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa chém nguyên hư không. Bùm! Lãnh kiếm băng xương chém vào Thương Hải như trần ngưng kết ra một tầng xương lạnh bao phủ chiến kích. Hai tay Trác Thanh Phàm bị đông. Trác Thanh Phàm cúi đầu nhìn Thương Hải như trần, cười nói. Ta còn chưa nói xong mà ngươi đã nóng nảy rồi. Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Ngươi nói cách đó rất rắc rối. Bản quân tức giận liền muốn giết người sẽ giảm nóng nảy, có thể dưỡng gan, rất đơn giản. Đôi mắt Phong Yếu Ly như băng tuyết vạn năm không tan trào phúng nhìn thẳng Trác Thanh Phàm, chợt mắt lóe tia sáng kỳ dị. Phong Yếu Ly hỏi. Ngươi là ai? Trác Thanh Phàm nói. Ta chỉ là một vũ giả sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ẩm thực có thứ tự, kiên trì mỗi ngày luyện võ. Vậy ngươi chết được rồi. Phong Yếu Ly lười nói nhiều với Trác Thanh Phàm, cổ tay xoay, lãnh kiếm băng xương lại đè xuống phát ra tiếng răng rắc đẩy Trác Thanh Phàm lùi mấy bước. Hiện tại không chỉ là cánh tay, nguyên người Trác Thanh Phàm kết lớp băng dày. Tay trái Trác Thanh Phàm bắt ấn chụp xuống thân kích. Tầng băng trên Thương Hải như trần và người gã bị hòa tan ngay, làn da lóe ánh sáng đỏ. Phù văn mới nổi lên trên chiến kích, bên trong truyền ra tiếng sóng biển ầm ầm không dứt. Đột nhiên một luồng sáng trắng bay ra từ hư vô, xoay tròn đánh vào sau lưng Phong Yếu Ly. Trong ánh sáng là một cây thước ngọc bị kích thích đến cực ha, phù văn lơ lửng trên thước phát ra âm rung vù vù. Đoan Mộc Hữu Ngọc vì đánh lén chúng mục tiêu thả hy sinh thước ngọc. Phong Yếu Ly cuồng cười. Ha ha ha, tìm được ngươi rồi. Mắt Phong Yếu Ly bắn ra tia sáng hưng phấn, quát nạt. Ấu chỉ. Đột nhiên tay phải Phong Yếu Ly chộp, vô số ánh sáng bạc từ cánh tay chiếu xuống tụ tập trong lòng bàn tay vỗ vào thước ngọc. Bùm. Ánh sáng bạc vừa tiếp xúc với thước ngọc thì làm nó nổ tung, nhưng các phù văn tụ mà không tán cùng với trùng kích biến thành tia sáng sắc bén chém xuống. Giờ phút này, Trác Thanh Phàm bắt chặt thời gian hét to. Vạn dặm đóng băng thiên ngọc toái, tuyết ánh sơn hà kinh lôi đình. Trên Thương Hải như trần tỏa ánh sáng chói mắt hòa hợp thành một với Trác Thanh Phàm, bao phủ gã trong ánh sáng đỏ đè hướng Phong Yếu Ly. Hai bên cùng tấn công, Phong Yếu Ly thu về kiếm thế biến thành kiếm giới che trước mặt. Ầm 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 ầm. Phong Yếu Ly bị đẩy lùi ra mấy chục trượng, cảm giác cánh tay tê dại, nguyên kiếm giới bị hai lực lượng trùng kích trở nên bất ổn. Phong Yếu Ly giật mình quát hỏi: Rốt cuộc ngươi là ai? Tuyệt đối không phải là vô danh tiểu tốt. Nhưng khi Phong Yếu Ly ngẩng đầu lên thì không thấy bóng dáng Trác Thanh Phàm đâu, Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng biến mất. Hừ, dựa vào trốn tránh có thể sống sao? Hơn nữa bản quân đã lĩnh ngộ thủ đoạn vừa rồi của các ngươi, bây giờ dùng lại sẽ không có hiệu quả gì. Chẳng bằng ngoan ngoãn đi ra, Ngô có thể suy xét cho các ngươi một đường sống. Hừ không lung lay, Trác Thanh Phàm hiện ra, vẻ mặt chân thành hỏi. Thật không, vậy gã ngoan ngoãn ra đây, thật sự sẽ tha cho chúng ta sao? Con người Phong Yếu Ly co rút, lạnh lùng nói. Vậy phải xem các ngươi có ngoan ngoãn không đã. Phong Yếu Ly múa lãnh kiếm băng xương, khí lạnh lan tràn tỏa định Trác Thanh Phàm. Ta rất là ngoan. Trác Thanh Phàm híp mắt cười nói. Cầu buông tha. Phong Yếu Ly hỏi. Đoan Mộc Hữu Ngọc đâu? Trác Thanh Phàm xòe hai tay, lắc đầu nói. Ta không quen biết hắn,
chỉ mới ăn chung bữa cơm với hắn. Phong Yếu Ly nói, ngươi không thành thật. Trác Thanh Phàm vội nói, oan uổng quá, ta toàn nói sự thật. Mắt Phong Yếu Ly bắn ra tia sáng lạnh, sát khí dâng lên, tuyết chi quốc hiện ra trên thân kiếm, tuyết bay đầy trời, vạn dặm đóng băng. Không thành thật thì chết đi. Mợ nó, ta có thành thật hay không chỉ bằng một câu nói của ngươi, vậy chẳng phải là lừa gạt ta sao? Trên Thương Hải như trần nổi lên ánh sáng lam, sóng dâng tràn bên trong, trăm sông đổ về một biển ngưng tụ thành kết giới màu lam cỡ 10 trượng đỡ lực lượng huynh quốc. Ầm 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 ầm. Thanh âm hùng hồn chấn động từ hai lực lượng đè ép. Thiên địa ầm vang, linh áp cường đại mở ra, trong phạm vi ngàn trượng lung lay, tất cả kiến trúc và người đều thành tro. Con người Phong Yếu Ly nở to, phát hiện Trác Thanh Phàm có thể đỡ nhát kiếm khuynh quốc của gã thì mắt bắn ra tia sáng lạnh. Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Quả nhiên có bản lĩnh, hèn gì dám nhảy nhót trước mặt ta. Mắt Phong Yếu Ly trở nên mông lung, ánh sáng hai màu kim ngân bắn ra đánh vào linh áp, chấn từng mảng ánh sáng như vằn nước lan tràn bốn phương tám hướng. Ầm 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 ầm. Thương Hải như trần dựng kết giới bỗng chốc vỡ nát, con người Trác Thanh Phàm co rút. Trong giây phút đó Trác Thanh Phàm một tay bắt ấn, lắc người biến mất khỏi lực lượng như núi lở. Ầm 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 ầm. Nhát kiếm khuynh thành đổ ập xuống, lực lượng khủng bố chém ra không trung đất đia ngàn dặm nhưng bị hụt. Cái gì? Phong Yếu Ly trợn to mắt như chuông đồng, khó tin nhìn. Phong Yếu Ly ngơ ngác lẩm bẩm. Không thể nào, đây là thần thông, có thể phá không dưới kiếm của bản quân. Phong Yếu Ly ngây người một lúc sau gã lấy lại tinh thần. Lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi thật sự có phải sống. Vậy bản quân sẽ tàn sát hết thành trì này rồi mới thi triển phong thiên ấn phong nơi này lại, dùng thái sơ chân quyết suy đoán vị trí của các ngươi, để xem các ngươi có cách ứng đối nào. Phong Yếu Ly giơ kiếm lên chém vào thành chưa bị phá hoại, tiếng nổ không dứt. Mỗi nhát kiếm đều xé rách thiên địa, vô số vong hồn. Hai màu kim ngân trong mắt Phong Yếu Ly càng thoải mái bắn ra. Thành trì phồn hoa mấy ngàn năm một chốc hóa thành phế tích, ngựa xe như nước biến thành địa ngục trần gian. Rất nhiều vũ giả chạy tứ tán trốn đi bốn phía thành Ly Quang, nhưng vẫn chín chết một sống, xác chết khắp nơi. Có một ít vũ giả không chạy kịp thì gầm giống sông hướng Phong Yếu Ly nhưng bị diệt ngay, thân thể hóa thành tỏ không tồn tại. Phong Yếu Ly chợt ngừng nâng kiếm lên, xoay người nhìn hư không phía xa. Trong hư không truyền đến chấn động tần suất từ yếu đến mạnh. Tuy yếu đến không thể nghe thấy nhưng Phong Yếu Ly nhạy bén bắt giữ được. A, rốt cuộc không nhịn được muốn đi ra sao? Ha 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 ha. Phong Yếu Ly cười như điên. Là lòng bất nhẫn giết chóc này hay không chịu được sự sợ hãi? Ha ha ha, thật là nhân loại nhỏ bé yếu ớt. Hư không đột nhiên nứt ra vết rạn rồi bị xé rách. Ánh sáng xanh chợt lóe, một bóng người bước ra ngoài. A, chuyện gì đây? Người đó từ giữa hư không đi ra, nhìn phế tích thê thảm trước mắt thì sửng sốt sau đó thấy Phong Yếu Ly ở phía xa thì càng ngây người. Phong Yếu Ly hét to một tiếng. Lý Vân Tiêu. Phong Yếu Ly trợn to mắt, mừng như điên. Ha ha ha, bản quân đang định tìm ngươi đây, ai ngờ ngươi tự đến. Phong Yếu Ly không rảnh tìm Đoan Mộc Hữu Ngọc, gã lắc người tới trước mặt Lý Vân Tiêu, vươn tay ra. Đưa tàn hồn cho Ngô. Lý Vân Tiêu nhấc tay gãi sống mũi, nghi ngờ hỏi. Là ngươi làm nơi này? Lý Vân Tiêu nghiêng mặt nhìn hư không hướng tây nam. Ai đó, ra đi. Phong Yếu Ly giật nảy mình vội nhìn hướng tây nam, giơ kiếm thế lên chém ra. Xoẹt! Bầu trời bị chém thành hai nửa, phương hướng kia dâng lên ngọn lửa đốt một tấm phù màu lam thành tro, Đoan Mộc Hữu Ngọc và Đoan Mộc Thương hiện ra. Lý Vân Tiêu ngây người hỏi. Là huynh muội các ngươi? Rảnh quá núp đi làm gì? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói. Mới ăn bữa cơm trưa với Trác Thanh Phàm, no nứt bụng nên đi ngủ trưa một giấc. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Trác Thanh Phàm, hắn cũng có đây. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua nhưng hoàn toàn không cảm ứng được Trác Thanh Phàm tồn tại, rất là giật mình. Hiện tại thuật thần thức của Lý Vân Tiêu không dám nói độc nhất trên đời nhưng cũng số một số hai, không ngờ đại hư không thuật lại thần diệu như vậy. Lý Vân Tiêu rất muốn dùng thuật thần chi quang thử xem có thể phá đại hư không thuật. Nhưng hiện tại Phong Yếu Ly, huynh muội Đoan Mộc có mặt, không tiện sử dụng. Lý Vân Tiêu đành hỏi. Các ngươi đang làm gì vậy? Chơi trốn tìm và đồ thành sao?
Lý Vân Tiêu nhíu mày nhìn cả thành phế tích, dĩ bị phá hủy hơn phân nửa, khắp nơi loang lổ vết máu, cánh tay chân cụt, vô cùng thê thảm. Mắt Lý Vân Tiêu bốc cháy lửa giận. Phong Yếu Ly nói, ngươi đừng quan tâm chuyện này, mau đưa tàn hồn cho Ngô. Phong Yếu Ly nóng ruột nóng gan. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, đưa ngươi, lúc đó có nói giết Lỗ Thông Tử rồi sẽ cho ngươi nhưng ngươi có giết không? Phong Yếu Ly hừ lạnh một tiếng. Nếu lúc đó không phải Ngô bám chân Lỗ Thông Tử cho ngươi thì e rằng ngươi đã chết trong vĩnh sinh chi giới, làm người nên hiểu đền ơn đáp nghĩa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Làm người nên hiểu đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng phải biết giữ chữ tín, nói mà không làm được, ngươi còn mặt mũi đòi đồ với ta. Lý Vân Tiêu tỏ rõ không chịu cho. Phong Yếu Ly lạnh giọng nói. Ngô không muốn đối địch với ngươi, chắc ngươi cũng không muốn đối địch với Ngô. Chỉ cần đưa tàn hồn cho Ngô thì chuyện giữa chúng ta một đao cắt đứt, xóa bỏ, từ nay ai đi đường nấy. Lý Vân Tiêu nói. Tuy ta không muốn nhưng nếu ngươi càn quấy, cố chấp không nói lý thì ta cũng không sợ. Cộng thêm giữa ta và ngươi vốn không có chuyện gì, luôn là ai đi đường nấy. Đoan Mộc Hữu Ngọc hét lên. Lý Vân Tiêu, người này hung hãn, cùng hung cực ác, tuyệt đối không thể cho hắn tàn hồn giúp sức hắn tăng lực lượng. Chết tiệt! Phong Yếu Ly lắc người thuấn di tới trước mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc, sát khí bắn ra. Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Lần này để xem ngươi làm sao trốn. Lãnh kiếm băng xương quét ra ngoài, ngàn dặm đóng băng. Đoan Mộc Hữu Ngọc, Đoan Mộc Thương khựng lại như đã bị đông, động tác chậm chạp, trơ mắt nhìn kiếm chém xuống mà không né được. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, lắc người thuấn di lên, đánh ra cú đấm. Ánh sáng vàng lưu ly đánh vào thân kiếm, chấn vỡ băng tuyết đầy trời. Kiếm thế khẽ run lên, chạy qua một bên, chém hụt. Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi thật sự muốn đối địch với Ngô tới cùng sao? Mắt Phong Yếu Ly không muốn lệ khí hung bạo khinh thường liếc Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không hề sợ hãi, bình tĩnh cười nói. Không phải ta muốn đối đầu với ngươi mà chỉ muốn cứu Ngọc Công Tử. Vậy tức là đối địch với Ngô, chết đi. Khí lạnh dâng lên từ lãnh kiếm băng xương, kiếm khí cuồng bạo như bão tuyết ập đến. Phong Yếu Ly biết cuộc chiến này sẽ không đơn giản, thân hình trướng to, đầu mọc đôi sừng vảy phủ trùm lên biến ra họa đấu chân thân tám trợn. Chết đi. Nhát kiếm chém ra, tay trái Phong Yếu Ly lại ngưng tụ. Lôi điện hai màu kim ngân chớp lóe mũi quyền dọc theo kiếm khí cuồng bạo lạnh băng đánh tới. Một tay Lý Vân Tiêu bắt ấn, toàn thân dâng lên lôi nguyên hóa thành sấm chớp nhiều màu. Hai tay Lý Vân Tiêu cầm thiên chùy đập xuống. Bùm! Lãnh kiếm băng xương không chút chướng ngại xuyên thấu lôi quang chém xuống thiên chùy, hai lực lượng bộc phát, chấn bầu trời nửa xanh nửa lam. Bão lôi điện hai màu kim ngân chợt vọt vào lôi quang màu xanh như cây búa đâm thủng cái lỗ. Lý Vân Tiêu cảm nhận áp lực cực mạnh, khó thể giữ cân bằng. Lý Vân Tiêu chợt thu về tia chớp đầy trời ngưng tụ thành áo giáp quanh người, thụt lùi ra sau mấy trăm trượng, mặc cho kiếm khí từ bốn phía chém vào. Phong Yếu Ly biểu tình cực kỳ khó xem, lực lượng của Lý Vân Tiêu mạnh hơn lúc ở Vĩnh Sinh Chi Giới. Trong Vĩnh Sinh Chi Giới, cuộc chiến của Lý Vân Tiêu và Giận Vũ khắc sâu trong đầu Phong Yếu Ly, nếu chiến đấu đến trình độ gay cấn đó chưa chắc gã thắng trong đường tơ kẽ tóc. Bên cạnh còn huynh muội Đoan Mộc, Trác Thanh Phàm như hồ rình mồi, khiến sát tâm của Phong Yếu Ly dao động. Lý Vân Tiêu nhìn thấu lòng Phong Yếu Ly do đơ ạ. Phong Yếu Ly, có thể cho ngươi lũ tàn hồn, miễn là hiệu chung với ta 10 năm. Càn rỡ! Phong Yếu Ly tức giận quát. Muốn nô dịch bản quân, lá gan và hùng tâm của ngươi to bằng trời rồi. Từ khi bản quân sinh ra tới nay chưa từng có ai dám vô lễ như vậy. Sát tâm vừa dao động chỉ vì Lý Vân Tiêu nói một câu chọc giận Phong Yếu Ly mà trở nên hết sức kiên quyết. Chết đi! Họa đấu chân thân phát ra lôi quang hai màu cực mạnh từ đôi sừng bắn hướng chân trời. Mây đen cuồn cuộn, thiên địa ầm vang. Ánh sáng hai màu lượn vòng trên bầu trời biến thành thái cực đồ to lớn đón gió tăng vọt, phủ lên ngàn trượng. Nguy rồi, trốn mau! Huynh muội Đoan Mộc phản ứng lại trước tiên, hóa thành độn quang chạy đi. Đột nhiên không gian phía trước xoay chuyển, Phong Yếu Ly thuấn di đến chặn đường bọn họ lại. Huynh muội Đoan Mộc sợ hết hồn, định quay người bỏ chạy nhưng phát hiện nguyên lực bị giam cầm, khó đứng vững trên trời. Phong Yếu Ly hừ lạnh một tiếng. Hừ! Phong Yếu Ly tùy tay chộp,
một lôi điện màu vàng bay tới biến thành dây thừng trói huynh muội Đoan Mộc lại chặt chẽ. Lý Vân Tiêu ngây người, không ngờ Phong Yếu Ly đổi đối thủ bắt giữ huynh muội Đoan Mộc. Khi Phong Yếu Ly thi triển Phong Thiên Ấn thì Lý Vân Tiêu đã trốn ngay, thần thức hiện tại của hắn nhạy bén cộng thêm tinh thần lực, độn thuật cường đại rất khó phong ấn hắn. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia e ngại, mặt ngoài bình tĩnh nói. Này, sao vậy, đánh tới một nửa đột nhiên bỏ chiến, này thị đang thường ta sao? Hừ, đánh với người rất tốn thời gian và sức lực, chẳng bằng bắt hai lâu la này khai đao trước. Lãnh kiếm băng xương gác trên cổ Đoan Mộc Hữu Ngọc, khí lạnh đóng băng nửa bên người gã. Phong Yếu Ly trầm giọng hỏi. Thái Sơ Chân Quyết đâu? Lòng Lý Vân Tiêu máy động, thì ra Phong Yếu Ly tìm tới huynh muội Đoan Mộc là vì cái này. Đoan Mộc Hữu Ngọc mặt mày xanh mét, lạnh giọng nói. Ngươi giết ta đi. Ha ha, giết ngươi, ngươi cho rằng chết thì khỏi phải nói sao. Kẻ yếu thì không có cả tôn nghiêm mà chết, bản quân muốn dẫm lên liền dẫm. Mắt Phong Yếu Ly lạnh lùng bắn ra tia sáng lạnh khiến tay chân huynh muội Đoan Mộc lạnh lẽo. Khoan đã. Lý Vân Tiêu hét to. Chỉ có truyền thừa hoặc truyền thụ mới được Thái Sơ Chân Quyết, dù ngươi giết bọn họ siêu hồn cũng không thể lấy được công pháp chân quyết. Phong Yếu Ly cười khẩy nói. Dĩ nhiên Ngô biết điều này, hay ngươi cho rằng Ngô muốn hắn truyền thụ công pháp chân quyết? Buồn cười nhất thế giới. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Vậy chứ ngươi muốn gì? Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Thánh vật truyền thừa Thái Sơ Chân Quyết là cửu diệu tinh trượng hiện đang nằm trong tay tiểu tử này. Chỉ cần có cửu diệu tinh trượng là Ngô sẽ tự mình lĩnh ngộ, bước vào tầng cuối cùng. Ngô nhất định phải có được cửu diệu tinh trượng, còn mạng sống tiểu tử này có chấm dứt hay không thì tùy tâm tình của Ngô. Lý Vân Tiêu cười khổ hỏi. Vậy bây giờ tâm tình của các hạ thế nào? Phong Yếu Ly lạnh nhạt nói. Rất tệ. Lý Vân Tiêu hỏi. Phải làm sao mới khá lên? Mắt Phong Yếu Ly bắn ra tia sáng châm chọc. Ngươi nên hiểu, tàn hồn họa đấu. Lý Vân Tiêu gãi cằm, gật đầu nói. Có thể cho ngươi tàn hồn cũng được, ta nói điều kiện rồi. Phong Yếu Ly nổi giận, kiếm phong nhấn nhẹ, cổ Đoan Mộc Hữu Ngọc ứa máu nhuộm đỏ tầng băng, rất nhanh chảy xuống toàn thân như phủ bộ giáp đỏ. Đoan Mộc Thương hét chói tai, vẻ mặt lo âu. Ca! Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Có giỏi thì ngươi nói lại nữa xem. Hả? Lý Vân Tiêu buồn cười, hắn gãi đầu không hiểu ra sao. Lý Vân Tiêu cười nói. Hồ đồ quá, ta nói hay không liên quan gì Ngọc Công Tử. Chẳng lẽ ta nói thì hắn phải chết? Con người Phong Yếu Ly co rút, gật đầu nói. Ngươi nói đúng, là như thế đấy. Ngô đang dùng hắn uy hiếp ngươi. Lý Vân Tiêu bình tĩnh hỏi lại. Nhưng có uy hiếp được không? Phong Yếu Ly nói. Ngươi cứ lặp lại lần nữa thử xem, dù có uy hiếp được hay không thì Ngô sẽ làm như vậy. Có giết Đoan Mộc Hữu Ngọc hay không chẳng ảnh hưởng gì lớn với Ngô, giết thì giết, chỉ như con kiến. Đoan Mộc Thương đau khổ cầu xin. Đừng, làm ơn đừng. Đôi mắt to trong trẻo ngấn lệ, Đoan Mộc Thương lắc đầu nguầy nguậy van xin Lý Vân Tiêu đừng thử. Đoan Mộc Hữu Ngọc tức giận quát. Bản công tử cả đời tiêu sái không sợ gì, không màng sống chết, sao có thể cho ngươi sinh sát, mặc ngươi trả đạp. Lý Vân Tiêu, mau ra tay giết hắn đi, mặc kệ ta. Vẻ mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc địa nghĩa lấm lấm, thấy chết không sờn. Lý Vân Tiêu thở ra, gật đầu nói. Nếu Ngọc Công Tử đã có giác ngộ như vậy thì ta không khách sáo, chờ ta giết hắn báo thù cho Ngọc Công Tử sau. Phong Yếu Ly trầm giọng hỏi. Cái gì? Phong Yếu Ly ngây người hỏi. Ngươi thật sự không quan tâm sự sống chết của mình. Đoan Mộc Hữu Ngọc biến sắc mặt vội nói. Khoan, cái này, nếu có thể bảo vệ mạng sống của ta thì. Ha ha, đương nhiên là tốt nhất. Lý Vân Tiêu. Chấm. Ha ha ha, vậy mới đúng, giả bộ anh hùng hảo hán trước mặt Ngô làm gì? Phong Yếu Ly cười mắng. Bao nhiêu người giả làm hảo hán cuối cùng thành người chết? Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Đã chết nhiều người như vậy nếu ta không thể sống tiếp thì bọn họ chết uổng, không phải ta tham sống sợ chết, chỉ không muốn làm bọn họ chết uổng công. Phong Yếu Ly lạnh lùng cười. Được rồi, ngươi ngậm miệng lại được rồi, phế vật. Nhưng ta thích loại phế vật tham sống sợ chết như ngươi. Lý Vân Tiêu, suy nghĩ sao rồi? Dùng tàn hồn họa đấu đổi mạng sống của hai phế vật. Lý Vân Tiêu buồn bực hỏi.
Người cảm thấy mạng sống của hai người này đáng giá tàn hồn kia sao? Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Hừ, theo ta thấy tự nhiên là không đáng, căn bản không thể so sánh, vì đó là vũ nhục tàn hồn. Nhưng quan trọng là ngươi cảm thấy có đáng không, nếu ngươi cũng cảm thấy không đáng giá vậy ta sẽ giết hai phế vật này. Mắt Phong Yếu Ly lóe tia trêu cợt. Tàn hồn đổi phế nhân, coi như cũng khá xứng. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Khi các hạ nói chuyện có thể tôn trọng chúng ta chút được không? Phong Yếu Ly không khách sáo nạt. Hừ, ngậm miệng, muốn tôn trọng thì đưa thực lực ra đây. Thực lực của mình chẳng ra gì thì người ta làm sao tôn trọng ngươi? Đoan Mộc Hữu Ngọc á khẩu. Được rồi, người hãy thể độc đi, có tàn hồn rồi đừng làm khó hai người họ nữa. Lý Vân Tiêu hết cách, tuy không có tình cảm sống chết có nhau với huynh muội Đoan Mộc nhưng dù sao cũng quen biết. Tàn hồn họa đấu vô dụng với Lý Vân Tiêu, giờ hắn đành buông bỏ. Phong Yếu Ly cười như điên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha ha, được, ta thề. Phong Yếu Ly giơ cao tay lập tâm thề trước mắt bao người. Mắt phải Lý Vân Tiêu hơi co lại, một tia sáng đỏ bắn ra ngoài, bên trong có thân hình họa đấu nằm thẳng trong ánh sáng đỏ. Phong Yếu Ly mừng như điên, há to mồm hút mạnh, ánh sáng đỏ bị nuốt vào bụng. Ha ha ha, quá tốt, ta rốt cuộc được đến. Tâm nguyện nhiều năm cuối cùng hoàn thành, Phong Yếu Ly cười điên dại, tâm tình rất tốt. Thái cực phong thiên đồ trên bầu trời tán đi biến thành mây khói, khí lạnh tan mất, mặt đất lại ấm áp. Ca. Đoan Mộc Thương vội tiến lên trị thương cho Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu ngăn nàng lại. Chỉ bị thương ngoài da. Đoan Mộc Hữu Ngọc chắp tay hướng Lý Vân Tiêu. Đa tạ Vân thiếu gia cứu ta. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Não ta bị cửa kẹp rồi, thứ quan trọng như vậy đủ để kiềm chế một vị cường giả như thế, vậy mà vì cứu các ngươi đã hiến ra ngoài. Đoan Mộc Hữu Ngọc xấu hổ vội nói. Yên tâm. Vân thiếu gia mới tổ kiến Thiên Vũ Minh tương lai chắc chắn đại triển hùng đồ, ta tự nhận là có chút tài hoa, chắc sẽ giúp đỡ được. Lý Vân Tiêu vui vẻ hỏi. À, ý của Ngọc Công Tử là muốn tham gia vào Thiên Vũ Minh. Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói. Mạng của ta và xá muội do Vân thiếu gia cứu, huống chi Thiên Vũ Minh cũng vì ứng đối ma kiếp, công lớn muôn đời. Không chỉ hai huynh muội ta, ta định khiến toàn Đoan Mộc thế gia đều tham gia vào. Lý Vân Tiêu mừng hết lớn. Ha ha ha, vậy thì quá tuyệt, không uổng ta tốt bụng làm việc tốt, truyền bá năng lượng chính nghĩa. Có người Đoan Mộc thế gia tương đương thêm đôi mắt nhìn thấu tương lai, tác dụng là tính toán địa nạn. Phong Yếu Ly tự cuồng cười một lúc rồi bình tĩnh lại, hai người đứng lại đó. Người Phong Yếu Ly phát ra khí thế tỏa định Đoan Mộc Hữu Ngọc, Đoan Mộc Thương tựa như tường đồng vách sắt ức chế hai người. Đoan Mộc Hữu Ngọc biến sắc mặt tức giận quát. Muốn sao? Phong Yếu Ly cười lạnh nói. Yên tâm đi, tàn hồn đã đổi mạng của các ngươi, ta sẽ không làm khó dễ. Nhưng cửu diệu tinh trượng chính là vật ta quyết có được, đưa nó ra là đi được rồi. Đoan Mộc Hữu Ngọc hỏi. Nếu ngươi đã không khó xử chúng ta vậy tại sao còn muốn đưa tinh trượng ra? Lý Vân Tiêu cười hùa vào. Đúng vậy, ngươi đã lập tâm thề sẽ không làm khó huynh muội bọn họ, chẳng lẽ muốn đổi ý? Phong Yếu Ly. Chấm. Phong Yếu Ly ngây người, đúng là vậy, gã chưa lấy được cửu diệu tinh trượng nhưng đã thề sẽ không làm khó bọn họ. Phong Yếu Ly trợn to mắt nói. Cái này, nếu hiện tại làm khó dễ bắt huynh muội Đoan Mộc là trái với tâm thề, tương lai khi cảm ngộ quy tắc đột phá cảnh giới sẽ bị phản phệ vì trái với lời thề. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết tại chỗ. Mặt Phong Yếu Ly toát mồ hôi lạnh, cảm giác mình té hố. Đoan Mộc Hữu Ngọc vẫy tay lạnh lùng cười. Quốc chủ đại nhân, gặp lại sau, tốt nhất là mãi mãi không gặp lại. Nói xong Đoan Mộc Hữu Ngọc kéo tay Đoan Mộc Thương, hai người tới trước mặt Lý Vân Tiêu, để lại Phong Yếu Ly vẻ mặt ngơ ngác không biết làm sao. Phong Yếu Ly tức giận quát. Các ngươi gài bẫy khiến Ngô rơi vào. Phong Yếu Ly tức giận muốn phát cuồng, mặt hung dữ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Buồn cười. Tất cả là do chính quốc chủ đại nhân làm, liên quan gì chúng ta? Đừng làm bộ dạng đáng sợ đó, sẽ hù sợ chúng ta, nhưng hù sợ rồi sao? Ngươi không thể đụng vào huynh muội Đoan Mộc, không giết ta được. Chậc chậc, chẳng lẽ hù người đem lại sung sướng cho các hạ? Đoan Mộc Hữu Ngọc châm chọc cười nói. Ha ha ha,
Vân thiếu gia sâu quá, nói vậy sẽ chọc hắn tức chết. Vẻ mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc khinh miệt chỉ vào đầu mình. Tuy thực lực quan trọng nhưng nếu không có chỉ số thông minh thì chỉ là mãng phu. Phong Yếu Ly tuyệt đối không phải mãng phu, chẳng qua đột phá có được tàn hồn họa đấu làm gã hưng phấn quá độ, không suy nghĩ rõ ràng. Rất nhanh Phong Yếu Ly tỉnh táo lại, lạnh lùng nói. Dù hôm nay các ngươi thắng nửa ván nhưng Ngô được đến tàn hồn họa đấu cũng không có thua. Ngô không thể làm khó hai huynh muội ngươi nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Mắt Phong Yếu Ly bắn ra tia sáng độc ác, lạnh lùng nói. Có rất nhiều cách được đến cửu diệu tinh trượng, chỉ cần bản quân nêu điều kiện thì có rất nhiều người đồng ý thay bản quân lấy tinh trượng. Huynh muội Đoan Mộc im lặng. Lý Vân Tiêu chợt cười nói. Quốc chủ đại nhân nói đúng, nhưng trên đời này không có nhiều người có thể cướp cửu diệu tinh trượng từ tay huynh muội Đoan Mộc. Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Không nhiều không có nghĩa là không có, lần sau gặp lại. Tâm tình Phong Yếu Ly lúc vui quá lúc buồn quá nên bắt đầu thấy mệt tâm, không muốn ở lại lâu, chỉ mong tìm một nơi luyện hóa tàn hồn trước, hoàn thành thân họa đấu thật sự. Việc cướp cửu diệu tinh trượng đành chờ có thời cơ khác. Phong Yếu Ly nói xong không ở lâu, hóa thành độn quang lao hướng Hóa Thần Hải. Nơi đây cách Hỏa Thụ Bất Dạ Thành gần nhất. Hỏa Thụ Bất Dạ Thành thì có truyền tống trận đi thông các nơi trên đại lục, là chỗ rời đi tốt nhất. À, hướng này. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm. Chắc sẽ không lại gặp đi. Đoan Mộc Hữu Ngọc không hiểu gì, hỏi. À, Vân Thiếu Gia nói vậy là sao? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, thở dài. Ta triệu tập một ít người định tấn công Hóa Thần Hải, tiêu diệt Lỗ Thông Tử, phong ấn cổ ma tỉnh. Thành Ly Quang là nơi chúng ta tụ tập. Phong Yếu Ly đi Hỏa Thụ Bất Dạ Thành chẳng biết có đụng mặt nhau không. A, à, huynh muội Đoan Mộc giật mình hét thất thanh. Tấn công Hóa Thần Hải, Thiên Vũ Minh sao? Lý Vân Tiêu nói. Còn có đảo Huyền Ly và Thánh Vực, tình hình cụ thể thì chờ sau đó từ từ nói. Bây giờ điều ta lo là truyền tống trận chỗ này bị hủy, Thiên Vũ Minh, Thánh Vực muốn lại đây e rằng hơi rắc rối. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Chỉ đơn phương hủy trận pháp. Bọn họ truyền tống tới đây sẽ xuất hiện xung quanh. Chúng ta có thể làm mấy cái lôi kéo không gian, khi bọn họ truyền tống đến gần càng dễ tìm được phương hướng. Ừm, lo việc này trước đi, chờ làm tốt rồi ta sẽ nói cụ thể cho nghe. Ba người đi hướng khu vực truyền tống, chợt Trác Thanh Phàm hiện hình giữa hư không trước mặt. Trác Thanh Phàm cười tủm tỉm hỏi. Ủa, giải quyết xong rồi. Lý Vân Tiêu sửng sốt, chắp tay nói. Thì ra là Thanh Phàm huynh. Lúc trước từ biệt ở Đông Hải có khỏe không? Lý Vân Tiêu đã thói quen Trác Thanh Phàm đột nhiên xuất hiện. Đoan Mộc Hữu Ngọc chắp tay nói. Đa tạ Thanh Phàm huynh vừa rồi trượng nghĩa giúp đỡ. Trác Thanh Phàm cười nói. Ơn lớn không cần cảm ơn, thực tế chút đi. Ta thấy lệnh muội cũng xinh, kêu nàng lấy thân báo đáp cho ta được rồi. Gò má Đoan Mộc Thương ửng đỏ hét lên. Trác Thanh Phàm đại nhân. Ha ha ha. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười to bảo. Được được, nếu Thanh Phàm huynh có ý thì ta không phản đối. Nếu không gả xá muội đi thì thành giá treo mất. Mặt Đoan Mộc Thương đỏ chuyển sang tím, rất là xấu hổ. Đại ca, Trác Thanh Phàm vốn chỉ trêu ghẹo ai ngờ biến thành bên lúng túng. Khụ khụ, Trác Thanh Phàm hắng giọng, vội nói. Ta còn có chuyện rất quan trọng cần làm, các người lo việc của mình đi, hẹn gặp lại. Lý Vân Tiêu chợt hét lên. Khoan đã. Lý Vân Tiêu tiến lên ngăn đường Trác Thanh Phàm. Thanh Phàm huynh luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay khó gặp, nhất định phải tiệc tùng ôn chuyện một phen. Dường như Trác Thanh Phàm không muốn. À, hiện tại quy tắc thập phương tái hiện, rất nhanh mọi người sẽ thành thần, ngày lành về sau còn nhiều. Lần sau tổ chức đi. Này, đừng đi. Lý Vân Tiêu kéo Trác Thanh Phàm lại, cười giỡn. Chúng ta tâm sự đi, mà kiếp giáng xuống nếu mọi người không đối kháng lại được thì không còn ngày lành gì, nên quý trọng. Trác Thanh Phàm bị Lý Vân Tiêu kéo chặt, cười khổ nói. Đừng nói giỡn, với năng lực của Vân Thiếu Gia và Thiên Vũ Minh, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được. Lý Vân Tiêu cười nói. Cái gọi là một hảo hán tam cái bang, dù ta nhất định làm được nhưng không thể thiếu Thanh Phàm huynh hỗ trợ. Đoan Mộc Hữu Ngọc vội nói. Đúng vậy. Lúc trước ta đã suy tính rồi, phải tìm Thanh Phàm huynh tham gia Thiên Vũ Minh thì đại nghiệp kháng ma mới có thể thành công. Trác Thanh Phàm trừng Đoan Mộc Hữu Ngọc, mắng.
sớm biết ngươi nói năng bậy bạ, há mồm liền nghiêng theo chiều gió, có đánh chết ta cũng không bao giờ ra tay cứu ngươi nữa. Nào nào nào, chúng ta tâm sự với nhau đi. Lý Vân Tiêu khoác tay lên vai Trác Thanh Phàm kéo gã tới trước, tay phải bắt chặt tay phải của gã để phòng Trác Thanh Phàm chạy đi. Trác Thanh Phàm thấy rất khó chịu. Tán gẫu tùy thời đều được, các ngươi trước tiên làm xong truyền tống trận đi. Nếu đại quân không truyền tống đến được làm lỡ việc lớn của các vị thì tội nghiệp của ta rất nặng. Lý Vân Tiêu không chịu buông tay, kêu huynh muội Đoan Mộc đi làm. Không sao, truyền tống trận là việc nhỏ, Ngọc công tử hỗ trợ là được rồi. Lâu rồi ta đã muốn nói chuyện với Thanh Phàm huynh. Trác Thanh Phàm câm nín, bực mình hỏi. Có gì hay mà nói? Lý Vân Tiêu cười bảo. Ta thấy hứng thú nhất là lai lịch của Thanh Phàm huynh, và đại hư không thuật. Đó đúng là quỷ thần khó lường, biến hóa vô cùng. Trác Thanh Phàm nói. Cái này thuộc về riêng tư cá nhân. Lý Vân Tiêu nheo mắt cười nói. Ha ha ha, được rồi, vậy ta không hỏi. Thanh Phàm huynh có định tham gia vào Thiên Vũ Minh không? Trác Thanh Phàm giật mình kêu lên. Hả, tất nhiên là không. Trác Thanh Phàm từ chối ngay. Con người ta đã quen tiêu dao, không thể nào tham gia vào bất cứ tông môn hay tổ chức gì được. Trước kia là không thể nào nhưng tình thế hiện tại đã khác. Lý Vân Tiêu xúi dục. Bảy đại tông môn thì đã có bốn tham gia, Ngọc công tử cũng vừa vào, còn thiếu mỗi Thanh Phàm huynh. Trác Thanh Phàm lắc đầu nói. Vân thiếu gia đừng nhằm vào ta, ta sẽ không tham gia Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu trách móc. Rất là không trượng nghĩa, nếu Thanh Phàm huynh không tham gia thì ta sẽ hỏi chuyện riêng của Thanh Phàm huynh. Xin hỏi lai lịch của Thanh Phàm huynh thế nào? Đại hư không thuật có lai lịch ra sao? Trác Thanh Phàm xua tay. Tham gia Thiên Vũ Minh có ích lợi gì? Nghĩa vụ gì? Ha ha ha! Lý Vân Tiêu cười to bảo. Ích lợi thì rất nhiều, nghĩa vụ là chỉ cần nghe theo lệnh thống nhất kháng ma liền được. Trác Thanh Phàm nói. Chuyện kháng ma người người đều có trách nhiệm, Vân thiếu gia không nói thì ta cũng cố hết sức, nghe theo lệnh thì thứ lỗi, rất khó nghe theo được. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Nếu Thanh Phàm huynh cảm thấy khó xử thì có thể làm trưởng lão danh dự của Thiên Vũ Minh, vậy thì Thiên Vũ Minh sẽ không trói buộc Thanh Phàm huynh nhiều. Trác Thanh Phàm trầm mặc giây lát, gật đầu nói. Được rồi, ta theo Vân thiếu gia. Lý Vân Tiêu mở cờ trong bụng, trong một ngày thu nạp hai phong hào vũ đế nhập minh, hơn nữa đều có thần thông, tác dụng khá lớn. Lý Vân Tiêu nói. Nếu Thanh Phàm huynh đã tham gia vào Thiên Vũ Minh thì sau này là người một nhà. Hiện tại người đảo Huyền Ly, Thánh Vực, Thiên Vũ Minh đang trên đường đến, Thanh Phàm huynh cũng ở lại cùng chúng ta vào Hóa Thần Hải đi. Lòng Trác Thanh Phàm thầm bực mình, gã thói quen cuộc sống quán nhàn vân dã hạc, nhàn tản thoải mái giờ bị người trói buộc, cứ thấy bứt rứt. Tuy Lý Vân Tiêu nói cho Trác Thanh Phàm tự do lớn nhất nhưng gã vẫn cảm giác vô hình chung bị ràng buộc. Nếu là trước kia Trác Thanh Phàm tuyệt đối không làm chuyện như tấn công Hóa Thần Hải, nhưng hiện tại mới vào Minh. Minh chủ ra lệnh thì không dám không tôn trọng, đành buồn bực ừ. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Ta đã thả ra một thanh hoa ngũ sắc kỳ trong hư không cố định không gian trăm trượng trong đường hầm, từ điểm núi yếu ớt mở ra ba con đường, chắc không thành vấn đề. Rất nhanh có đủ loại người từ đường hầm truyền tống ra, toàn là vũ giả, thương nhân bình thường. Bọn họ vừa đi ra liền hùng hổ biểu lộ bất mãn. Truyền tống trận này bị gì vậy? Bị vấn đề lệch cự ly là sao? Thành Ly Quang có tiền như vậy, bình thường không bảo vệ sao? Khi những người này đứng vững thân thể, nhìn phế thành trước mắt thì ngẩn ngơ, trợn tròn mắt. Đám người nhìn bốn người Lý Vân Tiêu, ngơ ngác hỏi. Này, sao, chỗ này bị gì vậy? Lý Vân Tiêu nói. Những người thường đều có thể vào thì chắc không thành vấn đề, chúng ta chờ ở đây đi. Lý Vân Tiêu nói xong mấy người bay lên cao vạn trượng. Ngồi xếp bằng. Mấy vũ giả bên dưới tức giận chửi mắng trên cao. Mợ nó, đang hỏi các ngươi đây. Không nói một lời đã chạy, muốn chết sao? Mọi người ngơ ngác, vẻ mặt ngu ngơ. Ai có thể cho ta biết xảy ra chuyện gì không? Mọi người tra xét trong phế tích, rất nhanh thấy nhiều xác vụn và vết máu, lòng thầm kinh sợ. Những vũ giả hóa thành độn quang chạy hướng Hóa Thần Hải. Mấy canh giờ sau trong không gian truyền đến chấn động kịch liệt. Ầm vang xẻ ra cái lỗ hổng to, lực lượng tuyệt đối cường đại bộc phát ra. Đến rồi. Bốn người Lý Vân Tiêu nhìn xuống,
một chiếc chiến hạm cửu giai phá tan hư không đi ra, vũ giả đứng đầy bên trên. Mỗi người toát ra khí thế cường đại. Không chỉ có cường giả đảo huyền ly, thánh vực, không biết sao cường giả thiên vũ minh cũng có mặt. Biểu tình Trác Thanh Phàm, huynh muội Đoan Mộc nghiêm nghị. Bọn họ chưa từng gặp lực lượng cường đại thế này, mơ hồ máu nóng sục sôi. Mấy chục người đứng trên chiến hạm trông thấy Lý Vân Tiêu liền đồng thanh kêu lên. Kính chào minh chủ, uy danh chấn thiên. Thiên vũ minh gần như vận động hết tinh nhuệ, từ linh mục địch dẫn đội. Thần Tiêu Cung, Long Gia, Đao Kiếm Tông, Vạn Tinh Cốc, bốn trưởng môn đều đến. Trừ trưởng môn, tinh anh bốn đại phái ra còn có lực lượng bản thân thành Viêm Vũ, Bắc Quyến Nam, Mạch, Tân Thần, Mà Cảnh Châu, Ác Linh, Thủy Tiên, Hóa Tu, Bố Tử, Chu Quang. Tổng cộng hơn 100 người, thực lực yếu nhất tu vi cỡ vũ đế cao giai. Linh mục địch và đám cao tầng thảo luận nhiều lần quyết định dốc sức ra xuất kích. Dù sao hóa thần hải không dễ chọc, đông người thì phần thắng lớn hơn. Thứ yếu là dù sao lần đầu tiên Thiên Vũ Minh hành động quy mô lớn, phải lấy một trận địa thắng để đặt lên địa vị liên minh ở Thiên Vũ giới, khiến người liếc nhìn. Trong thành để lại lực lượng thương hội là chính, do Đinh Linh Nhi, Tô Liên Y, Tiền Sinh quản lý. Sau khi Lý Vân Tiêu đi, đám yêu tộc thuộc Hạ Mạch cũng bị triệu tập về tham gia vào thành Viêm Vũ, thành dòng lực lượng không thể bỏ qua. Đám người đảo huyền ly, thánh vực nhíu mày, nhất là đám thánh vực, nghi ngờ nhìn người đứng trên cao, liên tưởng đến hình dáng trong ký ức. Bốn người Lý Vân Tiêu đáp xuống chiến hạm, cười hỏi. Sao các người gặp nhau vậy? Diệp Nam Thiên cười nói. Đúng là tình cờ, gặp trong đường hầm truyền tống, biết đối phương thế là đi chung. Diệp Nam Thiên cười tủm tỉm nhìn Lý Vân Tiêu. Lực lượng Thiên Vũ Minh cường đại hơn ta dự đoán. Lý Vân Tiêu cười nói. Mạnh mấy cũng kém xa đảo huyền ly. Hiện tại đám người Khúc Hồng Nhan lần lượt đi lên chào hỏi. Hạo Phong nhẹ gật đầu, khóe môi cong lên, không nói lời nào. Lý Vân Tiêu ở trước mắt bao người tuyên bố, Trác Thanh Phàm, Đoan Mộc thế gia tham gia khiến nhiều tiếng kinh thán, bàn tán dấy lên. Diệp Nam Thiên cười nói. Lần này đi có ba nhiệm vụ lớn, phải một hơi tiêu diệt hết ma tu trong hóa thần hải, giết thủ phạm đầu sỏ lỗ thông tử, phong ấn cổ ma tình. Chuyện tiêu diệt ma tu thì Vân Tiêu Minh Chủ và ta có ý kiến khác nhau nên từ đảo huyền ly, thánh vực làm. Hai chuyện khác thì mọi người chung sức chung lòng. Diệp Nam Thiên lại nói. Chấp chính ty của thánh vực không có đây, tạm thời do Bí Đình Phong chủ trì đại cục. Bí Đình Phong từng là chấp chính ty, dẫn dắt các người không có gì không ổn. Diệp Nam Thiên liếc mắt qua đám người này, Tử Minh Tịch, Thần Đồ Tiêu Giật đều có mặt nhưng biểu tình kỳ dị, không hề bất mãn. Bọn họ hiểu rằng lúc này không thể theo ý mình được. Mọi người bàn bạc xong chiến hạm biến thành luồng sáng theo gió vượt sóng đi hướng hóa thần hải. Rất nhanh ở trên mặt biển thấy luồng sáng vàng mông lung kéo dài mấy chục dặm, kéo dài không ngừng như một kho báu lớn nằm trên biển. Cường giả trên chiến hạm không chỉ một lần đến hóa thần hải nhưng cảm nhận lúc này hoàn toàn khác hẳn. Mắt Diệp Nam Thiên hấp hái tia sáng, cảm thán rằng hải thị thận thành này rất giống mặt trời xuống núi rơi vào biển. Lý Vân Tiêu đồng cảm, mỉm cười nói. Ý đại nhân nói hóa thần hải như hoàng hôn mặt trời, như trời chiều ngã về Tây. Diệp Nam Thiên bật cười. Còn Vân Thiếu Gia thì sao? Lý Vân Tiêu chỉ cười. Rất nhanh chiến hạm lao vào ánh sáng kéo dài đó, rất nhiều cái bóng bất dạ thành xuất hiện. Chiến hạm ầm ầm tiến lên trước mãi khi gặp lực cản mới ngừng lại. Là đại chân phòng ngự. Bí Đình Phong hỏi ý. Là trực tiếp xông vào hay cưỡng chế ra lệnh bọn họ mở thành. Phía trước chiến hạm tỏa sáng nhiều màu không ngừng tuôn ra từ hư không ngăn chiến hạm tiến tới. Nhưng ánh sáng nhiều màu biến ảo khó dò, do vô số hạt cát nhỏ ghép thành, tổng như cái lưới bao lấy chiến hạm. Diệp Nam Thiên nói. Kêu cửa trước đi, nếu không mở thì trực tiếp xông vào. Bí Đình Phong lĩnh lệnh, lắc người biến mất trên chiến hạm, đến trên cao đằng trước. Bí Đình Phong cao giọng quát. Người phụ trách trong thành nghe đây, đảo huyền ly, thánh vực, thiên vũ minh cùng nhau đến. Trong vòng nửa nén nhang nhanh chóng mở cửa thành ra, nếu không mở thì chúng ta sẽ trực tiếp vào. Bí Đình Phong liên tục kêu ba lần, thanh âm như mưa phùn lất phất, nhẹ gió nhẹ thổi vào thành. Chờ một lúc không thấy hồi âm gì. Bí Đình Phong nhíu mày xoay người bay về chiến hạm. Đốt nửa nén nhang. Rất nhanh nhang tàn, vẫn không được đáp lời. Bí Đình Phong lập tức ra lệnh chiến hạm tiến vào.
ầm 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 ầm. Trận pháp trên chiến hạm không ngừng lượn vòng, một tầng lôi quang màu xanh phủ lên thân hạm tiến tới trước. Trong ánh sáng sặc sỡ như lưới, vô số hạt nhỏ chạm vào lôi điện thì tan vỡ ra, tiếng rào rào dồn dập vang đầy trời. Ầm 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 ầm. Vang tiếng nổ rầm đục, chiến hạm cưỡng ép tiến lên đâm vào giữa địa trận hộ thành, xuyên thủng cái lỗ to. Ánh sáng bảy sắc biến nhạt dần, lực lượng hộ thành từ từ biến mất. Chiến hạm một đường tiến lên, không chút áp lực. Có chuyện gì? Người Lý Vân Tiêu run rẩy hoảng sợ nhìn tòa thành bên dưới, con người trái và phải biến thành hai màu huyết, ma, tràn đầy kinh sợ. Sao vậy? Đám người Diệp Nam Thiên cũng phát hiện không bình thường nhưng không nhạy bén bằng Lý Vân Tiêu có thể điều tra tình hình trong thành trước nhất, có thể thấy tận mắt. Lý Vân Tiêu đột nhiên lớn tiếng quát. Chiến hạm dừng lại, đừng đến gần thành trì nữa. Người trên chiến hạm sửng sốt, lộ vẻ khó hiểu. Bí Đình Phong là tổng chỉ huy chiến hạm, tuy cá tôn trọng Lý Vân Tiêu nhưng mọi chuyện nghe lệnh Diệp Nam Thiên. Ánh mắt Bí Đình Phong ý hỏi nhìn hướng Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên nhẹ gật đầu ra hiệu làm theo lời Lý Vân Tiêu, Bí Đình Phong truyền lệnh khiến chiến hạm dừng lại. Diệp Nam Thiên hỏi, trong thành là cảnh tượng gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi khó xem lắc đầu nói. Ta cũng không nói rõ được, người trong thành cực kỳ quái lạ, truyền tống trận bên trong cũng bị phá hủy. Trong mắt Lý Vân Tiêu là hỏa thụ bất dạ thành vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, vĩnh viễn như ban ngày. Nhưng hiện tại bị một tầng ma khí nhạt bao phủ, thần thức cũng bị ngăn cách, chỉ có thể thông qua diệu pháp linh mục nhìn ra chút manh mối. Cực kỳ quái lạ. Giải thích đơn giản khiến đám người đảo Huyền Ly bất mãn. Linh mục địch đột nhiên nói. Chẳng lẽ là ma hóa? Lý Vân Tiêu vội hỏi. Ma hóa là có ý gì? Linh mục địch nói. Ma hóa chia làm người và vật. Người ma hóa thì mọi người nhiều ít hiểu biết, vật thì cũng giống vậy, thông qua ma khí xâm nhiễm khiến vật thể dính ma tính. Mấy cái này chưa nghiêm trọng, tệ nhất là thông qua nhiều ma khí tẩy rửa khiến không gian thiên vũ giới dính ma khí, ma hóa, chậm rãi biến thiên vũ giới thành nơi thích hợp cho ma tộc sinh tồn. Mọi người giật mình kêu lên. À, có chuyện như vậy. Lý Vân Tiêu nghiêm túc, trầm giọng nói. Đại nhân nói vậy thì 8, 9 phần 10 đúng rồi. Nguyên bất dạ thành đô bao phủ trong ma khí nhạt, người bên trong trở nên kỳ lạ vô cùng. Cảm giác này khiến ta rất khó chịu, giờ nghĩ lại chắc là bất dạ thành bị ma hóa. Diệp Nam Thiên hết sức giật mình, ngạc nhiên nhìn kỹ linh mục địch hơn. Diệp Nam Thiên cũng biết ma hóa. Nhưng không nhiều người biết không gian ma hóa. Diệp Nam Thiên hỏi. Bộ dạng của các hạ khá kỳ lạ, không biết tôn tính đại danh là gì. Linh mục địch mỉm cười nói. Bình thường vô danh, gọi ta là vô danh dược rồi. Vô danh, ha ha, các hạ thật là người thú vị. Diệp Nam Thiên thấy linh mục địch không chịu nói cũng không cưỡng cầu, đến trình độ như bọn họ đều có thói quen, tật xấu riêng, không thích người khác xâm phạm. Diệp Nam Thiên hỏi. Vậy các hạ có cách phá giải không gian ma hóa không? Linh mục địch nói. Chỉ cần cắt đứt nguồn ma khí thì ma khí trong thành sẽ chậm rãi tan biến bởi giới lực thiên vũ giới. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn khó làm được, ma hóa quy mô lớn thế này e rằng người trong thành không may mắn thoát khỏi. Ực ực. Vang tiếng nuốt nước bọt khan, mỗi người biểu tình cực kỳ khó xem. Bọn họ cảm thấy mình đã đánh giá thấp tai nạn của ma kiếp, không ngờ dễ dàng. Chẳng chút dấu hiệu giải quyết mộ thành thị thế này. Lý Vân Tiêu hỏi. Vậy hiện tại phải làm gì? Ai? Linh mục địch rũ mi mắt xuống, khẽ thở dài. Chỉ đành, đô thành. Mỗi người mặt tái nhợt, hít thở khó khăn. Bọn họ không sợ giết người nhưng giết chóc quy mô lớn thế này tuy rằng hơn phân nửa cũng từng gặp lại chưa bao giờ tự tay tàn sát, cảm giác căng thẳng, bất an. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói. Thành Ly Quang vừa bị đổ hiện tại lại phải tự tay đổ bất dạ thành. Phong Yếu Ly đi đâu? Nếu để cho hắn làm chuyện này thì không còn gì tốt hơn. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Kẻ ác cũng có cái lợi của kẻ ác, ít ra khi giết người thì yên tâm thoải mái, không chịu gánh nặng tâm lý. Diệp Nam Thiên nhìn sự việc thản nhiên hơn. Các vị đừng tự trách hiểu, chúng ta dùng giết ngừng giết, giết vì cứu người, không có gì kỳ. Diệp Nam Thiên lập tức ra lệnh kích hoạt tất cả trận pháp công kích trên chiến hạm, định hành động diện tích lớn đổ thành. Khoan! Lý Vân Tiêu đột nhiên ngăn cản, cười khổ nói. Ta vẫn không chịu được. Chúng ta trước hết xác nhận người trong thành đã bị ma hóa chưa,
chỉ dựa vào suy đoán thì quá vớ vẩn, nếu là phán đoán sai sẽ chết oan bao nhiêu người. Diệp Nam Thiên nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu, từ lúc ban đầu ta đã rất tương thức ngươi. Dù là thiên phú, tài trí, tính cách, nghị lực vân vân đều là hàng thượng thượng đẳng, nhưng ngươi có một khuyết điểm rất lớn là lòng dạ đàn bà. Dù đối xử với vũ giả ma tu hay thái độ với bất giả thành đều biểu tị mềm lòng. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Ta chỉ không muốn ngộ sát, huống chi giết chóc quy mô lớn như vậy sao có thể không thận trọng. Diệp Nam Thiên cười khẩy nói. Hai giới xung đột, chiến đấu quy mô lớn thế này sao có thể không có ngộ sát. Rất nhiều lúc thà giết sai 1000 cũng không thể bỏ qua một người. Tuy người có khí độ quân lâm thiên hạ nhưng không có thiết huyết lãnh tụ thiên hạ. Không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, Diệp Nam Thiên truyền lệnh từng chữ. Đồ, Thành, Bí Đình Phong lĩnh mệnh. Tuân lệnh, Bí Đình Phong đi chấp hành ngay, lúc đi ánh mắt kỳ lạ liếc Lý Vân Tiêu một cái, không biết trong lòng nghĩ gì. Rất nhanh có mấy chiếc chiến hạm tách ra khỏi chủ hạm song song sắp hàng trên bầu trời, tổng cộng 9 chiếc liên miên cùng một chỗ, che dập trời. Bóng ma bao phủ bất dạ thành. Khúc Hồng Nhan tiến lên nói. Phi Dương, nếu tâm tình không tốt thì đừng xem, nghỉ ngơi một lúc đi. Lý Vân Tiêu đứng trước mũi chiến hạm nhìn xuống bất dạ thành, sắc mặt rất kém. Lý Vân Tiêu nhẹ lắc đầu nói. Ta phải xem, nhìn thật kỹ. Đây là mở màn cuộc chiến hai giới, thậm chí không phải mở màn. Nếu ta không nhìn thẳng được trùng kích thế này thì tương lai làm sao ứng đôi. Tim mọi người rớt cái bịch, nhiều người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy trực tiếp đổ thành là không tốt, nhưng nghe mấy lời này xong thì trở nên nghiêm nghị nhìn chằm chằm bên dưới, xem kỹ trận chiến này. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Ra tay đi, dường như trong thành có phản ứng. Động tác của những người này hơi chậm chạp, có lẽ vì mới ma hóa không lâu nhưng cũng cảm nhận được nguy hiểm, có lẽ muốn ra tay trước. Quả nhiên có mấy bóng đen lao ra khỏi thành, cách gần khiến mọi người thấy rõ ràng là vũ giả. Khoảng hơn 10 người, tu vi trên vũ đế. Hơn 10 người mặt dữ tợn, có khói đen ám mặt, bọn họ gầm giống. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Linh Mục Địch bình tĩnh nhìn. Quả nhiên bị ma hóa, người bị ma hóa thì thực lực sẽ tăng cao rất mạnh. Trong quá trình ma hóa nếu ý chí không đủ kiên định rất có thể sẽ mất linh trí, hoàn toàn là cái xác biết đi. Lý Vân Tiêu gật đầu nhìn phía dưới, mặt không biểu tình nói. Trong thành đúng là có nhiều người thành cái xác biết đi, nhưng đa số là người bình thường. Diệp Nam Thiên nhìn hơn 10 người vọt lên, lạnh lùng nói. Ra tay, giết hết, 9 chiếc chiến hạm kết liên hoàn trận. Lạc Thành, người dẫn theo 12 người bảo vệ quanh chiến hạm, đừng để đám ma vật này tới gần phá hoại. Một nam nhân đứng sau lưng Diệp Nam Thiên tiến lên. Tuân lệnh. Nam nhân kêu tên 12 người bên cạnh cùng nhau bay ra ngoài. 12 người cùng ra tay, chớp mắt chém giết đám vũ đế ma hóa tấn công, bảo vệ bên dưới chiến hạm mấy trăm trượng, chia ra xung quanh. 9 chiếc chiến hạm ở trên bầu trời bắt đầu biến ảo trận hình, nối thành một mảnh. Ánh sáng kết giới trên chiến hạm từ từ dung hợp lại gần như thành nhất thể, diện tích sánh bằng thành trì cỡ nhỏ. Sau đó tất cả trận pháp công kích trên chiến hạm đều mở. Từng chùm sáng bắn ra từ thân hạm vào hỏa thụ bất dạ thành, khiến trong thành ánh sáng lấp lánh như ngọn đèn leo lét trong gió, chút ánh mặt trời trong hoàng hôn. Âm 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 âm. Âm 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 âm. Âm 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 âm. Hàng trăm công kích đều mở, các loại chùm sáng lớn nhỏ khác nhau ẩn chứa hầu hết công kích ngũ hành như sao băng, mưa rào phô thiên cái địa bắn vào thành, kinh thiên động địa. Mọi người đứng trên cao mấy vạn trượng, cảm nhận chấn động cực mạnh, dao động nguyên lực. Mỗi người biểu tình cực kỳ khó xem, mặt không biểu tình nhìn. Từ trong thành thỉnh thoảng có vũ giả phóng lên cao, giống lớn giết hướng chiến hạm nhưng bị 12 người bảo vệ dễ dàng giết chết, cơ thể nổ tung ra, nhiều ma khí dâng lên tan biến trên bầu trời. Tàn sát hoàn toàn nghiêng về một bên, bất dạ thành không có bất cứ năng lực chống cự, ma khí bên dưới bị oanh kích ồ ạt dần xua tan, mọi kiến trúc hoàn toàn thành phế tích, gần như không một mái ngói nguyên vẹn. Hiếm khi có vũ giả chạy ra khỏi thành trốn hướng biển cả bốn phía nhưng bị 12 người bảo vệ dễ dàng đuổi theo chém giết. Đủ rồi. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Có thể ngừng, người chết hết rồi. Một câu đơn giản lại khiến lòng run sợ, nói ra không chút tình cảm chỉ có âm trầm. À! Diệp Nam Thiên cười khẽ. Sau đó sẽ phải trải qua nhiều tình hình như hôm nay,
nếu ai không thích ứng thì hãy nhanh chóng thích ứng đi. Mặt Lý Vân Tiêu tái xanh khó xem hơn người khác, vì hắn không chỉ thấy rõ ràng cuộc đồ sát trong thành, thần thức siêu mạnh cảm ứng hầu như mỗi người đều gào thét, kêu gào, tuyệt vọng, căm hờn. Mặt Lý Vân Tiêu xanh xao, cắn chặt răng, lạnh giọng nói. Lỗ Thông Tử, người thật đáng chết. Diệp Nam Thiên liếc Lý Vân Tiêu, võ vai an ủi. Xuống đi. 9 chiếc chiến hạm ở trên cao tách ra, sau đó bị thu về. Liên tục oanh kích hao phí nguyên thạch có thể nói là con số thiên văn, may mắn người đứng trên chiến hạm cơ bản là người có sức mạnh, quyền thế trong thiên hạ hiện nay nên chịu được gánh nặng tiêu hao này. Trên chiến hạm có 200 người, khí thế hùng hồn từ trên trời giáng xuống. Nguyên Bất Dạ Thành đã tan biến, phế tích đầy đất, xác chết la liệt, vô cùng thê thảm. Ma khí bao phủ thành thị đã bị đánh tan gần hết, không ngừng khuếch tán bốn phía. Trong thành không một người sống. Diệp Nam Thiên đột nhiên chỉ một cái, rạch ngang, một luồng chỉ quang cắt xéo ra ngoài. Giữa hư không phát ra mấy tiếng hét thảm. A, a, máu phun ra, một vài tay chân cụt rớt xuống. Diệp Nam Thiên lạnh nhạt nói. Cá lọt lưới. Diệp Nam Thiên liếc Lý Vân Tiêu. Với thần thức của Vân Thiếu gia chắc phát hiện được mấy người kia đúng không? Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày, dường như rất khó chịu loại không khí này, bịt mũi hỏi. Thế nào, đại nhân trách ta sao? Diệp Nam Thiên lắc đầu nói. Không phải trách Vân Thiếu gia mà hy vọng Vân Thiếu gia đừng lòng dạ đàn bà, nếu không sẽ phải trả giá càn đắt, chưa biết chừng lần sau là người chúng ta chết. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng. Ta sẽ ghi nhớ. Diệp Nam Thiên gật gù, không nói gì nữa. Thần thức của mọi người rất nhanh phủ lên nguyên thành trì, không phát hiện có người sống nào mới tụ tập lại khu vực truyền tống bị hủy. Có mấy người dựa vào ký ức tìm đến, vì khu truyền tống bị đánh nát bét đại điện đặc điểm gì để lần mò. Lý Vân Tiêu nói, nơi này coi như biển ngoài hóa thần hải, biển nội ẩn trong mây sâu không biết, tra tìm quy mô lớn thì không kịp. Từ truyền tống này mở một cái lỗ dọc theo con đường vốn có đi đi. Diệp Nam Thiên nói, để ta làm cho, ta có tọa độ hóa thần hải. Hai tay Diệp Nam Thiên co thành hình vòng tròn, ánh sáng vàng từ từ bay ra từ lòng bàn tay hóa thành chiến hạm lung linh nhỏ xinh đón gió biến to cỡ mấy trăm trượng, khí thế trang nghiêm lơ lửng trước mắt mọi người. Dù Lý Vân Tiêu đã nhiều lần thấy thuyền nặc á nhưng bây giờ nhìn Diệp Nam Thiên thể hiện ra toàn cảnh thì vẫn giật nảy mình, bị cảnh tượng hùng vĩ làm hết hồn. Mọi người lần lượt lên chiến hạm, dưới chân không phải chất liệu thực mà là một tầng sáng vàng mông lung, như đứng trong không khí. Diệp Nam Thiên nhìn Lý Vân Tiêu, cười hỏi. Có cảm giác khác biệt gì không? Biểu tình Lý Vân Tiêu giật mình nói. Đây là hình dạng hoàn toàn của chiến hạm sao? So với Diệp Phàm thi triển thì đúng là khác nhau một trời một vực. Diệp Nam Thiên lắc đầu nói. Đây không phải hình dạng hoàn toàn, chỉ xuyên qua không gian không cần hình dạng hoàn chỉnh làm gì. Nếu thánh khí có thể phát huy ra toàn bộ uy năng thì rời núi lấp biển cũng không khó gì. Lý Vân Tiêu ngây người hỏi. Chẳng lẽ đại nhân không làm được? Diệp Nam Thiên nói. Không phải không được mà cần tốn cái giá nhất định, huyền khí quý tinh không quý nhiều. Ta thấy người có vô số bảo bối nhưng tốt nhất chuyên tâm chọn một cái tu luyện mới tốt. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Xin nghe chỉ bảo. Diệp Nam Thiên không nói nữa, đánh ra mấy ấn quyết. Nguyên chiến hạm bừng lên ánh sáng vàng chói lòa bao phủ mọi người. Chiến hạm chợt lóe phá mở không gian xông vào một khúc đường hầm, cưỡng ép tiến lên. Mọi người ở trên chiến hạm cảm thấy như dẫm trên đất bằng, không chút sóc nảy. Lý Vân Tiêu lặng im nhìn đằng trước. Tim chợt đập nhanh, trực giác không may. Cảm giác này không chút báo trước, dường như liên quan lực lượng ẩn giấu trong đầu Lý Vân Tiêu, là Thái Sơ Chân Quyết mà Bách Luân Kết Y truyền cho. Lực lượng trúc chắc khó hiểu, Lý Vân Tiêu luôn không dám chạm vào nó. Lúc ở thành Ly Quang, phòng yếu Lý Bát huynh muội Đoan Mộc vì Thái Sơ Chân Quyết, Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, hay ta có được lực lượng Thái Sơ Chân Quyết cũng có khả năng biết trước một phạm vi nào đó. Lý Vân Tiêu lắc đầu, ý tưởng này không tin được, nhưng cảm xúc vô cùng bất an trong lòng không thể xóa nhòa. Lý Vân Tiêu không biết có chuyện gì, đành mở miệng nói. Diệp Nam Thiên đại nhân, có lẽ đằng trước có nguy hiểm, hãy cẩn thận chút. Diệp Nam Thiên kinh ngạc hỏi. À, có chuyện gì vậy? Diệp Nam Thiên biết Lý Vân Tiêu sẽ không bỗng dưng nói lời không đâu, chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Lý Vân Tiêu cười khổ nói.
chỉ là cảm giác, khiến ta hơi bất an. Diệp Nam Thiên nói, thì ra là vậy, thế thì ta sẽ cẩn thận. Bí Đình Phong bật cười nói, Vân Tiêu công tử lo lắng quá rồi, trên chiến hạm của đại nhân thì xuyên qua không bị ngăn trở, cộng thêm chúng ta có nhiều người, trừ phi cánh cửa ma giới hoàn toàn mở ra nếu không ta không nghĩ ra có nguy hiểm gì lớn. Lý Vân Tiêu nói, ta chỉ có trực giác vậy thôi, không xác định, đề phòng nhiều chút còn hơn là bị động. Bí Đình Phong khinh thường nói, trực giác, chúng ta đang tác chiến với ma tộc, không có tình báo chính xác thì bớt trực giác đi. Bí Đình Phong không đồng ý với Lý Vân Tiêu, tuy hắn là minh chủ Thiên Vũ Minh nhưng ở trong lòng đám người Đảo Huyền Ly bọn họ thì không thể đánh đồng với Diệp Nam Thiên. Lý Vân Tiêu nhíu chặt mày, lười giải thích. Khúc Hồng Nhan khó chịu, tức giận nạt. Phi Dương chỉ phát biểu cái nhìn của mình, chẳng lẽ không cho sao? Đây là ai, thích nghe hay không thì tùy. Bí Đình Phong sụ mặt, đang định cãi lại thì bị Diệp Nam Thiên ngăn cản. Diệp Nam Thiên thấy nổi lên mùi thuốc súng liền ra mặt ngăn lại. Đừng nói nữa, không cần biết Vân Thiếu gia nói có lý hay không thì cẩn thận một chút tốt hơn. Khúc Hồng Nhan hừ mạnh biểu thị cực kỳ bất mãn. Hừ, Bí Đình Phong lạnh lùng liếc Khúc Hồng Nhan, không nói nữa. Bí Đình Phong không dám làm trái mệnh lệnh của Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên bỗng nhướng mày, trầm giọng nói. Ta cũng cảm ứng được, có gì đó không đúng. Bí Đình Phong kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì? Bí Đình Phong không dám bỏ qua lời Diệp Nam Thiên nói. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm phía trước, nghiêm túc nói. Hình như đằng trước có thứ gì ghê gớm đến đây. Thứ ghê gớm. Mọi người ngạc nhiên, dương mắt nhìn lên, con đường đen ngòm kéo dài không dứt vươn ra phương xa vô tận. Mọi người chợt phát hiện có thứ đen ngòm từ đường hầm lăn tới. Đường hầm rung rinh. Cảm giác như dẫm trên đất bằng bỗng chốc biến mất, chiến hạm trở nên sóc nảy. Đó là... Mọi người ngây ra nhìn trước mặt, nhưng chỉ toàn đen thui, mơ hồ có vật khổng lồ lung lay. Diệp Nam Thiên vội kêu lên. Vân Thiếu gia có nhìn rõ là thứ gì không? Con người Lý Vân Tiêu co rút, hút không khí mấy lần, kinh hoàng lạc giọng. Bà mợ nó, đó, là, thiên thạch. Thứ từ đằng trước đường hầm lăn tới là thiên thạch dài rộng mấy ngàn trượng, có cái lớn mấy vạn trượng, không chỉ một cái. Mưa sao xa. Mọi người ngây như phỗng. Thiên thạch rơi nói thẳng ra là sao băng, chẳng lẽ đụng tới mưa sao xa. Thủy Thiên reo lên. Nhiều sao băng như thế phải nhanh chóng cầu nguyện, chắc chắn sẽ thành hiện thực. Hai tay Thủy Thiên chắp trước mặt, nhắm mắt cầu nguyện. Trong đường hầm làm sao có mưa sao băng được. Chắc chắn là Lỗ Thông Tử dở trò quỷ. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Hơn phần nửa là thi triển đại na di thuật gì đó làm không gian biến ảo, rời mưa sao băng rơi xuống. Mọi người mau tìm cách đi, nếu không chúng ta sẽ bị đập trúng. Mặt Diệp Nam Thiên trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, bị hù ngây người. Thiên thạch từ đường hầm rơi xuống đừng nói không biết số lượng bao nhiêu, chỉ có một, hai cái cũng đủ lấy mạng Diệp Nam Thiên. Lý Vân Tiêu hỏi. Đại nhân vừa nói là chưa hoàn toàn kích phát lực lượng thuyền nặc á, nếu kích phát hoàn toàn thì phải chăng có thể nổ nát những thiên thạch này? Hiếm khi Diệp Nam Thiên chửi tục. Nổ cái đầu ngươi. Diệp Nam Thiên trợn to mắt như chuông đồng, hoàn toàn mất bình tĩnh. Những cái này là thiên thạch, nói thẳng là ngôi sao. Ngôi sao rơi như mưa, cường giả giới vương cảnh cũng không dám cứng rắn đỡ. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Bí Đình Phong run rẩy, khẽ thở dài. Thuộc hạ hiểu rồi. Quyết định rồi thì lên đi. Hạo Phong bước ra khỏi đám người, chậm rãi cầm Niết Nguyên đao từ ngực chuyển sang trong tay. Tất cả vũ giả dưới vũ giả lùi ra sau đi. Rất nhiều vũ giả lùi ra sau ngay, chỉ còn trên thần cảnh là vững như núi Thái không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu nói. Thanh Phàm huynh, kính nhờ. Vẻ mặt Trác Thanh Phàm bất phần nghiền ngẫm, cười khổ nói. Ta cố hết sức đi, nếu có tình huống gì thì ta sẽ trở về thông báo cho các người. Có lẽ vì biết chuyện nghiêm trọng nên Trác Thanh Phàm không dám đùa cợt, hai ngón tay khép lại đặt trên trán, một luồng sát nhạt lóe lên từ đầu ngón tay và trán gã. Trác Thanh Phàm biến mất trong ánh sáng. Cái này, biến mất. Mọi người ngơ ngẩn, xoay tròn mắt khó tin. Diệp Nam Thiên kinh ngạc hỏi. Người này là ai, chẳng lẽ là đại hư không thuật? Lý Vân Tiêu có chút giật mình hỏi. Đại nhân cũng biết thuật này.
vậy là tá đoán đúng rồi. Mắt Diệp Nam Thiên lóe tia hồi tưởng. Không ngờ trên đời còn người biết thuật này. Khoan nói chuyện, ứng đối thiên thạch quan trọng hơn. Mọi người thế mới phản ứng lại, khi biết Trác Thanh Phàm có đại hư không thuật thì phấn khởi tinh thần, người người không còn vẻ suy sụp. Hạo Phong chém đao trước nhất, ánh sáng trăng xoay một vòng trên lưỡi đao chém ra ngoài. Quán không chạm. Đao quang màu trắng dọc theo đường hầm vọt lên, rất nhanh đánh trúng một thiên thạch cỡ trung đằng trước nhất phát ra tiếng nổ đinh tai chém thiên thạch thành hai khúc lăn sang hai bên đường, bị hư vô nuốt hết. Diệp Nam Thiên đánh một ấn quyết vào chiến hạm, bắn ra ánh sáng vàng. Trước mũi chiến hạm biến thành sóng vàng khuếch tán ra ngoài. Sóng vàng xoay tròn hình loa diện tích lớn đánh vào mưa thiên thạch giấy lên tiếng nổ liên hồi, mảng lớn thiên thạch chấn động. Những người khác lập tức hành động, các loại thần thông phát sáng bắn ra. Một đống thiên thạch đằng trước bị nổ nát, hóa thành vô số mảnh vụn, hoặc bị hư vô nuốt hết, hoặc dọc theo đường hầm rơi xuống đã không tạo thành tổn thương đến cho chiến hạm được. Diệp Nam Thiên ở một bên lẳng lặng công kích thiên thạch, một mặt chuẩn bị sẵn sàng đường lui. Nếu mọi người không chống đỡ được thì Diệp Nam Thiên sẽ từ trong đường hầm phá không rời đi. Dù sao trên thuyền Nặc Á tụ tập hơn một nửa cường giả đương thời, tuyệt đối không thể mất tại đây. Nhưng phá không chạy trốn không biết khi nào mới quay lại thiên vũ giới được, chinh chiến hóa thần hải hoàn toàn thua, sẽ thành trò cười. Nên không đến phút cuối thì Diệp Nam Thiên tuyệt đối không chạy trốn. Trác Thanh Phàm biến mất trên chiến hạm chớp mắt xuất hiện trong hóa thần hải. Trác Thanh Phàm đưa mắt nhìn, khu vực truyền tống quả nhiên giống như Lý Vân Tiêu dự đoán, có hàng trăm thuật luyện sư xếp bằng lơ lửng cùng nhau thi thuật, dọn dùng uy năng vô thượng triệu hoán thiên thạch rơi vào đường hầm. Trác Thanh Phàm xuất hiện dẫn đến cảnh giác, một ánh mắt sắc bén liếc qua, đáy mắt lạnh lùng lóe tia ngạc nhiên. Ai đó? Mới rồi người này cảm giác có người nhưng giờ trống rỗng không thấy bất cứ ai. Một người nói, đại nhân, có thể ai, có khi nào đại nhân đã nhìn lầm. Bạc Phú Kình hừ lạnh, ánh mắt càng sắc bén hơn. Bạc Phú Kình quét mắt bốn phía, dừng lại trên trận đại Nazi. Bạc Phú Kình lạnh lùng nói, mọi người lập tức cảnh giác cao độ, đã có người xâm nhập, tuyệt đối không thể để hắn quấy nhiễu trận pháp này. Cách đại Nazi trận không xa có 10 vũ giả đứng lơ lửng nghe vậy lộ vẻ ngạc nhiên, không tin. Một người nói, đại nhân, có khi nào đã cảm ứng sai không? Đường hầm chưa mở thì sao có người xông vào được? Bạc Phú Kình lạnh lùng nói, trên đời không có gì là không thể. Bạc Phú Kình chỉ vào đầu, chỉ có các ngươi không nghĩ ra. Hơn ư mời người bực bội, cách nói này rất mơ hồ nhưng rồi không dám phản bác, đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, cả đám tản ra. Dựa theo bầy bố lúc trước khi gặp tình huống khẩn cấp thì giải rác bốn phía bảo vệ đại na di trận. Bạc Phú Kình cầm cổ trần đại kiếm chậm rãi đi trong hư không, trầm giọng nói. Có thể không qua đường hầm liền đến biển, thần thức của ta không cảm ứng được, thiên hạ đương thời chỉ có một mình Trác Thanh Phàm hư không vũ đế. Hơn 10 vũ giả giật mình kêu lên. Trác Thanh Phàm, bọn họ không dám khinh thường nữa, khuếch tán thần thức đến mức lớn nhất, hợp sức kết trận, cẩn thận ứng đối. A, à, ta nhớ ngươi, lúc ở Đông Hải từng gặp mặt một lần. Trác Thanh Phàm chậm rãi ra khỏi hư vô, tay phải cầm thương hải như trần, cảm thán rằng. Sớm biết hôm nay thì lúc ở Đông Hải ta đã tiện tay chém ngươi rồi. Bạc Phú Kình hừ lạnh một tiếng. Bây giờ chém có lẽ còn kịp. Trác Thanh Phàm lắc đầu nói. Không nói đến có chém ngươi được không, dù thật sự có thể thì cũng rất tốn công. Ta chỉ muốn phá đại na di trận. Ngươi đừng ngăn cản ta được không? Bạc Phú Kình nói. Ngươi thấy sao? Trác Thanh Phàm cười khổ nói. Như lời các hạ nói, trên đời không có gì là không thể. Trác Thanh Phàm chỉ vào trán, nói. Chỉ có chúng ta không nghĩ ra. Bạc Phú Kình ôm kiếm đứng. Ngươi cứ nghĩ từ từ đi. Ôi chao, thôi bỏ đi. Trác Thanh Phàm giơ thương hải như trần trước mặt. Con người của ta bẩm sinh đầu óc ngu dốt. Sợ trong lúc suy nghĩ thì nhóm Lý Vân Tiêu đã chết rồi. Bạc Phú Kình mỉm cười nói. Yên tâm, mạng hắn cứng lắm, không chết dễ vậy. Trác Thanh Phàm nói. Nhưng cũng không được, ta vừa tham gia Thiên Vũ Minh nên biểu hiện một chút, lập công lao mới tốt. Trác Thanh Phàm nói xong lắc người vẽ ra một đống tàn ảnh đầy trời, nhiều cỡ mấy trăm bay đi bốn phương tám hướng. Hơn 10 vũ giả giật mình, hoa mắt. Tàn ảnh của Trác Thanh Phàm hầu như mỗi cái giống y đúc,
cực kỳ chân thật. Tay chân bọn họ lạnh lẽo, vội vàng kết trận. Một mảnh hư quang hiện ra trong lòng bàn tay các vũ giả biến to mấy mẫu chụp xuống. Bạc Phú Kình vẫn không nhúc nhích, đột nhiên hét to. Thu kết giới về. Một Lý Vân Tiêu người giật nảy mình, không hiểu ra sao nhưng vẫn nghe lời, thay đổi ấn quyết đánh tan trận thế mới vừa thi triển. Trác Thanh Phàm ảo đầy trời lao xuống dưới. Một người kinh kêu. Bạc Phú Kình đại nhân. Bạc Phú Kình lắc đầu nói. Cẩn thận chút, những tàn ảnh này toàn là giả. Cái gì? Đám người giật mình, nhìn các tàn ảnh rơi xuống, quả nhiên biến mất hết, lát sau không còn một cái. Cái này. Hơn 10 vũ giả mặt trắng bệch, cảm giác miệng khô khốc, năng lực của mình không đủ để ứng đối loại tình huống này, có cố gắng cũng chỉ làm vật hy sinh. Ai nấy thấy thật mệt tim. Bạc Phú Kình nói. Nếu vừa rồi các ngươi thêm kết giới, Trác Thanh Phàm xuất hiện trong kết giới thì ta cứu cũng không kịp. Bạc Phú Kình nhìn thấu tâm trạng mấy người. Các ngươi lùi xa chút, các ngươi không tham gia vào nơi này được. Tuân lệnh, mấy người mừng như điên vội đáp, chạy thật xa đứng xem. Bạc Phú Kình cầm kiếm đứng hẳng trên bầu trời trăm thuật luyện sư, thần thức bao phủ mỗi ngóc ngách. Bạc Phú Kình chậm rãi nói. Tuy đại hư không thuật vô cùng thần diệu nhưng vẫn có sơ hở. Dù ta tạm thời không biết sơ hở ở đâu nhưng chắc chắn tồn tại. Thiên hạ vạn pháp hễ có pháp môn là sẽ có thuật phá giải, không thì ngươi đã vô địch rồi. Bốn phía hoàn toàn im lặng không nghe chút thanh âm. Hàng trăm thuật luyện sư cũng nhận ra hiện trạng, nhưng mỗi người đang cố gắng thi triển na di thuật, tất cả tinh thần lực tập trung vào trận pháp chính giữa, hiện ra ánh sáng rắn mông lung. Có chút giống với thuật thần chi quang nhưng sáng hơn, bên trong ẩn chứa tinh vân lấp lánh trực tiếp nối liền với ngoài trời, đón thiên thạch đến, rơi vào đường hầm tối đen. Mỗi thuật luyện sư hết sức tập trung, trán mỗi người nổi vầng sáng đen, tinh thần lực bị hao tổn thì ánh sáng đen càng đậm, mắt lóe tia tàn nhẫn. Bạc Phú Kình đột nhiên lắc người thuấn di xuống, cổ trần đại kiếm chém ra. Rầm, kiếm to chém vào thương hải như trần, Trác Thanh Phàm mới thò nửa người ra đã bị kiếm chém trở vào hư không, biến mất. Hai huyền khí chấn động dư âm vừa khuếch tán một chút đã bị đại na di trận cuốn vào ánh sáng bạc chính giữa. Các thuật luyện sư vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích, phớt lờ tất cả. Ha ha ha, trong toàn đại trận một chút khác lạ đều bị thần thức của ta cảm giác được, dù hư không khác lạ cũng không thoát khỏi ta mắt của ta. Người muốn đánh lén các đại sư thì tuyệt đối không thành công được. Bạc Phú Kình đột nhiên cười như điên, nói. Hãy đứng ra đường đường chính chính đánh một trận với ta đi. Nếu thắng thì có thể phá vỡ đại na di trận, cho Lý Vân Tiêu bình yên vô sự tiến vào nội hải. Còn thua thì ngươi và bọn họ cùng nhau biến thành lịch sử. Trác Thanh Phàm chậm rãi hiện ra trên bầu trời trận pháp, mặt không biểu tình nhìn xuống dưới. Trác Thanh Phàm luôn cười tủm tỉm, cười cợt nhả, bộ dáng lười biếng. Lần đầu tiên Trác Thanh Phàm mặt không biểu tình, dường như phát hiện vấn đề hóc búa. Trong đại na di trận tất cả lực lượng bắn ra đều bị cuốn vào giữa trận, hoàn toàn không thể tổn thương những thuật luyện sư, trừ phi một kích chặt đầu. Nhưng tinh thần lực của Bạc Vũ Kình lại có thể quan sát tỉ mỉ, nháy mắt di động, mỗi lần đều trước Trác Thanh Phàm một bước, muốn đánh lén giết người rất là khó khăn. Bạc Vũ Kình cười gian. Như thế nào, hư không vũ đế trong truyền thuyết, cường giả thứ hai trong thiên hạ không có can đảm chiến đấu một trận với bổn tọa sao? Vẻ mặt Trác Thanh Phàm chân thành nói. Ngươi muốn chơi thì ta có thể chơi với ngươi, nhưng bây giờ không rảnh. À, không rảnh. Vậy thì ngươi có thể làm được gì? Bạc Phú Kình xì cười. Ta thích bộ dáng gai mắt ta rồi lại không thể không chơi cùng ta của ngươi. Trác Thanh Phàm giơ tay lên nâng thương hải như trần, ánh sáng sắc bén từ chiến kích chiếu rọi gã có vẻ lạnh lùng chói mắt. Ánh sáng chiếu vào mắt Bạc Phú Kình, con ngươi híp lại bắn ra tia sáng lạnh nắm chặt cổ trần kiếm hơn. Trác Thanh Phàm nói. Không có nhiều thời gian nên ta chỉ ra một chiêu. Con ngươi Bạc Phú Kình co rút. Mặt xanh mét, cảm nhận áp lực cường đại. Cánh tay Bạc Vũ Kình rung nhẹ, cổ trần kiếm phát ra âm rung. Một chiêu, đang tìm cớ cho sự nhát gan, vô dụng của mình sao? Khí thế trên người Bạc Vũ Kình dần bùng nổ, trên người gã dâng lên ma nguyên, da rẻ nổi nhiều ma văn. Cổ trần kiếm bị màu đen bao phủ. Một tay Trác Thanh Phàm bắt ấn, rũ mi mắt xuống lạnh lùng nhìn bên dưới. Cơ thể Trác Thanh Phàm như hòa vào bầu trời, trở nên trong suốt. Thứ thực chất duy nhất là thương hải như trần tỏa ánh sáng chói lòa.
đột nhiên cả không gian co rút, thân hình Trác Thanh Phàm tựa lỗ đen kịch liệt cắn nuốt tất cả. Bầu trời vạn dặm lấp vào thân thể Trác Thanh Phàm. Trạng thái hư hóa trở nên sung túc, biến to gấp mấy lần, như thể bản thân Trác Thanh Phàm là bầu trời vô tận. Cái gì? Bạc Phú Kình kinh kêu. Chuyện gì đây? Bạc Phú Kình cảm giác không gian nơi mình đứng có thay đổi, đại na di trận bên dưới cũng bị quấy nhiễu. Những thuật luyện sư lần lượt mở mắt ra, lộ vẻ kinh sợ. Bạc Phú Kình tức giận quát. Chết tiệt! Ma Nguyên lại dâng lên trên người Bạc Phú Kình như lửa cháy hừng hực trên kiếm to. Kiếm hất lên, ma viêm khủng bố hóa thành cột sáng đâm trời, muôn vàn kiếm ý cuồn cuộn trong ma khí ập đến. Trác Thanh Phàm ngước mắt lên khẽ phun một câu. Hư không toái. Thương hải như trần theo tay Trác Thanh Phàm giáng xuống, biến rồng, phát ra thủy quang mãnh liệt gầm giống lao đi. Toàn bộ hư không vỡ nát theo nhát chém, cơ thể Trác Thanh Phàm vỡ tung, không gian vô tận nổ cái bùm. Bạc Phú Kình cảm giác ngực run lên, toàn thân bị hư không chấn động. Nội tạng bị tổn hại, miệng mũi chảy máu, ngụm máu xen lẫn vụn nội tạng phun ra. Không thể nào. Bạc Phú Kình bị trọng thương ngay lập tức, khi miệng phun ra ba chữ đó thì ma khí đầy trời tán đi, dây thừng thủy long xé gió ập đến, biến rồng muốn trói gã lại. Hơn 10 người phía xa đều nổ chết ngay khi hư không rung động, chết không toàn thây. Lực lượng rời núi lấp biển từ trên hư không chấn xuống, đại na di trận đột nhiên bị trùng kích phát ra tiếng động. Lực lượng vô hình bị rút đi rót vào ánh sáng bạc chính giữa. Dù trận pháp chưa loạn nhưng tất cả thuật luyện sư đều bị thương, hộc máu. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trong chân, là Trác Thanh Phàm mặt không biểu tình, tay cầm thanh huyền đao bay múa chém đầu các thuật luyện sư. Bạc Phú Kình ở phía xa giống to. Ơ dừng tay. Bạc Phú Kình dốc hết lực lượng đẩy dây thừng thủy long ra, mạch máu toàn thân nổi lên lớp da, mặt mày cực kỳ dữ tợn. Nhưng Trác Thanh Phàm giơ tay đao rơi, thoáng chốc chém giết hơn 10 người, na di trận nháy mắt tan vỡ. Những huật luyện sư khác bị trận pháp phản phệ hộc bãi máu, thân hình bị đánh bay ra ngoài. A! À, bùm! Khóe mắt Bạc Phú Kình muốn nứt ra, gầm giống điên cuồng, ma khí phun ra rốt cuộc đẩy lui dây thừng thủy long. Thủy long ở trên không trung quẫy mấy cái biến trở về thương hải như trần bay vào tay Trác Thanh Phàm. Ánh sáng trắng bao gồm tinh vân ngân hà dần tan biến. Lực lượng Nazi trong khoảnh khắc biến mất, tất cả phục hồi lại bình thường. Trác Thanh Phàm cầm chiến kích, mặt tái nhiệt hơi trong suốt, hiển nhiên hư không toái làm gã hao phí gần như tất cả lực lượng. Bạc Phú Kình nổi khùng. Đáng chết! Đôi mắt Bạc Phú Kình dần đổi màu, mất lý trí, vết thương trên người bị ma khí cảm nhiễm khép lại. Bạc Phú Kình thuấn di một kiếm chém xuống đầu Trác Thanh Phàm. Mặt Trác Thanh Phàm xanh mét nâng chiến kích nghênh đón. Bùm! Kiếm to đánh vào chiến kích đập tan linh quang trên chiến kích. Trác Thanh Phàm không đỡ nổi hộc ngụm máu, bị đánh bay. Như thế nào, ngươi không thể thi triển đại hư không thuật nữa sao? Bạc Phú Kình nhìn thấu điều gì, mặt dữ tợn từng bước áp sát. Bạc Phú Kình lạnh lùng nói. Những gì ngươi làm hơn nay chết vạn lần cũng không hết. Cổ trần đại kiếm lóe ánh sáng lạnh lại chém ra. Trác Thanh Phàm vội một tay bắt ấn. Người hiện ra màng mỏng như nước ngưng kết thành giáp trụ, giơ ngang đôi tay. Hai tay Trác Thanh Phàm bắt ấn, giáp trụ tăng vọt biến thành hình người như cự linh, hòa cùng bắt ấn. Một kết giới lằn nước mở ra. Lực lượng kiếm to đánh vào kết giới, lằn nước tan biến, cự linh vỡ nát theo. Trác Thanh Phàm lại hộc máu, liên tục lùi mấy bước. Phụt, mặt Trác Thanh Phàm tái nhợt như giấy nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, không chút biểu tình. Như hờ hững với tất cả, bao gồm sự sống chết. Keng! Chiến kích mất linh quang cắm xuống đất, Trác Thanh Phàm viện chiến kích đứng thẳng không nói một lời, bình tĩnh nhìn phía Rux. Trong mắt Trác Thanh Phàm chỉ còn giác ngộ và thản nhiên, Bạc Phú Kình mắt lóe tia sáng lạnh, khóe môi cong lên nụ ca ơi tàn nhân. Chậc chậc, số 2 thiên hạ, hư không vũ đế từ đây trở thành lịch sử. Cổ trần địa kiếm tỏa đao quang sáng rực chớp mắt đánh ra ngoài. Xoẹt! Kiếm quang rạch phá không trung chém ra một khe nứt đen ngòm. Đột nhiên khe nứt chém tới cách trước mặt Trác Thanh Phàm mấy tấc thì ngừng lại, thắng gấp. Tận cùng khe nứt từ khi nào rực cháy lửa màu trắng, thiêu đốt tất cả. Bạc Phú Kình hoàn toàn biến sắc mặt, đôi mắt bị ma hóa tỉnh táo lại đôi chút. Bạc Phú Kình đột nhiên hóa thành độn quang bay mất. Trác Thanh Phàm ngẩn ra, cười khổ, bọn họ nên vui hay mừng.
Trác Thanh Phàm thả bàn tay cầm chiến kích ra, để lại một dấu máu trên chiến kích. Hai tay Trác Thanh Phàm bắt ấn trước mặt, ngồi xếp bằng điều tức trong hư không, từ từ nhắm mắt lại. Ngọn lửa đằng trước chậm rãi hiện thân hình Lý Vân Tiêu nhưng là nửa ỏng suốt, lập lòe mơ hồ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Bây giờ muốn đi, Vũ Kình huynh đang đùa với ta sao? Lý Vân Tiêu dứt lời chân thân đã thuấn di ngàn trượng xuất hiện phía trước Bạc Vũ Kình. Lý Vân Tiêu. Bạc Vũ Kình mặt mày xanh mét, miệng mũi còn đọng vết máu. Cổ Trần đại kiếm giơ ngang người, Bạc Vũ Kình lạnh lùng nói. Muốn giữ ta lại phải xem bản lĩnh của ngươi đã. Lý Vân Tiêu vươn ngón trỏ ra lắc trước mặt, lắc đầu. Không phải xem bản lĩnh của ta mà là bản lĩnh của chúng ta. Người Bạc Vũ Kình run rẩy, phụt ngoái đầu lại. Trước chỗ Na Di đại trận khuếch tán ánh sáng vàng, thuyền nặc á hiện ra. Mấy chục bóng người lao ra bao vây Bạc Vũ Kình lại. Bạc Vũ Kình biểu tình cực kỳ khó xem nghiến răng nói. Lý Vân Tiêu, có giỏi thì chúng ta công bằng đánh một trận. Dù hiện tại bổn tọa bị thương nhưng tuyệt đối không sợ ngươi. Chiến đấu công bằng, tại sao? Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia giễu cợt, lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ mình là đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất. Còn chiến đấu công bằng với ngươi. Lý Vân Tiêu vung tay quát to. Mọi người cùng nhau lên đi, đập dẹp hắn ra, đừng đánh chết là được. Mặt Bạc Vũ Kình đen như lọ nồi, mấy chục khí thế cường đại phóng lên cao, khá nhiều không kém hơn gã. Phòng ngự trong lòng Bạc Vũ Kình sụp đổ, chẳng còn chút long chống cự. Ầm 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 ầm. Các loại công kích xé gió ập đến, Bạc Vũ Kình như lá trong giớ, toàn thân đau nhức, trước mắt tối sầm, ngất xỉu. Tiểu tử này không giỏi chịu đòn, ta còn chưa ra tay đã tiêu rồi. Ha ha ha, người có giỏi thì đến thử xem, dù là đảo chủ đại nhân trước loại công kích này cũng phải rụt đầu. Đã rất mạnh, người này là thân thể dung thông cảnh đúng không? Hèn gì giỏi chịu đựng vậy? Các tiếng cười đùa vang lên, cơ thể Bạc Vũ Kình bị đánh máu me nhảy nhụa. Lý Vân Tiêu luôn quan sát kỹ, sợ Bạc Vũ Kình không chịu nổi chết đi, tới lúc thấy đủ thì hắn vung tay lên. Ánh sáng trắng cuốn Bạc Vũ Kình vào giới thần bi. Hàng trăm thuật luyện sư bị tổn hại nặng biểu tình kinh khủng nhìn nhóm người. Ánh mắt Diệp Nam Thiên quét qua từng khuôn mặt của đám người, lạnh lùng nói. Trong cơ thể đám người này đều có lực lượng ma nguyên, hơn phân nửa mà bị ma khí quấy nhiễu, dù không bị ma hóa cũng ảnh hưởng tâm tính. Bí Đình Phong hỏi. Ý của đại nhân là. Lý Vân Tiêu hét to. Không được. Bí Đình Phong sửng sốt. Không lên tiếng, lúc này ánh mắt Bí Đình Phong nhìn Lý Vân Tiêu chứa kính trọng, thừa nhận Minh Chủ Thiên Vũ Minh có thể ngang hàng với Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên khẽ thở dài. Để đám người này lại là tai họa. Mặt Lý Vân Tiêu xanh mét nói. Bọn họ đều là đại thuật luyện sư, có hơn trăm người, là tài phú khó thể đánh giá của Thiên Vũ giới, không lẽ đại nhân muốn tàn sát thật sao? Một thuật luyện sư hét to. Các ngươi có ý gì? Muốn giết chúng ta thật sự, đầu óc của các ngươi có bị gì không? Chúng ta là trên trăm vị đại thuật luyện sư. Diệp Nam Thiên chỉ vào người đó. Vân Thiếu ra nhìn loại não rỗng này đi, thế này là tài phú sao? Bọn họ suýt giết chúng ta, giờ phút này còn cảm thấy chúng ta giết bọn họ là không bình thường. Không nói đến có bị ma hóa không, chỉ loại não rỗng này đã nên bị giết. Diệp Nam Thiên búng tay, một luồng sáng vàng bắn ra. Thuật luyện sư kia nổ cái bùm, đám thuật luyện sư xung quanh sợ hết hồn. Đám người điên này thật sự sẽ giết chúng ta. Chạy trốn mau, đi chỗ tổng trưởng đại nhân. Các thuật luyện sư bắt đầu thấy sợ, phát cuồng trốn đi xa. Diệp Nam Thiên ra lệnh. Giết hết. Sát khí khuếch tán từ người Diệp Nam Thiên khiến người rét run. Không được. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Không được giết. Bản thân Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư. Rất có cảm giác trung thành, vinh dự với quần thể này, giống như mỗi vị thuật luyện sư khác. Giờ phút này, Lý Vân Tiêu bước chân vào thuật thần chi cảnh càng cảm thấy mình có trách nhiệm, nghĩa vụ che chở nhóm người này. Huống chi bọn họ là quần thể đại biểu thuật đạo cao nhất thiên vũ giới, chuyện hôm nay là lỗi của Lỗ Thông Tử chứ không phải quần thể này. Diệp Nam Thiên nhìn Lý Vân Tiêu. Đừng quên nhiệm vụ trước khi xuất chinh, giết hết người ma hóa, người muốn gặp trận đổi ý sao? Còn nữa, đừng quên ta cũng là thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu dùng mình, đứng ngây như phỗng, không biết nên làm sao. Diệp Nam Thiên lại ra lệnh,
mắt bắn ra sát khí lạnh lùng nói. Giết hết. Bí Đình Phong liếc Lý Vân Tiêu, thấy hắn không nói gì nữa mới lĩnh mệnh. Tuân lệnh. Bí Đình Phong phất tay, một đám vũ giả lao qua, rất nhanh đuổi kịp đám thuật luyện sư, không chút xót thương giết chóc. Tiếng gào thét từng đợt vang lên, không trung nhuộm máu. Lý Vân Tiêu không chịu nổi, hét to một tiếng. Dừng tay. Thanh âm như rồng ngâm hổ gầm, không trung rung bần bật. Đám vũ giả sửng sốt, dừng tay lại. Lý Vân Tiêu nói, tinh thần lực của thuật luyện sư hơn xa người bình thường, ta có thể tìm ra cách phục hồi lại tâm tính của bọn họ. Hơn nữa đại nhân đã nói quyền chỉ huy tối cao thuộc về ta đúng không? Diệp Nam Thiên gật đầu nói, được rồi, nếu ngươi có tự tin vậy thì thử xem đi. Quyền chỉ huy tối cao đúng là thuộc về ngươi, nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm kết quả xuất chinh này. Lý Vân Tiêu gật đầu đồng ý. Ta sẽ. Lý Vân Tiêu ra lệnh. Bắt hết bọn họ lại. Rất nhanh những thuật luyện sư may mắn không bị giết bị dẫn độ lại, chỉ còn lại hơn 60 người, mới có mấy giấy đã hơn một nửa bị giết. Đám người thuật luyện sư kinh hoàng bất an, chưa từng gặp cảnh tượng máu me thế này. Có một số người nhỏ giọng thút thít. Lòng Lý Vân Tiêu rối bời thu hết thuật luyện sư vào giới thần bi. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, những người này nhập ma không quá sâu, thông qua cách nào đó tu luyện có thể hoàn toàn bài trừ ma khí trong người. Trác Thanh Phàm bị thương quá nặng, hơi phục hồi lại chút nguyên khí rồi cũng vào cơ thể giới thần bi. Mọi người phân rõ phương hướng quay về thuyền Nặc Á đi hướng chủ đảo nội hải, sương khói lượn lờ trên hóa thần hải, trời quang mây tạnh, giống như tiên cảnh. Chiến hạm theo gió vượt sóng rất nhanh đến lĩnh không chủ đảo, lộ ra toàn cảnh hòn đảo. Đây là... Mọi người hút ngụm khí lạnh, con người trợn to. Nguyên chủ đảo đen như mực, hoàn toàn biến thành ma đảo, như cục than trên biển. Nhìn thấy ghê người. Mọi thứ trên đảo bị hắc ám bao phủ trở nên mơ hồ, diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu chỉ nhìn được đại khái. Sắc mặt linh mục Địch lạnh lùng nói. Ma hóa nghiêm trọng thế này e rằng lỗ thông tử đã bắt đầu từ trước khi đi vĩnh sinh chi giới, xem ra hắn sớm quyết tâm hoàn toàn sa đọa thành ma vật. Hòn đảo vốn như tiên cảnh bây giờ giống như phổi người mục nát, không ngừng có ma khí cuồn cuộn toát ra. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Những thuật luyện sư đỉnh cao đâu? Linh Mục Địch nói. E rằng tình hình không lạc quan, hoặc bị giết, hoặc thành chó săn của lỗ thông tử, hoặc bị bắt, dù là loại nào thì đều rất tệ. Lý Vân Tiêu tùy tay kéo một thuật luyện sư ra, trầm giọng hỏi. Hòn đảo này bị gì? Nhóm La Thiên Đại Sư đâu? Thuật luyện sư kia phập phồng lo sợ nhìn, vội xua tay nói. Ta không biết. Mắt Lý Vân Tiêu lạnh băng, sát khí phát ra. Thuật luyện sư cửu giai như La Thiên mới là người ta xem trọng, con kiến như ngươi có thể cứu được thì cứu, không thì ta tiện tay giết ngươi. Ánh mắt lạnh băng xuyên thấu thân hình thuật luyện sư làm gã sợ hãi run bần bật. La Thiên đại sư, bị bắt rồi. Lý Vân Tiêu gặn hỏi. Nói tỉ mỉ. Thuật luyện sư này kể rõ ngọn nguồn, quả nhiên như linh mục Địch suy đoán, lỗ thông tử khiến mọi người dùng một loại đan dược tên sát đan, bên trong chứa ma nguyên cực mạnh. Ai dùng rồi sẽ bị ma khí nhập thể, khống chế tâm thần, ảnh hưởng thần trí, bị bạc vũ kình điều khiển trong tay. Không chịu dùng hay thực lực yếu đều bị giết, còn lại một số thuật luyện sư, vũ giả tu vi thực lực khá cao lỗ thông tử tiếc giết chết đều bị bắt. Lý Vân Tiêu nghe vậy nổi sùng. Bắt đi, đi đâu? Thuật luyện sư bị bộ dạng của Lý Vân Tiêu hù sợ. Cổ ma tỉnh, quả nhiên là nơi đó. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Chắc chắn lỗ thông tử muốn dùng ma khí trong cổ ma tỉnh ảnh hưởng tâm tính mọi người, ma hóa bọn họ hết. Lý Vân Tiêu hỏi. Trên chủ đảo không có người vậy tại sao còn ma khí cuồn cuộn? Người kia trả lời. Nghe nói tổng trưởng, không, lỗ thông tử, nghe nói lỗ thông tử muốn chủ đảo làm trạm thứ nhất cho ma tộc xâm nhập thiên vũ giới, vì vậy muốn thay đổi hoàn cảnh linh khí bên trong, biến thành hoàn cảnh cho ma tộc sinh tồn. Còn người linh mục Địch co rút nhìn chằm chằm bên dưới một lúc. Quả nhiên không sai, trên đảo này có nhiều rêu phong nhỏ, thảm thực vật đều là vật của ma giới. Mấy thứ này có thể phun ra nuốt vào ma nguyên, một trong các cơ sở cấu thành nguyên ma giới. Phản đồ chết tiệt. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Cái đảo này. Linh mục Địch nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt đối không thể giữ lại. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Để lại mấy người điều khiển chiến hạm. Hoàn toàn phá hủy đảo này,
những người còn lại đi theo ta. Để lại hơn 10 vũ đế cao giai, một số thuật luyện sư khống chế chiến hạm, đã kích hủy diệt chủ đảo hoàn toàn. Những người khác theo Lý Vân Tiêu bay lên cao. Cổ Ma Tinh nằm ở tận quàng hóa thần hải, hư không giáp giới vũ trụ. Mọi người độn thuật chỉ giây lát là tới nơi. Trong hư không mênh mông vô bờ như có con quái thú há to mồm chờ nuốt mọi người. Phía trước đột nhiên lung lay, một cái bóng màu đen ngưng tụ biến thành hình lỗ thông tử, tay cầm cây gậy màu bạc. Ha ha ha, rốt cuộc các ngươi cũng tới. Trông lỗ thông tử trở nên gian xảo, danh ma, mất đi sự ung dung, rộng lượng, nho nhã, hiền lành lúc trước. Tuy trước kia lỗ thông tử chỉ giả bộ phong độ nhưng hiện tại không thèm giả dối nữa, hoàn toàn xé rách mặt nạ. Lý Vân Tiêu dẫn mọi người ngừng lại ở giao giới đen và trắng, hóa thần hải và hư không. Giới trắng đen như giới hạn của người hai phái, vĩnh viễn không thể hòa cùng nhau, đã hình thành thế như nước với lửa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lỗ thông tử, qua một lúc mới hỏi. Lỗ thông tử, người sợ sao? Không dám để chân thân đối diện mà dùng một hóa thân đến, không cảm thấy mất mặt sao? Lỗ thông tử rất là thoải mái, dõng dạc thừa nhận. Ha ha, mất mặt, ta chấp nhận mình hèn được chưa? Lỗ thông tử không hề xấu hổ cười nói. Có gan thừa nhận chính mình nhỏ yếu, khiếm khuyết mới là cường giả thật sự. Lý Vân Tiêu nổi giận, mắt rực lửa. Ta phi, mạnh cái đầu ngươi, chân thân mau đi ra chịu chết. Ta ngốc chắc, tự mình chạy ra chịu chết. Lỗ thông tử ngạc nhiên bật cười. Sao minh chủ đại nhân tức giận quá vậy, bộ dạng như là hận không thể ăn thịt ta. Từ khi nào ta làm minh chủ đại nhân hận ta dữ vậy? Lý Vân Tiêu giơ ngón giữa lên thô tục chĩa mạnh xuống. Ta phi, da dày thịt nhám như ngươi ăn vào sẽ trúng độc chết, buồn nôn. Diệp Nam Thiên nói, dài dòng với hắn làm gì, trực tiếp xiết vào nghiền áp hết thảy, phong ấn cổ ma tỉnh. Lý Vân Tiêu gật đầu, giơ tay lên chuẩn bị ra lệnh. Ha ha, muốn giết ta sao? Lỗ thông tử mỉm cười nói. Không cần mạng của đồ đệ ngươi. Tay Lý Vân Tiêu khựng giữa chừng không trung, không vung xuống được. Lỗ thông tử híp mắt cười nói. Lựa chọn đại nghĩa hay chọn thân tình? Chậc chậc, đúng là sự lựa chọn khó khăn. Bà nội nó, ngươi là súc sinh không phải con người. Lý Vân Tiêu giận dữ hét. Dương địch đâu? Lỗ thông tử la lên. Ôi chào ơi, đừng chửi người, toàn là người văn minh, phải có tố chất. Văn minh con khỉ, Dương địch đâu? Lý Vân Tiêu giận không kềm được, hận không thể xông tới chém chết lỗ thông tử. Lỗ thông tử vẫy tay một cái, bên người lóe vầng ma quang. Có một người ngồi xếp bằng bên trong, thân thể bốc ma khí. Người đó đang tu luyện ma công. Lý Vân Tiêu hét thất thanh. Ma phó. Mặt Dương địch toát ra tử khí, Lý Vân Tiêu vừa nhìn liền nhận ra đó là ma phó. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử đúng là kiến thức rộng rãi. Lỗ thông tử cười nói. Với kinh nghiệm của Dương địch không có tư cách làm ma phó của lão hủ. Cũng vì nể mặt Vân Tiêu công tử nên lão hủ mới ban cho hắn tư cách này. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân lãnh lẽo. Một khi Dương địch trở thành ma phó, lỗ thông tử chết thì gã cũng sẽ chết theo. Tay Lý Vân Tiêu cứng ngắc giơ cao chậm rãi thả xuống, xoay người nói. Mục địch đại nhân, trở thành ma phó rồi có cách giải thoát không? Linh mục địch nhíu mày suy tư một lúc, lắc đầu nói. Cái này thì ta không rõ. Nếu tìm được đế già thì có lẽ hắn sẽ biết. Lý Vân Tiêu im lặng nhìn bóng dáng trong vòng sáng ma, mặt lộ nét đau thương. Lỗ thông tử cười như điên. Ha ha ha. Trong mắt lỗ thông tử tràn đầy đùa giỡn, châm chọc. Minh chủ Thiên Vũ Minh còn chưa trả lời câu hỏi của ta, chọn đại nghĩa hay tình thân? Diệp Nam Thiên trầm giọng nói. Vấn đề đơn giản như vậy còn cần hỏi sao? Tất nhiên là đại nghĩa, Vân thiếu gia. Lúc này không thể hồ đồ được. Lý Vân Tiêu gật đầu, suy sụp tinh thần uể oải vẫy tay nói. Từ bây giờ giao quyền chỉ huy tối cao cho ngươi. Diệp Nam Thiên gật gù. Đừng nghĩ quá nhiều, làm sao không có hy sinh được. 10 vạn năm trước đã chết bao nhiêu người. Đồ đệ của ngươi không phải người thứ nhất cũng không là người cuối cùng. Dù là ngươi và ta cũng rất có thể sẽ lấp vào đó. Lý Vân Tiêu đau thương nói. Ta hiểu. Lỗ thông tử cười to bảo. Cho nên ngươi chọn cái gọi là, đại nghĩa sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói.
Ta lựa chọn cái gì có cần báo cáo với ngươi không? Ngậm miệng của ngươi lại, bây giờ lão tử nhìn cái mặt già nhà ngươi là chỉ muốn xé ra. Diệp Nam Thiên phất tay quát to. Mọi người nghe lệnh, giết vào BT ổng hư vô, hễ thấy hai thì giết không tha. Lỗ Thông Tử biến sắc mặt, lạnh lùng cười. Tốt lắm, ta chờ xem cuộc chiến sư đồ. Lỗ Thông Tử phất ống tay áo, ma quang biến mất, lão cũng xoay người biến mất. Mọi người lập tức lao vào hư không vô biên, mới bước vào đã rùng mình. Thùng! Hư không rung rinh vì tiếng trống trận sấm rền, tiếng trống inh ỏi chui vào tai khiến mỗi người khí huyết sôi trào. Là La Sát Cổ! Lý Vân Tiêu kinh kêu. Tất cả cẩn thận! Thùng thùng! Lại hai tiếng trống vang lên, chấn hư không run rẩy, lực cản cực mạnh ngăn đằng trước, nửa bước khó đi. Những cường giả dưới đỉnh Vũ Đế càng là tâm huyết kích động, máu trào lên họng. Chỗ đen ngòm đằng trước như có bóng ma lắc lư, mơ hồ có cái trống to không ngừng khuếch tán sóng âm. Lý Vân Tiêu nhìn lại, cái trống to cao hơn 10 trượng, một cây dùi trống bay bổng trên cao. Ba vũ giả ma tu hợp tác điều khiển cây dùi gõ vào mặt trống. Thùng! Mỗi khi gõ một cái là có mấy vũ giả ma tu cùng run rẩy, dường như điều khiển cây dùi này cực kỳ vất vả. Diệp Nam Thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ! Người Diệp Nam Thiên lấp lánh ánh sáng vàng xuyên qua, sau đó xuất hiện trước cái trống lớn đánh một đấm vào mặt trống. Mấy vũ giả ma tu lao lên. Dừng tay! Vẻ mặt Diệp Nam Thiên châm chọc, tay trái bắt ấn vỗ quanh thân. Bùm 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 bùm! Mấy ma tu nổ tung! Quyền kình đấm vào mặt trống vang tiếng nổ điếc tai, ma khí tuôn trào. Biểu tình Diệp Nam Thiên trầm trọng biến trưởng vỗ, ánh sáng vàng bao bọc người gã bảo vệ thân hình. Những ma khí phun ra bị trưởng lực đánh tan hóa thành một cái lưới lớn, bên trên rậm rạp các đốm đen như vì sao rơi xuống. Diệp Nam Thiên giật mình kêu lên. Cái gì? Lưới ma đã khuếch tán mấy chục trượng, bao phủ một phương không gian, nhốt Diệp Nam Thiên vào trong. Diệp Nam Thiên hừ lạnh một tiếng. Nực cười, một tấm lưới bình thường làm sao trói được bổn tọa. Diệp Nam Thiên giơ ngón tay lên, tia sáng vàng lấp lánh trên ngón tay hóa kiếm chém xuống. Bùm 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 bùm. Kiếm quang chém vào lưới ma tung tóe ánh sáng vàng nhưng không thể chém đứt. Cái gì? Diệp Nam Thiên thế này mới phát hiện không có gì lạ, quan sát kỹ hơn. Vô số đốm đen nhỏ xíu không phải chất liệu bình thường. Kiếm của Diệp Nam Thiên có chém rách được nó, nhưng sau đó vỡ ra thì đốm đen vẫn bám vào lưới trở thành điểm nối. Những người khác xông lên vòng quanh ngoài lưới. Lý Vân Tiêu ngăn mọi người lại. Tuyệt đối đừng đụng vào lưới này.